La Quân ngồi vào tay lái phụ. Tư Đồ Linh Nhi đang chuẩn bị nổ máy xe, La Quân bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy Tư Đồ Linh Nhi hộp số tay. Nàng nhu di mềm nhẵn, rét lạnh. Tư Đồ Linh Nhi hơi hơi nhíu mày, nàng nhìn về phía La Quân. La Quân từ tốn nói, ta cảm thấy chúng ta có mấy lời vẫn là có cần phải nói một câu. Tư Đồ Linh Nhi nói cái gì? La Quân nói ra, chúng ta lập tức liền muốn kết hôn, cứ việc kết hôn tại trong lòng ngươi khả năng không có nghĩa là cái gì. Bất quá ta cảm thấy chí ít chúng ta có thể thành lập một cái công thủ đồng minh. Hai người chúng ta xem như liên minh, ngày sau gặp được sự tình lúc, ngươi giúp ta giúp ngươi, ngươi thấy thế nào? Tư Đồ Linh Nhi nói ra, ta không cần ngươi trợ giúp. La Quân nói, nhưng mà ngươi nghiên cứu cũng là thiên mệnh giả, thiên địa sát kiếp sắp tới. Hai người chúng ta liên thủ, sống sót tỷ lệ sẽ rất nhiều. Đây cũng là ra ra ngươi để we got merit mục đích. Tư Đồ Linh Nhi trầm mặc xuống dưới. La Quân liền thu tay lại, hắn vẫn là nhìn lấy Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi cân nhắc một lúc lâu sau nói ra, tốt, ta đáp ứng ngươi. La Quân hơi hơi thở phào, nói ra, tốt, đã ngươi đã đáp ứng. Cái kia về sau gặp lại địch nhân, ngươi cũng đừng nói với ngươi không quan hệ. Hắn là bị Tư Đồ Linh Nhi hố sợ. Tư Đồ Linh Nhi hơi hơi không kiên nhẫn, nói, ừm. Sau đó, nàng lại nói, còn có muốn nói sao? La Quân nói, không có. Tư Đồ Linh Nhi liền nổ máy xe. La Quân ngẫm lại, vẫn là cho Trầm Mặc Nùng gọi điện thoại. Dù sao Thành Bân Thiên cái này người sống sờ sờ chết, đó còn là cần người đến xử lý. Trầm Mặc Nùng nghe được La Quân giết Thành Bân Thiên sau không khỏi cười khổ, nói ra, tốt, tiểu tử ngươi vênh vào a. Trong vòng hai ngày đem kinh thành tứ tiểu long làm phế hai cái. La Quân cũng là bất đắc dĩ, nói ra, cái này cũng không nên trách ta. Ngươi cũng trông thấy, Lâm Phong là đuổi tới muốn xử lý ta, ta không thể không hoàn thủ a. Cái này Thành Bân Thiên cũng là nửa đường chặn giết. Trầm Mặc Nùng ngược lại cũng không trách La Quân, nàng nghiêm mặt nói ra, thực cái này cũng không tệ. Phàm là tu vi đến kim đan chi cảnh. Đều đã coi như là lục địa chân tiên, cảnh sát bình thường, liền xem như bộ đội đặc chủng cầm súng đều rất khó hàng phục. Mà ngươi là thiên mệnh giả, ngươi đến chung kết bọn họ, đây là thuận lý thành chương, cũng là thiên đạo an bài. Ngươi cũng cần phải chú ý tới, coi như ngươi không muốn giải quyết những người này. Bọn họ đều sẽ chủ động tới tìm ngươi phiền phức, đây chính là thiên đạo ảo diệu. La Quân phiền muộn sờ mũi một cái, nói ra, nương. Ta liền sợ ngày đó ta gánh không được, treo. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói, rốt cục cảm thấy nguy cơ a. Cho nên ngươi phải thêm gấp tu luyện, đem tu vi để bạt lên. Ta tin tưởng áp lực càng lớn, ngươi tiến bộ hội càng nhanh. La Quân nói ra, tốt, dù sao về sau ngươi thì cho ta phụ trách chùi đít. Trầm Mặc Nùng mắng, ngươi cái chết tiểu tử. La Quân bỗng nhiên lại cười một tiếng, nói ra, ngươi thì không sợ ta đi đường tà đạo tử. Giết một chút không nên giết người. Trầm Mặc từ tốn nói, thiên mệnh giả có thật nhiều cái, ta lại lựa chọn ngươi. Cũng là bởi vì ta biết ngươi tác phong cùng phẩm tính. Tư Đồ Linh Nhi cái loại người này, lợi hại hơn nữa ta cũng sẽ không lựa chọn. Nàng đón đến, nói ra, bất quá La Quân, ngươi đã muốn cùng Tư Đồ Linh Nhi kết hôn, vậy liền nhiều dẫn đạo một chút nàng. Nàng loại tính cách này, chỉ cần ngươi tránh thức chinh phục nàng, có lẽ vẫn là sẽ rất nghe lời. Tư Đồ Linh Nhi thì ở bên cạnh lái xe, La Quân nơi đó dám theo Trầm Mặc Nùng thảo luận vấn đề này. Hắn vội ho một tiếng, nói, ta còn có việc khác, trước treo, về trò chuyện a. Sau đó, La Quân cúp điện thoại. Hắn vẫn còn có chút tâm hỏng mắt nhìn Tư Đồ Linh Nhi, phát hiện Tư Đồ Linh Nhi không để ý, hắn lúc này mới thở phào. Xe rất nhanh tiến vào Tư Đồ công quán trong đình viện, xe vừa dừng lại, La Quân liền dự định xuống xe. Ngay vào lúc này, Tư Đồ Linh Nhi bỗng nhiên nói, ngươi dự định làm sao chinh phục ta? La Quân ngây người, trong lòng của hắn cái này quẫn a. Thực nếu là Tư Đồ Linh Nhi tính cách là Đường Thanh loại kia, hắn khẳng định sẽ đánh thú nói, đương nhiên là trên giường chinh phục a, để ngươi dục tiên dục tử cái gì. Nhưng là đối mặt Tư Đồ Linh Nhi, La Quân còn thật không dám nói thế với. Hắn chỉ có thể xấu hổ cười một tiếng, nói, ra ra nhất định chờ chúng ta chờ gấp, chúng ta đi vào đi. Tư Đồ Linh Nhi nhưng cũng không lại tiếp tục truy vấn, mở cửa xe, xuống xe. Hai người cùng đi tiến Tư Đồ công quán trong đại sảnh. Cái kia trong đại sảnh, dân chính cục nhân viên đã tới, còn có nhà quay phim. Tư Đồ Viêm lão gia tử một mực trong đại sảnh chờ lấy, Ngô Bá cũng ở một bên chờ lấy.
hai người sau khi đi vào, tiếng la ra ra. Tư Đồ Viêm liền cười tủm tỉm thúc giục hai người xử lý thủ tục. Cái kia nhà quay phim cho hai người chụp ảnh, sau đó, nhân viên cầm chứng minh nhân dân, hộ khẩu bản bắt đầu đưa vào tư liệu. Không đến một lát, cái kia nhân viên tại giấy hôn thú bên trên phủ xuống hai cái dấu chạm nổi, sau đó tất cung tất kính đem giấy hôn thú phân biệt giao cho La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi trên tay. Cũng đầy nhiệt tình nói, chúc mừng hai vị. La Quân nói tiếng cảm ơn, hắn mở ra giấy hôn thú, nhìn lấy phía trên chính mình cùng Tư Đồ Linh Nhi chụp ảnh chung. Cái kia trong tấm ảnh, quả nhiên là nam tài nữ mạo. Bất quá nói đến, vẫn là Tư Đồ Linh Nhi đẹp không dính khói lửa trần gian. Đoán chừng bất luận kẻ nào trông thấy cái này giấy hôn thú, đều sẽ hâm mộ La Quân dẫm nhầm cứt chó, cưới như thế một cái lão bà xinh đẹp đi. Giấy hôn thú làm tốt về sau, Tư Đồ Viêm lão gia tử cười tủm tỉm nói, cầm đến cho ta xem một chút. La Quân nhân tiện nói, vâng, ra ra. Sau đó cầm giấy hôn thú đưa tới. Tư Đồ Viêm lão gia tử tường tận xem xét giấy hôn thú sau một lúc lâu, liền liền nói, tốt, tốt, không tệ, không tệ. Sau đó hắn lại đối Ngô Bá nói, lão Ngô, nhanh cho tiểu ca nhi nhóm hồng bao. Ngô Bá nói ra, vâng, lão gia tử. Sau đó cho cái kia nhân viên cùng nhà quay phim đưa lên phong phú hồng bao. Cái kia nhân viên cùng nhà quay phim nhất thời thụ sủng nhược kinh, liên tiếp cảm tạ. Sau đó, nhân viên cùng nhà quay phim cáo từ rời đi. Tư Đồ Viêm lão gia tử đem giấy hôn thú bản thân thu lại, hắn nói với La Quân A, về sau Linh Nhi nhưng chính là thê tử ngươi. Các ngươi là có pháp luật bảo hộ, ta hy vọng ngươi về sau muốn nhiều đảm đương nàng một số. La Quân Thành vừa nói, ra ra, ta sẽ. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, ta tin tưởng ngươi sẽ. Tư Đồ công quán thượng hạ bắt đầu công việc lu bù lên, khắp nơi răng đèn kết hoa, một mảnh vui mừng. Tuy nhiên Tư Đồ Viêm lão gia tử cũng không tính tổ chức lớn, nhưng là tối thiểu đồ, vật vẫn là muốn làm. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi lại là rất lợi hại nhàn, cái gì đều không cần bọn họ đến quan tâm. Hôm sau, khí trời bỗng nhiên lại tình lãng. Nhưng là trong không khí vẫn là tràn ngập mùa đông khô ráo cùng giá lạnh, ven đường có chút nước đọng địa phương đều đã kết băng. Chính là 10 giờ sáng, Dương gia trong biệt thự. Cái này chàng biệt thự lớn ở đây Dương Thiên Thành cùng hắn hai đứa con trai. Hai đứa con trai đều đã lập gia đình, nhưng là biệt thự rất lớn, cho nên tất cả mọi người ở chỗ này cũng không tính chen. Đương nhiên, hai đứa con trai ở bên ngoài cũng có nhà mình. Bọn họ cũng bất quá là ngẫu nhiên ở chỗ này, cũng coi là bồi bồi Dương Thiên Thành. Dương Thiên Thành con trai trưởng gọi là Dương Bưu. Dương Bưu chính là Dương Lăng phụ thân, con thứ hai gọi là Dương Văn Quân. Trong biệt thự còn có không ít ẩn hình bảo tiêu bảo vệ Dương Thiên Thành an toàn. Giờ phút này, trong đại sảnh, Dương Thiên Thành cùng Dương Bưu còn có Dương Văn Quân cùng một chỗ ngồi uống trà. Dương Bưu người đại ca này lộ ra rất là trầm mặc. Dương Thiên Thành yên lặng uống trà, phát ra ngốc, không biết suy nghĩ cái gì. Dương Văn Quân 45 tuổi, trẻ trung khỏe mạnh, hắn giờ phút này có chút tức hổn hển, nói, cha, hiện tại chúng ta sinh ý đồng bọn đều biết ngài đắc tội đại nhân vật. Bọn họ cũng không nguyện ý cùng chúng ta lại hợp tác. Ngài biết ta thì mấy ngày nay tổn thất bao nhiêu tiền không? Dương Thiên Thành nhàn nhạt nhìn về phía Dương Văn Quân, nói, bao nhiêu? Dương Văn Quân đau lòng nói, là 100 triệu. Dương Thiên Thành nghe xong, không mặn không nhạt nói, a. Dương Văn Quân thấy thế không khỏi càng thêm lo lắng, nói, cha, ta biết Tiểu Lăng xảy ra chuyện ngài rất thương tâm. Nhưng là, người không chết có thể sống lại. Ngài vẫn là muốn lấy đại cục làm trọng a. Chúng ta lão Dương nhà to to nhỏ nhỏ nhiều như vậy nhân khẩu vẫn phải sống sót a. Cái kia Lâm Hoành Vĩ là chúng ta đắc tội nổi sao? Huống chi, Tiểu Lăng chết lại cùng Lâm Hoành Vĩ có quan hệ gì? Người im ngay, Dương Bưu bỗng nhiên quát lớn. Hắn người đại ca này vẫn rất có uy nghiêm. Dương Văn Quân lại là không sợ Dương Bưu, nói ra, ta tại sao muốn im ngay, ta biết đại ca ngươi cùng cha đều là ý tưởng gì. Các ngươi coi là Tiểu Lăng không tại, ta cái này thúc thúc thì không thương tâm. Có thể chúng ta Dương gia lớn như vậy một ngôi nhà vẫn phải duy trì a. Dương Thiên Thành lãnh đạm quét Dương Văn Quân liếc một chút. Dương Văn Quân không khỏi dùng mình, hắn đối phụ thân vẫn là có e ngại. Dương Thiên Thành bỗng nhiên lạnh hừ một tiếng, nói ra, Văn Quân, ta nhìn ngươi là chui vào tiền trong mắt qua. Ngươi cũng quên một cái gia tộc hẳn là có tôn nghiêm. Tiền, vĩnh viễn kiếm lời không hết. Nhưng là tôn nghiêm nếu như bị người dẫm lên mặt đất,
vậy coi như là chết, cũng phải đưa nó kiếm về. Tiểu Lăng xảy ra chuyện, ta xác thực thương tâm, nhưng ta càng thất vọng đau khổ là Lâm Hoành Vĩ bọn họ đám người này, thế mà công khai bảo vệ được hung thủ. Đây rõ ràng là không có đem chúng ta để vào mắt. Hắn Lâm Hoành Vĩ phàm là có một tia kính sợ, liền sẽ không làm loại chuyện này đi ra. Cái này, Dương Văn Quân nói, cái này còn nhắc lên tôn nghiêm. Ta chỉ biết là, chúng ta Dương gia nhiều như vậy nhân khẩu, đều phải ăn cơm. Nếu là việc này không giải quyết tốt, về sau chúng ta lão Dương nhà tại trên thương trường, đây chính là nửa bước khó đi. Vậy ngài là không sợ, dù sao ngài là tuổi rất cao, có thể chúng ta những này tử tôn bối vẫn phải sống sót không phải. Ngươi làm càn, Dương Bưu đột nhiên đứng lên, cả giận nói. Hắn lại nói, nhanh cho cha xin lỗi. Dương Văn Quân cắn răng một cái, hắn nói ra, ta nói cái gì xin lỗi, ta có nói sai cái gì không? Tính toán, Dương Thiên Thành mở miệng, hắn nói ra, nhân tâm đều tán, còn có cái gì dễ nói? Nếu không thì tách ra đi, về sau chúng ta đều có tương lai riêng. Cha, Dương Văn Quân vừa nghe nói muốn tách ra, nhất thời sợ hãi. Liền cũng tại lúc này, có người hầu tiến đến nói, lão gia, Băng Tình tiểu thư trở về. Nàng và sư phụ nàng muốn gặp ngài. Chương 162, Lâm gia lão tổ tông. Dương Thiên Thành nao nao, sau đó mới tỉnh ngộ lại. Hắn trong mắt lập tức toát ra vui sướng thần sắc. Bởi vì Tiêu Băng Tình sư phụ hắn là nghe nói qua, đây chính là một vị trong truyền thuyết, có được đại thần thông nhân vật. Dưới mắt vị này đại thần thông nhân vật đến, nhỏ như vậy lăng thù thì có hy vọng báo. Dương Thiên Thành kích động đứng lên, lập tức nói, mau mời tiến. Hắn sau khi nói xong lại cảm thấy không ổn, sửa lời nói, tính toán, ta tự mình đi nghênh đón. Dương Bưu cũng đứng lên, nói ra, cha, ta cùng ngài cùng đi. Cái kia Dương Văn Quân ở một bên lại cảm thấy rất là không ổn, hắn cảm thấy vũng nước này càng ngày càng đục. Dương gia liền xem như thật báo thù lại như thế nào. Lúc đó hoàn toàn đắc tội Lâm Hoành Vĩ đám người kia. Đám người kia năng lực, Dương Văn Quân là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Có thể là bất kể như thế nào, Dương Văn Quân cũng vô lực phản kháng phụ thân quyền uy. Bên ngoài biệt thự, Tiêu Băng Tình vẫn là xinh đẹp như vậy, băng lãnh. Nàng toàn thân áo trắng, khóe mắt đuôi lông mày đều là một loại nhìn không thấy cửu hận. Bây giờ Tiêu Băng Tình là chẳng sợ hãi, nàng cả người đều là sống ở trong cửu hận. Mà đứng tại Tiêu Băng Tình bên người là một người đàn ông tuổi trung niên nam tử này ăn mặc màu đen áo không bâu kiểu áo tôn trung sơn. Hắn dáng người cũng không cao, so Tiêu Băng Tình còn thấp một ít. Mặt tướng cũng là phổ thông. Nhưng chính là như vậy một cái bình thường nam tử, cho dù ngươi đem hắn ném vào trong bể người, y nguyên có thể liếc một chút tìm ra hắn. Hắn đặc biệt nhất cũng là một đôi mắt, cái này đôi mắt tựa hồ có vô cùng ma lực, khuất phục lực, để người vì đó mê muội, hoảng sợ, run rẩy, chờ một chút. Trung niên nam tử này chính là Thần Vũ môn môn chủ, Hàng Hành Thiên. Hàng Hành Thiên vốn là không biết Tiêu Băng Tình cái này việc sự tình, nhưng là Đế La cùng Tu La phân biệt xảy ra chuyện, hắn tại từ nơi sâu xa cảm ứng được, như thế về sau mới biết được phát sinh đại sự. Hàng Hành Thiên là dựa vào hấp thu bọn họ tín ngưỡng đến cường đại não vực. Loại tín ngưỡng này, chính là xâm nhập đến Tu La, Đế La, Tiêu Băng Tình các nàng chỗ sâu trong óc, chính là một loại vô ý thức. Chỉ cần bọn họ hoặc là, Hàng Hành Thiên liền có thể một mực hấp thu tín ngưỡng chi lực. Nhưng là hiện tại, Hàng Hành Thiên hấp thu không đến Đế La cùng Tu La tín ngưỡng chi lực. Vậy chỉ có một loại khả năng, bọn họ đều chết. Trên thực tế, Tu La hiển nhiên không có chết, nhưng là Tu La bị Trầm Mặc Nùng khống chế lại, đồng thời, Trầm Mặc Nùng cũng đem Tu La hoàn toàn khuất phục, kể từ đó, Tu La đối Hàng Hành Thiên cũng không có loại kia phát ra từ tâm sùng bái. Tín ngưỡng liền cũng theo đó không có. Hàng Hành Thiên biết Tiêu Băng Tình sự tình. Hắn tự nhiên cũng sẽ không qua để ý Tiêu Băng Tình cừu hận cùng bi thương. Chỉ bất quá, môn nhân xảy ra chuyện, là như quả không ngoài đầu, vậy cũng sẽ để hắn trở thành trò cười. Hắn lần này tới, chủ yếu cũng là trợ giúp Tiêu Băng Tình giết La Quân. Mặt khác điều tia, a rõ ràng Đế La cùng Tu La chết là ai làm. Dương Thiên Thành cùng Dương Bưu rất nhanh liền đi ra. Tiêu Băng Tình đối Dương Thiên Thành nói, thúc thúc, đây là sư phụ ta. Dương Thiên Thành lập tức cung kính vô cùng nói, tiên sư đến đây, không có từ xa tiếp đón, thật sự là sai lầm. Hàng Hành Thiên nhưng cũng không kiêu căng, chỉ là từ tốn nói, Dương tiên sinh không cần phải khách khí. Dương Thiên Thành lại nói, tiên sư mau mau mời đến.
Nói xong cũng làm mời tư thế. Dương Bưu ở một bên cũng là chuẩn bị lộ ra tôn trọng. Hàng Hành Thiên gật gật đầu, liền cùng Tiêu Băng Tình đi vào. Trong phòng khách, lẫn nhau riêng phần mình ngồi xuống. Dương Văn Quân cũng không dám làm càn, chủ yếu là Hàng Hành Thiên khí chàng quá mạnh. Dương Thiên Thành để người hầu đưa lên nước trà. Sau đó, Dương Thiên Thành thăm dò dậy ý đến, nói, tiên sư lần này đột nhiên đến đây, không biết là không biết có chuyện gì. Hàng Hành Thiên trà một miệng trà, tiếp lấy đem trà nhẹ nhàng gác qua bên cạnh trên bàn trà. Hắn ngẩng đầu nhìn Dương Thiên Thành liếc một chút, nói ra, tự nhiên là có mấy đồ đệ sự tình. Hắn đón đến, lại nói, Dương Tiên Sinh, người tại Yến trong kinh thành quan hệ rộng. Nhưng biết ta cái kia hai cái đồ đệ, Tu La cùng Đế La đến là xảy ra chuyện gì? Dương Thiên Thành hơi hơi thở dài, nói ra, Tu La cùng Đế La sự tình, ta nghe Băng Tình nói. Cụ thể xảy ra chuyện gì, ta cũng không rõ ràng. Bất quá ta duy nhất rõ ràng là, chuyện này cùng cái kia La Quân cùng Trầm Mặc Nùng thoát không can hệ. Ngày đó sự tình, ngài cũng cần phải nghe Băng Tình nói đi. Hàng Hành Thiên gật gật đầu, hắn nâng chung trà lên lại uống một ngụm, lại là lâm vào trầm mặc. Dương Thiên Thành gặp Hàng Hành Thiên không nói lời nào, không khỏi hỏi, tiên sư, ngài định làm như thế nào? Hàng Hành Thiên nói ra, La Quân người này tuy nhiên cùng Trầm Mặc Nùng có chút quan hệ, cùng Lâm Hoành Vĩ cũng thật không minh bạch. Nhưng hắn chung quy là cái bãi cỏ hoang nhân vật, cho nên, hắn là nhất định phải chết. Còn Trầm Mặc Nùng địa vị rất lợi hại huyền diệu, cho dù là ta, cũng không thể tùy tiện động nàng. Bất quá, cho chút giáo huấn cũng là có thể. Dương Thiên Thành cùng Tiêu Băng Tình thì là muốn La Quân chết, gặp Hàng Hành Thiên nói muốn giết La Quân, không khỏi thở phào. Dương Thiên Thành lập tức lại hỏi, bây giờ cái kia La Quân đợi tại Tư Đồ gia công quán bên trong, tiên sư nếu là muốn động thủ, ta cũng có tốt đề nghị. Hàng Hành Thiên nói, ồ. Dương Thiên Thành nói ra, tại qua một ngày, thì là La Quân cùng Tư Đồ gia Tư Đồ Linh Nhi kết hôn thời gian. Tại kết hôn cùng ngày, Trầm Mặc Nùng cũng phải trước đi tham gia. Mà lại ngày ấy, khẳng định khách mời tụ tập, ngài khi đó tiến đến mang đi La Quân, giáo huấn Trầm Mặc Nùng, khẳng định hội trấn nhiếp sở hữu kẻ xấu. Hàng Hành Thiên tuy nhiên không có ý định giết Trầm Mặc Nùng, nhưng cũng không có nghĩa là hắn sợ Trầm Mặc Nùng. Hắn chủ yếu là không muốn cùng chính phủ bên này náo quá cương. Nhưng khi chúng giáo huấn một chút Trầm Mặc Nùng, cái này hắn là không sợ. Tốt, liền theo Dương Tiên Sinh ngươi nói xử lý. Hàng Hành Thiên định ra tới. Ngay vào lúc này, một bên Dương Bưu mở miệng. Hắn nói ra, tiên sư, phụ thân, chỉ sợ cái này bên trong còn có một vấn đề các ngươi không nghĩ tới. Vấn đề gì? Dương Thiên Thành nói. Hàng Hành Thiên khẽ nhíu mày, cũng không nói chuyện. Dương Bưu nói ra, Tư Đồ gia Tư Đồ lão gia tử, truyền thuyết cũng là một vị thâm bất khả trắc cao thủ. Kinh thành rất nhiều đại gia tộc, đều đối lão gia tử này giữ kín như bưng. Tiên sư muốn tại hôn lễ cùng ngày qua tìm phiền toái, chỉ sợ lão gia tử này sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Hàng Hành Thiên lại là nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, như hắn thật là cao thủ, thế thì cũng tốt. Tổng không đến mức quá mức nhàm chán. Dương Bưu gặp Hàng Hành Thiên nói như vậy, hắn liền cái gì cũng không tốt nói. Dương Thiên Thành hơi hơi thở phào. Yến Kinh Lâm gia tuy nhiên tính không được hào môn đại gia tộc, nhưng là đời đời tập võ. Bọn họ dùng vũ lực chế tạo chính mình kinh tế Internet, sáng tạo buôn bán đế quốc. Giờ phút này, Lâm gia nhà cũ bên trong. Tại viện kia bên trong, Thành Bân Thiên thi thể nằm trên mặt đất, đắp một khối màu trắng vải. Lâm Chiến Thiên, còn có Lâm Lập Quần, Lâm Phong, cùng Lâm gia còn lại hai đứa con trai, một số gia quyến đều tại. Thành Bân Thiên là Lâm Chiến Thiên cháu trai, là Lâm Chiến Thiên con thứ hai sở sinh. Giờ phút này, hắn con thứ hai Lâm Tiêu cùng thê tử cực kỳ bi thương. Thành Bân Thiên là bị công an cục người trả lại. Khi Lâm gia nhân trông thấy Thành Bân Thiên thi thể lúc, đó là một loại nói không nên lời phẫn nộ cùng bi thương. Đơn giản là Thành Bân Thiên tử trạng quá thảm, cánh tay bị đánh nát, đầu cũng bị đánh nát. Cơ hồ đều nhìn không ra là Thành Bân Thiên. Lâm Tiêu phẫn nộ đến rời khỏi, hắn hai mắt huyết hồng đối Lâm Chiến Thiên nói, cha, ta nghe hạ nhân nói. Nam Thiên là muốn đi ra ngoài thay Tiểu Phong ra mặt. Hắn đảo mắt liền thành dạng này, chuyện này nhất định là người nhà họ Tư Đồ làm. Lâm Tiêu thê tử ở một bên thống khổ chảy nước mắt. Lâm Chiến Thiên ánh mắt buồn giận, hắn nói, ta biết là ai làm. Người nào, Lâm Tiêu nói. Lâm Chiến Thiên nói, Nam Thiên qua tìm cái kia tạp chủng La Quân báo thù,
mà Nam Thiên nguyên nhân cái chết là bởi vì một loại cao bạo thủy ngân viên đạn mà tạo thành, loại đạn này không phải là cái gì người đều có thể có. Mà cái kia tạp chủng La Quân cùng Quốc An Lục Sử Trầm Mặc Nùng kết giao rất thân, hiển nhiên, đạn này là Trầm Mặc Nùng cho tạp chủng La Quân. Tạp chủng nơi đó lại là Nam Thiên đối thủ, hắn đánh không thắng thì bị ổi dùng súng. Nam Thiên nhất thời vội vàng không kịp chuẩn bị, mới có thể bị này ám toán. Cha, đã chúng ta biết hết thảy đều là cái kia tạp chủng làm. Thù này, không thể không báo. Lâm Tiêu nghiến răng nghiến lợi nói. Lâm Chiến Thiên nghiêm nghị nói, đương nhiên muốn báo, ta Lâm gia con cháu há có thể chết vô ích. Cái này tạp chủng hại thảm ta Lâm gia, ta tất dạy hắn trả giá bằng máu tới. Lâm Tiêu nói, đã như vậy, cha, vậy chúng ta còn chờ cái gì? Chúng ta cái này giết đến tận Tư Đồ gia. Lâm Chiến con trai của vô cùng lớn Lâm Lập Quần lập tức đứng ra, hắn nói ra, Lâm Tiêu, người không nên vọng động. Tư Đồ gia lão cho già kia vô cùng lợi hại, chúng ta còn không phải là đối thủ. Vậy thì thế nào, chẳng lẽ con ta Nam Thiên cứ như vậy chết vô ích? Con của ngươi cánh tay thì gãy không? Lâm Tiêu phẫn nộ nói. Lâm Lập Quần mặt méo mó, hắn muốn nói cái gì lại nói không nên lời. Sau cùng, hắn cắn răng nói, ta không phải sợ chết, ta là sợ sẽ coi như chúng ta chết, vẫn là báo không thù. Chúng ta tu cả một đời võ đạo, làm thế nào có thể không có điểm ấy huyết tính? Liền cũng tại lúc này, Lâm Chiến Thiên nói, các ngươi không được ầm ĩ. Cha, ngươi có phải hay không có biện pháp? Lâm Lập Quần lập tức hỏi. Lâm Chiến Thiên ánh mắt xa xăm đứng lên, hắn nói ra, cho tới hôm nay tình trạng này, xem ra chỉ có đi mời Lão Tổ Tông rời núi. Lão Tổ Tông, Lâm Lập Quần bị kinh ngạc, nói, Lão Tổ Tông tại Nga Mi Sơn bế quan đã 10 năm, sinh tử chưa biết. 10 năm trước Lâm gia Lão Tổ Tông đã là tuyệt thế cao thủ, bất quá khi đó vị Lão Tổ Tông này niên kỷ đã lớn, nàng tu vi lợi hại hơn nữa, cũng ngăn cản không nổi tuế nguyệt xâm nhập. Thế là Lão Tổ Tông liền đi nói bế quan, nhìn có thể không thể chống đối qua này thiên đạo, cái này tuế nguyệt. Chuyến đi này thì lại không có tin tức. Lâm gia nhân cơ hồ đều coi là Lão Tổ Tông đã chết. Lâm Chiến Thiên nói, ta tin tưởng Lão Tổ Tông không có việc gì. Hắn đón đến, nói, Lập Bầy, ngươi an bài máy bay tư nhân, ta muốn đi Nga Mi Sơn một chuyến. Ngày kia cũng là Tư Đồ gia cử hành hôn lễ thời điểm, đến lúc đó, chúng ta muốn cho bọn hắn một cái khó quên hôn lễ. Ra ra, ta theo ngài cùng đi. Lâm Phong trong mắt hận ý khó bình, lập tức nói. Lâm Chiến Thiên nhìn Lâm Phong liếc một chút, Lâm Phong tay cụt đã tiếp không lên, bây giờ thành tàn phế. Bất quá cũng may Lâm Phong là kim đan cao thủ, chữa trị năng lực rất mạnh. Vết thương lại cũng đã vảy. Lâm Chiến Thiên nhìn lấy cháu trai thảm trạng, do dự một cái chớp mắt rồi nói ra, tốt, ngươi đi cũng tốt. Để Lão Tổ Tông nhìn xem ngươi. Sự tình liền cứ như vậy định ra tới. Xế chiều hôm đó, Lâm Chiến Thiên cùng Lâm Phong lấy máy bay tư nhân tiến về Nga Mi Sơn. Sau 2 giờ, bọn họ liền đã đến đạt Nga Mi Sơn. Phi cơ tìm trống trải địa phương rơi xuống. Sau đó Lâm Chiến Thiên cùng Lâm Phong xuống phi cơ. Lúc trước Lão Tổ Tông cho Lâm Chiến Thiên lưu lại một chút manh mối, bây giờ Lâm Chiến Thiên thì y theo lấy manh mối tìm đi qua. Nói đến, Lão Tổ Tông nếu như còn sống, dưới mắt cũng đã có 160 tuổi. Lão Tổ Tông chính là Lâm Chiến Thiên tổ nãi nãi. Chương 163, trong hôn lễ khách không mời mà đến. Lâm Phong chính là Lão Tổ Tông đệ thất đại huyền tôn. Nói đến, vị Lão Tổ Tông này cũng là thế kỷ phong vân nhân vật. Kinh lịch dòng dã một thời đại chìm nổi biến thiên. Không nói đến Lão Tổ Tông bên này, La Quân mấy ngày nay một mực đang dốc lòng tu luyện, không có cùng liên lạc với bên ngoài. Hắn hiện tại cái thân phận này mẫn cảm đặc thù, cũng không dám tùy tiện ra ngoài dạo chơi. Cửu gia mẹ nó quá nhiều. Từ Lâm gia đến Dương gia, từ Hàng Hành Thiên đến Lao Sơn nội gia quán, một cái so một cái cường đại, một cái so một cái đổ biến thái. La Quân cảm thấy mình so đậu Nga còn oan, cái này mẹ nó hết thảy có thể trách ta sao? Không quan tâm những chuyện đó, một ngày này rất nhanh lại qua. Lại nháy mắt liền đến ngày thứ hai ban đêm. Tư Đồ gia đã hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, khắp nơi đều là không khí vui mừng. Ngay tại vừa rồi, lão gia tử khiến người ta thả 10 vạn người dân tệ pháo hoa chúc mừng. Dù sao chỗ này vắng vẻ, cũng không người đến quản. Lại nói, Tư Đồ gia thả đốt thuốc hoa mặt mũi cũng vẫn là có. 8 giờ tối, La Quân bồi tiếp Tư Đồ lão gia tử nói chuyện phiếm. Ngô Bá lại tới kéo lấy La Quân đi thử ngày mai quần áo mới.
như thế hết thảy chuẩn bị sẵn sàng sau đã là 10 giờ tối. La Quân liền dự định tắm rửa ngủ. Ai ngờ đúng lúc này, Lâm Thiến Thiến đánh tới điện thoại. Ngày mai sẽ phải kết hôn, ngươi cũng không có ý định tiếp chúng ta tới tham gia ngươi hôn lễ sao? Lâm Thiến Thiến thanh âm nghe rất bình tĩnh. La Quân không khỏi xấu hổ cười khổ, hắn nói ra, cũng bất quá là một trận hình thức, không có gì tốt tham gia. Lâm Thiến Thiến nói ra, có đúng không, nhưng ngươi thật là muốn kết hôn. Chúng ta là bằng hữu của ngươi, làm sao có thể không đến? La Quân nói ra, muốn đến, vậy thì tới đi. Lâm Thiến Thiến nói ra, tốt. Sau đó, nàng liền tắt điện thoại. La Quân cũng không có nghĩ quá nhiều, làm hắn nghĩ không ra là, qua đi hắn lại tiếp vào Trầm Mặc Nùng điện thoại. Ngày mai ngươi hôn lễ chỉ sợ sẽ rất náo nhiệt, Trầm Mặc Nùng nói ra. La Quân kỳ quái nói, náo nhiệt cái gì? Trầm Mặc Nùng nói ra, Hàng Hành Thiên đã tới Yến Kinh, còn có Lâm gia bỗng nhiên qua Nga Mi Sơn mời về bọn họ lão tổ tông. Nhìn, đều là hướng về phía ngươi tới. Hai người kia đều là công tham tạo hóa lão quái vật, ngươi có thể đem bọn hắn đều hấp dẫn đến, cái kia cũng coi là ngươi vinh hạnh. Ta dựa vào, La Quân nhìn không được bạo thô. Mẹ nó, chính mình liền Hàng Hành Thiên một đầu ngón tay đều đánh không lại. Lần này còn tới hai cái lớn, lão thiên, ngươi là muốn đùa chơi chết ta à? Cái này một cái chớp mắt, La Quân đều có muốn chạy đường xúc động. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng, Trầm Mặc Nùng theo rồi nói ra. Sao có thể không lo lắng? La Quân tức giận nói ra, hợp lấy không là hướng về phía ngươi đến a. Trầm Mặc Nùng kèn kẹt cười, nói ra, ngươi gặp rắc rối thời điểm, lá gan không phải rất lớn sao? Lúc này biết sợ a. La Quân vẻ mặt cầu xin nói ra, đều là bọn họ bức ta. Trầm Mặc Nùng nói ra, ngươi yên tâm đi, có Tư Đồ lão gia tử tại, hắn hội bảo kê ngươi. La Quân nói ra, mấu chốt là che đậy được sao? Trầm Mặc Nùng nói ra, che đậy không che đậy được ta cũng không biết. Dù sao ta liền biết một đầu, Tư Đồ lão gia tử là cái tuyệt đối mãnh nhân. La Quân nói ra, điểm này ta cũng nhìn ra. Ngày đó Lâm gia nhân tìm đến lão gia tử phiền phức, lão gia tử hai câu nói vừa hô, toàn bộ đều an tĩnh. Hắn lại kỳ quái nói ra, quái thì trách tại, Tư Đồ lão gia tử nhìn thật không giống như là biết công phu người. Cảm giác gió thổi qua liền có thể ngã a, mà lại Tư Đồ lão gia tử coi như tu vi cao thâm, nhưng hắn tại sao muốn che giấu mình tu vi đâu? Trầm Mặc Nùng nói ra, đây chính là ngươi cô lậu quả văn. Lão gia tử đương nhiên không cần thiết che giấu mình tu vi. Đây đại khái là cùng hắn công pháp có quan hệ. Theo ta được biết thì có một môn công phu này gọi là thủ khô thiền. Bề ngoài nhìn, mục nát không chịu nổi, giống như mùa đông lá rụng đem sinh cơ che giấu. Mà một khi thổi ra những này lá rụng, bên trong sinh cơ bừng bừng khiến người ta giật mình. Ta đoán Tư Đồ lão gia tử luyện khẳng định cũng là cùng loại thủ khô thiện công phu. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Trầm Mặc Nùng còn nói thêm, tốt, không cùng ngươi nói nhảm. Chuẩn bị cẩn thận làm ngươi tân lang quan viên đi. Sau khi nói xong, nàng liền tắt điện thoại. La Quân trong lòng có chút bận tâm, bất quá hắn nghĩ lại ngẫm lại, nãi nãi, sợ cái giám a, đại không người tử điểu hướng lên trời. Ngày mai cũng không là tự mình một người sự tình, việc này đã cùng Tư Đồ ra, còn có Trầm Mặc Nùng dắt liên quan đến nhau. Vừa nghĩ như thế, La Quân cũng liền nghĩ thoáng, dứt khoát ngã đầu thì ngủ. Nhân sinh thật sự là kỳ diệu. La Quân nghĩ không ra chính mình hội kết hôn, cứ như vậy kết hôn, một điểm đặc thù cảm giác đều không có. Hắn buổi sáng ngủ đến 8 giờ mới rời giường. 8:30 thời điểm, lần lượt có khách mời đến đây. Tới là Tư Đồ ra đời đời con cháu, còn có một số khách quý lại ở chừng 10 giờ sáng tới. Cũng không có hắn lễ nghi phức tạp, Tư Đồ lão gia tử cũng không quá coi trọng kiểu cũ quy củ. Bất quá tại Tư Đồ ra trong đình viện vẫn là bày thảm đỏ, lễ đài các loại. Tuy nhiên lão gia tử rất lợi hại phong kiến, nhưng hôn lễ thật là kiểu Tây. Rất nhiều hoa quả, sâm panh, ẩm thực đều là tiệc đứng hình thức. Thiên công tác Mỹ, hôm nay khí trời rất không tệ. Ngàn dặm không mây. Tia nắng ban mai vẩy chiếu. Trong đình viện, trong phòng, bọn nha hoàn, các đầu bếp đều đang bận rộn. La Quân bị Ngô Bá An sắp xếp đi mặc bên trên màu trắng tây phục, đeo lên cái nơ các loại. Hắn mặc trình lượng màu trắng dày da. Trên tóc tát ma tia, căn cọng tóc giận lập. Dạng này xem xét, La Quân thực vẫn là rất xuất khí. Mà lại, hắn hấp dẫn người ta nhất là hắn ánh sáng mặt trời nụ cười cùng nam tử khí tức.
La Quân một mực không có gặp Tư Đồ Linh Nhi, hắn suy đoán Tư Đồ Linh Nhi hẳn là tại trang điểm. Dù sao hắn cũng không thế nào quan tâm, hôm nay hắn liền nghe chỉ huy, đem cuộc hôn lễ này hoàn thành là được. 10 giờ sáng, khách mời lục tục ngo ngoe đến không sai biệt lắm. Lâm Thiến Thiến, Đinh Hàm, Tiểu Tuyết, Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi đều tới. Bồi tiếp các nàng cùng đi là Long Uyên, Long Uyên phụ trách bảo hộ các nàng an toàn. Trầm Mặc Nùng cũng tới. Ánh sáng mặt trời vẩy chiếu vào trong đình viện, cái này trong đình viện sắc màu rực rỡ, đại hồng đại tử, vui mừng tới cực điểm. La Quân cũng chưa hề đi ra gặp khách mời, bởi vì hắn phải chờ đợi cùng Tư Đồ Linh Nhi cùng đi đi thảm đỏ, cùng một chỗ tiến hành hôn lễ nghi thức. 11 giờ trưa, La Quân mới biết được Tư Đồ Linh Nhi cũng không tại Tư Đồ công quán bên trong, mà là đi bên ngoài trang điểm. Ngô Bá An hàng La Quân cũng quá khứ, sau đó theo xe hoa cùng một chỗ tiến đến. Sau khi đi vào cũng liền tiến hành kết hôn nghi thức. La Quân nghe lời tiến đến. Tư Đồ Linh Nhi là tại khu vực thành thị một nhà áo cưới lễ nghi trong tiệm trang điểm, La Quân ngồi xe tiến đến thời điểm còn có chút bận tâm gặp được hàng hành thiên những lão biến thái đó. Bất quá hắn hiển nhiên là lo ngại. Trên thực tế, Trầm Mặc Nùng cùng Tư Đồ lão gia tử cũng một mực là độ cao đề phòng. Bọn họ sớm sắp xếp người bí mật bảo hộ, cũng chú ý hàng hành thiên cùng Lâm gia động tĩnh. Bọn họ cũng đều biết hai nhà này lại ở trong hôn lễ động thủ, hắn thời điểm, bọn họ cũng sẽ không xuất thủ. Khi La Quân tại áo cưới lễ nghi trong tiệm nhìn thấy trang điểm tốt Tư Đồ Linh Nhi lúc, trong nháy mắt đó, La Quân ngây người. Tư Đồ Linh Nhi ăn mặc màu trắng áo cưới, nàng tựa như là ngộ nhập trần thế tiên tử. Nàng đẹp có loại khiến người ta ngạt thở cảm giác. Hết thảy đều không chân thực tới cực điểm. Nếu như dứt bỏ Tư Đồ Linh Nhi tính cách không nói, La Quân cảm thấy lấy trước chính mình nếu là biết tương lai nàng dâu là cái dạng này, hắn nhất định sẽ nằm mơ đều cười tỉnh. La Quân đi vào Tư Đồ Linh Nhi sau lưng, cái kia trang điểm tiểu thư cũng không nhịn được nói ra, chúc mừng hai vị, các ngươi thật rất lợi hại đeo. La Quân nhìn về phía trong gương, hắn một thân màu trắng tây phục cùng Tư Đồ Linh Nhi cùng một chỗ. Hai người quả nhiên là có loại ông trời tác hợp cho cảm giác. Bất quá, Tư Đồ Linh Nhi mỹ lệ gương mặt bên trên thủy chung là không có biểu tình gì. Băng băng lạnh lùng, khó mà thân cận. La Quân sau đó thì thiếp Tư Đồ Linh Nhi. Bên ngoài một kiểu xe sang trọng đứng xếp hàng. Hai người sau khi lên xe, xe hướng Tư Đồ công quán mở đi ra. Ánh sáng mặt trời diễm lệ. Nửa giờ sau, đội xe rốt cục đến Tư Đồ công quán. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi xuống xe, Tư Đồ Linh Nhi kéo lại La Quân tay. Hai người tiến vào thảm đỏ, phía trước hoa đồng chơi hoa. Hôn lễ tiến hành khúc cũng tấu đứng lên. Sở hữu khách mời tại thảm đỏ hai bên ngừng chân quan sát, dâng lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Cái này bên trong bao quát Đinh Hàm, Đường Thanh, Tống Nghiên Nhi, Lâm Thiến Thiến. Còn có Trầm Mặc Nùng. Khi Đinh Hàm nhìn lấy áo trắng như tuyết La Quân cùng bích nhân đồng dạng Tư Đồ Linh Nhi đi đến thảm đỏ lúc, nàng hốc mắt đỏ. Đó là một loại nói không nên lời lòng chua xót. Nàng đã từng lấy vì nàng cùng hắn có thể bạch đầu giai lão. Nàng trong đầu ảo tưởng qua rất nhiều về sau tình cảnh, nhưng bây giờ, nàng chỉ có thể nhìn hắn đi đến hôn lễ thảm đỏ, cũng đưa lên chúc phúc. Tiểu Tuyết bị Đinh Hàm ôm, nhịn không được hỏi, mụ mụ, ngươi vì cái gì khóc? Lâm Thiến Thiến cùng Đường Thanh cũng là khuôn mặt suy nghĩ. Tại trong lòng các nàng, lại làm sao không có nghĩ qua dạng này thần thánh một khắc, nhưng vận mệnh cũng là như thế trêu người. Tư Đồ Viêm lão gia tử cười ha hả, Tư Đồ gia các trưởng bối, bọn tử tôn cũng là tâu toét. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đi vào lễ đài bên trên. Cái kia cha xứ một thân màu đen áo choàng, hắn đầu tiên là bắt đầu cầu nguyện, sau đó liền nói một đống như là về sau hai người đứng trước sinh lão bệnh tử chờ các thứ. La Quân tiên sinh, người nguyện ý cưới người đối diện Tư Đồ Linh Nhi tiểu thư làm vợ sao? Vô luận về sau là nàng sinh bệnh, vẫn là già đi. Người cũng hội không rời không bỏ sao? Cha xứ hỏi. La Quân tại thời khắc này có chút hoảng hốt, hắn cảm thấy cái này vốn là một tuồng kịch, nhưng giờ phút này lại là như thế thần thánh. Hắn ngừng một lát, nghiêm túc nhìn lấy Tư Đồ Linh Nhi con mắt, nói ra, ta nguyện ý. Cha xứ lại hỏi Tư Đồ Linh Nhi, nói, Tư Đồ Linh Nhi tiểu thư, vô luận về sau là La Quân tiên sinh sinh bệnh, già đi, hoặc là nghèo khó, không có gì cả, người cũng nguyện ý gả cho hắn làm vợ sao? Tư Đồ Linh Nhi lại là rất lợi hại không đi tâm, từ tốn nói, ta nguyện ý. Cha xứ nói, vậy thì tốt, ta hiện tại tuyên bố, các ngươi cái này một đôi tân nhân tại chủ kiến chứng dưới, chính thức kết làm phu thê.
hiện tại mời các ngươi trao đổi giới chỉ. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi lúc này trao đổi giới chỉ. Cha sứ nói, nghỉ. Liền cũng tại lúc này, một cái thanh âm nam tử truyền đến, chậm đã. Cái thanh âm này hùng hậu, xuyên thấu lực kỳ mạnh, mang theo một loại nói không nên lời chấn nhiếp chi lực. Tiếng nói vừa dứt, người kia bày tự giác tránh ra. Người nói chuyện chính là Hàng Hành Thiên, Hàng Hành Thiên lấy màu đen áo không bâu kiểu áo Tôn Trung Sơn, cùng Tiêu Băng Tình tách mọi người đi ra. Biến cố này kinh động khách mời, không biết đến là cái tình huống như thế nào. Hàng Hành Thiên cùng Tiêu Băng Tình đi đến lễ đài trước. La Quân kiêng kỵ nhìn về phía Hàng Hành Thiên. Ngươi chính là La Quân. Hàng Hành Thiên nhạt lạnh hỏi. Chương 164, Đại Thần Thông. Không sai, La Quân không có giấu giếm khả năng, vả lại, hắn cũng không có khả năng chết không thừa nhận. Hắn là một cái có ngạo cốt người. Hàng Hành Thiên gật gật đầu, hắn ánh mắt bỗng nhiên phát lạnh, nói, vậy ngươi thì để mạng lại đi. Nói vừa xong, thân hình hắn bỗng nhiên động. Hàng Hành Thiên chính là hóa thần chi cảnh, hắn cái này nhất động, La Quân lập tức cảm giác được không khí chung quanh tựa hồ biến thành gợn sóng một dạng dịch thể. Bốn phía đều rất lợi hại sền sệt. Hắn cảm thấy mình giống như là không biết bơi tính vịt lên cạn, hắn hô hấp bắt đầu khó khăn. Hàng Hành Thiên tốc độ rõ ràng không vui, hắn thế mà không biết nên qua làm sao tránh né. La Quân cảm thấy hãi nhiên, hóa thần chi cảnh cao thủ thế mà khủng bố như vậy. Lúc này, Hàng Hành Thiên thân hình nhất động, đã bên trên lễ đài. Hắn bỗng nhiên nhất chảo chụp vào La Quân cổ. La Quân trợn mắt nhìn lấy hắn móng vuốt bắt tới, hắn không biết nên làm sao tránh né, hắn muốn lui về phía sau, có thể cả thân thể đều không động đậy. Dừng tay, liền cũng tại lúc này, Tư Đồ Viêm lão gia tử lên tiếng. Tư Đồ Viêm lão gia tử vẫn luôn là ngồi ở một bên cười tủm tỉm, giờ này khắc này, hắn cũng không có động. Nhưng là hắn nhẹ nhàng hai chữ, lập tức phá vỡ Hàng Hành Thiên chỗ kiến tạo tinh thần từ trường. La Quân nhất thời cảm thấy thân thể đầy ánh sáng, có thể vận động tự nhiên. Hắn vội vàng miệng lớn hô hấp, đồng thời giữ chặt Tư Đồ Linh Nhi lui lại. Tư Đồ Linh Nhi cũng cảm nhận được Hàng Hành Thiên lợi hại, nàng đồng dạng kiêng kỵ. Tư Đồ Viêm lão gia tử cũng không có đứng lên ý tứ, hắn nhàn nhạt nhìn về phía Hàng Hành Thiên, nói, hôm nay là tôn nữ của ta cùng La Quân ngày vui, các hạ nếu là đến uống rượu mừng, ta rất lợi hại hoan nghênh. Nếu là tới quấy rối, còn mời rời đi. Hàng Hành Thiên cũng phát giác được Tư Đồ Viêm lợi hại, bất quá hắn cũng không thèm để ý. Mà chính là nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, người chính là Tư Đồ gia gia chủ Tư Đồ Viêm. Tư Đồ Viêm từ tốn nói, không sai, ta chính là. Hàng Hành Thiên nói ra, ta nghe nói ngươi rất không tệ. Chắc hẳn ngươi luyện là cùng loại thủ khô thiện công phu a. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, không sai biệt lắm, bất quá ta môn công phu này không gọi thủ khô thiền, mà chính là trấn hồn quy thần. Hàng Hành Thiên nói ra, ngươi cách ta có 3 mét khoảng cách, nơi này còn có một cái lễ đài. Mà tôn nữ của ngươi tế khoảng cách ta chỉ có 1 mét khoảng cách, ta muốn giết hắn, ngươi cảm thấy ngươi ngăn được ta sao? Tư Đồ Viêm từ tốn nói, ta ngăn không được. Hàng Hành Thiên nói ra, như vậy ta giết hắn muốn rời khỏi, ngươi ngăn cản được sao? Tư Đồ Viêm mặt không đổi sắc, nói ra, ta ngăn cản không? Hàng Hành Thiên cười lạnh, nói ra, đã như vậy, ngươi cần gì phải tại nào đó trước mặt khẩu xuất cuồng ngôn? Ta muốn giết tiểu tử này, ngươi ngăn không được, ta muốn đi, ngươi ngăn không được. Như vậy, ta vì cái gì không giết hắn? Tư Đồ Viêm từ tốn nói, ta tuy nhiên ngăn không được ngươi, nhưng là ngươi cũng giết không ta cháu rể. Hàng Hành Thiên nao nao, sau đó nói, thật sao? Tư Đồ Viêm nói ra, như vậy đi, chúng ta đánh cược, nếu như ngươi giết không hắn, ngược lại rớt xuống lễ đài, như vậy ngươi cứ thế mà đi. Nếu như ngươi có thể đem hắn giết, vậy cũng tính ngươi bản sự. Hàng Hành Thiên trong mắt đồng tử co vào, sau đó tuôn ra tinh quang, nói, một lời đã định. Tư Đồ Viêm nói ra, tự nhiên một lời đã định. La Quân ở một bên nghe nhất thời kêu khổ liên tục, ta dựa vào, ta liền Hàng Hành Thiên một chiêu đều không tiếp nổi, càng đừng nói đem hắn bước dưới lễ đài a. Lão gia tử, người đây là đang chơi ta sao? La Quân trong lòng tuyệt vọng, nhưng hắn lại không định lúc này thỏa hiệp nhận mệnh, hắn súng lục ổ quay đã từ trong tay áo trượt ra. Dưới đài, Lâm Thiến Thiến một các cô gái thấy thế quá sợ hãi. Các nàng đều phát giác được La Quân nguy cơ. Tại thời khắc này, các nàng tựa hồ có thể càng rõ ràng hơn ngay thẳng lý giải La Quân tình cảnh. La Quân quả nhiên là đặt mình vào tại sát cơ tứ phía tình trạng,
hơi không chú ý liền sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Lâm Thiến Thiến lo gấp đối Long Uyên nói, Long thúc thúc, người nhanh đi cứu La Quân. Long Uyên trầm giọng nói ra, Thiến Thiến, người không nên gấp, La Quân không có việc gì. Thế nhưng là, Lâm Thiến Thiến vẫn là lo lắng không thôi. Tuy nhiên như thế, nhưng dưới mắt Long Uyên cùng cái kia Tư Đồ lão gia tử đều bình tĩnh như thế, Lâm Thiến Thiến chúng nữ cũng chỉ đành tin tưởng bọn họ phán đoán. Trên thực tế, dưới mắt tâm lý lớn nhất không có thì là La Quân. La Quân thương vừa ra tới, Hàng Hành Thiên lập tức liền trông thấy. Hắn mang theo trào phúng cười một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ bằng trong tay ngươi một khẩu súng liền có thể bức lui ta. La Quân đương nhiên sẽ không coi là một khẩu súng liền có thể bức lui Hàng Hành Thiên, nhưng thương đã là hắn sau cùng ỷ vào. Hắn rõ ràng biết, gặp gỡ Hàng Hành Thiên dạng này cao thủ, lại là khoảng cách gần như vậy, chính mình căn bản không có khả năng bắn trúng Hàng Hành Thiên. La Quân hít sâu một hơi, liền xem như biết rõ hẳn phải chết, tất thua, hắn cũng phải toàn lực ứng phó. Hắn là võ giả tính cách cũng là biết rõ núi có hổ vẫn hướng hổ sơn được. Hàng Hành Thiên lạnh hừ một tiếng, bỗng nhiên ở giữa, xuất thủ. Hắn lần này không giống trước đó phát động tinh thần từ trường, mà chính là trực tiếp lấy nhanh thủ thắng. Hắn là hóa thần tu vi, khí huyết lao nhanh, trong nháy mắt phát lực có 4.000 cân khủng bố như vậy. 4.000 cân là khái niệm gì? La Quân chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên tối đen, một ngọn núi đấu đá tới. Nhất thời thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Hắn cảm thấy mình chết chắc, đây là hắn cuộc đời đến nay đứng trước cường hãn nhất công sát. La Quân đã từng bị Thích Vĩnh Hổ truy sát qua, nhưng giờ phút này La Quân cảm thấy Thích Vĩnh Hổ lực công kích cùng Hàng Hành Thiên so ra, vậy đơn giản thì là tiểu hài tử đồ chơi. Ta muốn chết, La Quân trong đầu trống rỗng. Liền cũng tại lúc này, tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Một thanh âm bỗng nhiên ở trong đầu hắn vang lên, nổ súng. Đạo thanh âm này như có thần lực, trong nháy mắt để La Quân đầu thanh tỉnh, đồng thời tinh thần trong nháy mắt độ cao tập trung. Loại cảm giác này tựa như là thể hồ quán đính, nguyên lực đưa vào. La Quân không chút nghĩ ngợi, trong nháy mắt liền bắn ba phát. Phanh phanh phanh, ba khỏa thủy ngân viên đạn nổ bắn ra mà ra. Hàng Hành Thiên hãi nhiên thất sắc, hắn vạn vạn không nghĩ đến La Quân tốc độ đột nhiên tăng tốc. Hắn cùng La Quân khoảng cách đã quá gần, trong nguy cơ. Hắn chỉ có triển khai di hình hoán ảnh thân pháp. Chỉ tiếc, La Quân đối này môn thân pháp quá quen thuộc. Hắn ba phát, ba viên đạn không có bất kỳ cái gì suy nghĩ, quán tính phát ra. Hàng Hành Thiên liên tục trốn tránh, chờ đến viên thứ ba viên đạn né tránh thời điểm, người hắn đã tại lễ dưới đài. La Quân đầu trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái bình thường, vừa rồi tình huống, hắn là như có thần trợ, đó là một loại dị thường cảm giác kỳ diệu, toàn bộ đầu óc phát sốt. Đối đãi sự vật đều phá lệ rõ ràng, thấu triệt. Hắn lập tức liền nhìn về phía Tư Đồ Viêm lão gia tử. Tư Đồ Viêm lão gia tử lại là từ từ nhắm hai mắt, hắn sau đó mở mắt ra, nói ra, các hạ phải chăng có thể rời đi. Hàng Hành Thiên sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn nhìn lấy Tư Đồ Viêm, nói, nghĩ không ra ngươi cư nhưng đã đạt tới nguyên thần truyền ý cảnh giới, tốt, ta không có gì để nói nhiều. Cáo từ, ngươi có thể đi. Người đồ đệ Tiêu Băng Tình muốn lưu lại. Tư Đồ Viêm bỗng nhiên nói ra. Hàng Hành Thiên nhìn về phía Tư Đồ Viêm, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì? Tư Đồ Viêm từ tốn nói, ta thực là biết ngươi, ngươi gọi là Hàng Hành Thiên, là thần vực ngoại môn đệ tử. Hôm nay ngươi đến mạo phạm tôn nữ của ta hôn lễ, dựa theo đạo lý tới nói, ta nên giết ngươi. Bất quá, ta làm sao cũng phải cấp thần vực, cho Trung Hoa Đại Đế bọn họ một số mặt mũi. Cho nên, ngươi có thể rời đi, nhưng là ngươi tên đồ đệ này, nàng hôm nay đến lưu lại. Ta như nhất định muốn mang đi đâu, Hàng Hành Thiên cắn răng nói. Hắn hồ nghi nhìn về phía Tư Đồ Viêm, lại nói, ngươi đến là ai? Thế mà liền Trung Hoa Đại Đế đâu biết. Tư Đồ Viêm nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng, ta cùng hắn uống qua một lần tửu, ta biết hắn lại có cái gì hiếm lạ. La Quân ở một bên nghe như lọt vào trong sương mù, hắn duy nhất biết là, vừa rồi cái kia ba phát là bởi vì lão gia tử trợ giúp. Trong lòng của hắn đối lão gia tử kính ngưỡng đã đến cao sơn ngưỡng chỉ cấp độ, quá kinh khủng. Về phần Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng là cái quỷ gì, La Quân không biết. Cũng không có đặc biệt muốn biết dục vọng, hắn đoán chừng cái này Trần Lăng cùng cái kia ma đế Trần Thiên Nhai là không sai biệt lắm nhân vật, cũng đều là thần vực nội môn đệ tử. La Quân thầm nghĩ,
những này đại đế đô là chân chính phong vân nhân vật, thiên cổ truyền tụng. Ta nếu có một ngày có thể có bọn họ tình trạng này, đó mới gọi sống ra bộ dáng. Hàng Hành Thiên hít sâu một hơi, nói, hôm nay sự tình, coi như ta mạo phạm. Ta xin lỗi ngươi, nhưng là đồ đệ của ta nhất định muốn mang đi. Về sau, nàng cùng La Quân tiểu tử kia ân oán, cũng coi như xóa bỏ. Như thế nào? Hiện trường tình thế biến hóa phong vân quỷ quyệt, một đám khách mời đều khẩn trương nhìn lấy. Tư Đồ Viêm làm theo Từ Tốn nói, không phải ta muốn hùng hổ dọa người, người cái này nữ đồ đệ đã đi vào chính mình chấp niệm, chỉ sợ ngươi lời nói cũng không có tác dụng. Hắn đón đến, nói ra, thôi thôi thôi, đã ngươi đã cúi đầu, vậy ta cũng phải bán ngươi một bộ mặt. Các ngươi đi thôi. Hàng Hành Thiên trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp, nói, đa tạ. Hắn nói xong cũng mang theo Tiêu Băng Tình rời đi. Tiêu Băng Tình xem như khuất nhục tới cực điểm, nàng nhiều lần muốn giết La Quân mà không thể được, dưới mắt liền xem như sư phụ xuất mã, cũng là rơi cái khuất nhục rời sân. Nàng nhìn không được phẫn hận nhìn La Quân liếc một chút. La Quân bị nàng nhìn dùng mình một cái, hắn mở miệng nói, Tiêu Băng Tình, Dương Lăng chết chính là cùng ta lôi đài công bình giao đấu. Trên lôi đài, không phải hắn chết chính là ta vong, ta giết hắn chính là không gì đáng trách. Ngươi nếu thật muốn trách, nên quái màn này sau đem hắn bước lên lôi đài người. Ngươi như vậy tới tìm ta báo thù, thật sự là tìm nhầm đối tượng. Tiêu Băng Tình nhìn về phía La Quân, trong mắt nàng như ẩn dục hàn băng, họ La, ngươi yên tâm. Giết ngươi về sau, ta tự nhiên sẽ qua tìm Lao Sơn nội gia quán tính sổ sách. Hại chết Tiểu Lăng người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Ngươi phòng cho ta nhất thời, nhưng là phòng không ta cả một đời, ngươi chờ, một ngày nào đó. Ta sẽ để cho ngươi hối hận tại sao muốn giết ta Tiểu Lăng. Tiểu cô nương, ngay vào lúc này, Tư Đồ Viêm mở miệng. Tiêu Băng Tình lạnh lùng nhìn về phía Tư Đồ Viêm, nói, lão gia hỏa, người đã đáp ứng ta sư phụ không giết ta, chẳng lẽ người muốn lật lọng? Tư Đồ Viêm nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, ta tuy nhiên đáp ứng thả ngươi, nhưng là ta phát hiện ngươi chấp mê bất ngộ, thật sự là không có thuốc nào cứu được, đã như vậy, thì trách không được ta tâm hung ác. Nói càng về sau, trong mắt của hắn tách ra hàn quang tới. A, Tiêu Băng Tình bỗng nhiên che đầu hét dầm lên, nàng tại cái này một cái chớp mắt, hai mắt chảy ra máu và nước mắt, tóc tai rối bời. Tiêu Băng Tình lần nữa lúc ngẩng đầu, ánh mắt lại là một mảnh mê mang. Nàng bỗng nhiên lại ngây ngốc cười rộ lên. Chương 165, Lão Tổ Tông Hồng Tú Liên. Tiêu Băng Tình thế mà, điên. Một màn này để ở đây khách mời đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Mọi người toàn bộ ánh mắt kính sợ nhìn về phía Tư Đồ Viêm lão gia tử. Rất lợi hại hiển nhiên, Tiêu Băng Tình không phải vô duyên vô cớ điên. Đây hết thảy đều theo Tư Đồ Viêm lão gia tử có quan hệ. Nhưng là Tư Đồ Viêm lão gia tử ngồi tại nguyên chỗ, một mực cũng không có động qua. Lão nhân gia ông ta thế mà cách không đem một cao thủ bức điên, phần này thông thiên bản sự khiến người ta cảm thấy thật không thể tin, không rét mà run. Còn tốt. Ở đây khách mời đều là một số thấy qua việc đời nhân vật, cho nên cũng sẽ không cảm thấy quá mức không thể tiếp nhận. Mà Tư Đồ ra đời đời con cháu nhóm nhìn thấy lão thái gia lợi hại như thế, từ cũng là mở mày mở mặt. Hàng Hành Thiên nhìn Tiêu Băng Tình liếc một chút, hắn nhíu mày, vừa nhìn về phía Tư Đồ Viêm. Bất quá hắn chung quy là không nói gì, mà chính là nhẹ giọng nói với Tiêu Băng Tình, đi thôi. Tiêu Băng Tình vốn là còn chút nóng nảy, nghe vậy về sau cũng liền an tĩnh xuống. Thế mà thì ngoan ngoãn theo sau lưng Hàng Hành Thiên. Hai người rất nhanh rời đi. Hôn lễ liền muốn tiếp tục tiến hành. Có thể lúc này, biến cố lại sinh. Tư Đồ tiểu lão đệ, một cái bà lão thanh âm truyền đến, tiểu lão đệ, ngươi tu vi là càng phát ra lợi hại, quả nhiên là thật đáng mừng a. Tiếng nói lạc hậu, Lâm gia nhân vây quanh một áo đen bà lão đi lên phía trước. Cái này áo đen bà lão thật sự là đầy đủ già nua. Nàng lưng còng xuống đến sắp thẳng không tầm thường cấp độ. Mà lại, trên mặt nàng nếp nhăn, nồng đậm đến khủng bố tình trạng. Cái này áo đen bà lão lộ ra lại chính là Lâm gia lão tổ tông, tên thật gọi là Hồng Tú Liên. La Quân trên đài thấy cảnh này, liền biết bà lão này là Lâm gia lão tổ tông. Hắn cũng không dám xem thường lão thái bà này. Đây là bởi vì hắn kiến thức đến Tư Đồ Viêm lão gia tử lợi hại. Trong lòng của hắn không khỏi âm thầm oán thầm, nương. Cái này đều tu là cái gì kỳ quái công? Chẳng lẽ càng lộ ra già nua suy yếu, thì càng lợi hại sao? Tư Đồ Viêm trông thấy Hồng Tú Liên lúc, hắn sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra,
lão tỷ tỷ thế mà còn tại nhân thế, cái này khi thật sự là một chuyện thật đáng mừng sự tình. Hồng Tú Liên tại dưới đài 3 mét chỗ đứng vững, nàng mặt hướng Tư Đồ Viêm, nói ra, tiểu lão đệ ngươi cũng còn chưa có chết, lão tỷ tỷ ta lại thế nào bỏ được đi chết. Tư Đồ Viêm cười ha ha một tiếng, nói ra, đã nhiều năm như vậy, lão tỷ tỷ ngài cái miệng này vẫn là không tha người a. Hôm nay là tôn nữ của ta đại hỷ sự, lão tỷ tỷ, ngươi có thể tới, ta thật cao hứng. Hồng Tú Liên bên người Lâm Chiến Thiên cười lạnh một tiếng, nói, Tư Đồ lão chó, ta chỉ sợ ngươi đợi chút nữa thì cười không nổi. Ngươi dung túng bao che tạp chủng La Quân, hôm nay liền muốn để ngươi trả giá đắt. Tư Đồ Viêm nhàn nhạt nhìn về phía Lâm Chiến Thiên, cứ việc Lâm Chiến Thiên cũng là cao tuổi rồi người. Nhưng hắn tại Tư Đồ Viêm trước mặt, vẫn thật là cái tiểu hậu sinh. Tư Đồ Viêm nói, tiểu hậu sinh, nói chuyện không muốn như vậy xong. Trước mấy ngày, người gặp lão gia hỏa ta vẫn còn cung kính, cái rắm cũng không dám thả một cái. Làm sao, hiện tại lão tỷ tỷ đến, là lão tỷ tỷ cho ngươi lá gan sao? Lão cẩu, người chớ ở trước mặt ta mạo xưng cái gì tiền bối, hôm nay, Lâm gia chúng ta phải dùng các ngươi Tư Đồ ra máu tươi để tế điện ta chết đi tôn nhi. Lâm Chiến Thiên nói ra, nợ máu trả bằng máu. Lâm Tiêu cũng ở một bên quát ầm lên. Ha ha, Tư Đồ Viêm cười, hắn bỗng nhiên thì đứng lên. Lần này đứng lên, hắn thân thể đột nhiên thì vĩ ngạn đứng lên, không còn là lão nhân kia. Trên người hắn có một loại khó mà diễn tả bằng lời phong mang. Hắn đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Lâm Tiêu cùng Lâm Chiến Thiên, nói ra, mạnh được yếu thua, sinh tử lưu giữ bại, đều là luật rừng. Các ngươi muốn giết cứ giết, có thể tuyệt đối đừng kéo cái gì nợ máu trả bằng máu. Làm đến giống như các ngươi là chính nghĩa chi sư. Hắn cái này một phát huy, Lâm Chiến Thiên cùng Lâm Tiêu thế mà đều không dám nói chuyện. Tư Đồ Viêm vừa nhìn về phía Hồng Tú Liên, nói, lão tỷ tỷ, xem ra ngươi hôm nay không phải đến uống rượu mừng a. Hồng Tú Liên từ tốn nói, ta mặc dù nhưng đã ẩn cư thế ngoại, nhưng là ta con cháu hậu bối đã bị tiểu lão đệ ngươi khi nhục đến nước này, ta lại như thế nào có thể khoanh tay đứng nhìn. Tư Đồ Viêm khe khẽ thở dài. Nói ra, lão tỷ tỷ, ngươi không nên đi ra. Hồng Tú Liên nói, ồ. Tư Đồ Viêm nói ra, trận này thiên địa sát kiếp sắp xảy ra, ngươi tội gì muốn xuất đến ứng kiếp. Con cháu họa, bất quá là cái kiếp nổ. Hồng Tú Liên cười lạnh một tiếng, nói như vậy đứng lên, tiểu lão đệ ngươi là có nắm chắc muốn để lão tỷ tỷ ta ứng cái này sát kiếp. Tư Đồ Viêm nói ra, ta không muốn đi đến một bước này. Trước đó, Lâm Phong tiểu ca tại ta chỗ này. Ta cũng là khuyên hắn không muốn cùng ta người cháu rể này giao đấu. Nhưng hắn khăng khăng không nghe, mà Nam Thiên tiểu ca chết càng là gieo gió gặt bão, hắn muốn tới giết ta cháu rể, chẳng lẽ ta cháu rể không nên giết hắn sao? Hắn đón đến, nói, lão tỷ tỷ, người tu hành không dễ, trở về đi. Hồng Tú Liên trong mắt tách ra lệ quang đến, nàng bỗng nhiên cũng ngồi thẳng lên. Một cỗ khó mà diễn tả bằng lời uy nghiêm từ trên người nàng phát ra. Nàng nghiêm nghị nói, tiểu lão đệ, ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Hôm nay, ta liền muốn nhìn đến là ta hàng phục ngươi, vẫn là ngươi hàng phục ta. Tư Đồ Viêm từ tốn nói, lão tỷ tỷ, ngươi không phải đối thủ của ta. Như vậy đi, ngươi cùng ngươi con cháu xuất thủ một lượt đi. Hồng Tú Liên âm lãnh cười một tiếng, nói, ngươi muốn khích tướng ta, ta lại có thể không bằng ngươi nguyện. Nàng đón đến, nói, Chiến Thiên, ngươi theo ta cùng tiến lên. Còn lại con cháu. Lui ra phía sau. Còn lại con cháu tu vi quá yếu, giúp không được gì. Cho nên Hồng Tú Liên không để bọn hắn tham gia. Mắt thấy một trận đại chiến hết sức căng thẳng. La Quân, Tư Đồ Linh Nhi chăm chú nhìn trên trận. Dưới mắt, hai người bọn họ đã không phải là nhân vật chính. Trận này hôn lễ đối với La Quân tới nói, cũng coi là đầy đủ khắc cốt ghi tâm. Trầm Mặc Nùng, Lâm Thiến Thiến chúng nữ cũng ở một bên khẩn trương nhìn lấy. Tư Đồ ra đời đời con cháu nhóm càng là nín hơi tâm thần, lui tới khách mời cũng tránh hết ra nói. Tư Đồ Viêm cùng Hồng Tú Liên đứng đối mặt nhau. Dạng này hai đại cường giả đấu tranh đến họp là cái gì tràng cảnh? Đây là để Trầm Mặc Nùng nhân vật như vậy đều muốn chờ mong. Tư Đồ Viêm cùng Hồng Tú Liên đến là tu vi gì, ở đây có rất ít người có thể minh bạch. Đoán chừng duy nhất có thể minh bạch cũng chính là Trầm Mặc Nùng cùng cái kia Long Uyên. Mà Lâm Chiến Thiên cũng đã là hóa thần cấp bậc. Hóa thần sơ kỳ, miễn cưỡng đủ tư cách tham dự dạng này chiến đấu. Chiến Thiên, lên, Hồng Tú Liên bỗng nhiên mở miệng nói ra. Nàng thanh âm như thể hồ quán đính rót vào Lâm Chiến Thiên trong đầu.
Lâm Chiến Thiên chỉ cảm thấy trong óc phá lệ thanh tỉnh, mà lại đã chẳng sợ hãi. Hắn không chút nghĩ ngợi, trực tiếp bạo giống một tiếng, người như đạn pháo đánh giết tới. Đây là một loại giống như địa ngục khủng bố đạo tràng. Luyện ngục khí tức, để người tinh thần hoảng sợ run rẩy. La Quân nhìn lấy Lâm Chiến Thiên xuất thủ, lại một lần nữa đối hóa thần chi cảnh cao thủ sinh ra một loại lòng kính sợ. Hắn cảm thấy thế gian này quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên A. Chính mình muốn đi đường còn rất dài, phải vào bước không gian càng là không thể tưởng tượng. Kim đan chi cảnh bất quá là một cái khởi điểm, là tu đạo chính thức khởi điểm mà thôi. Mà hóa kính những cái kia, bất quá là tu võ. Tu võ cùng tu đạo, hoàn toàn khác biệt. Võ là luyện thể, tu luyện nhục thân. Đường là minh bạch bản nguyên, người biết chuyện cùng thiên địa liên hệ, vận dụng thiên địa sự ảo diệu tới giết địch. Thiên địa sát kiếp buông xuống, cũng là thiên đạo không muốn có nhiều người như vậy đến minh bạch thiên đạo tồn tại. Minh bạch một vật về sau, liền sẽ không có e ngại, liền sẽ qua phá hư. Này sẽ là toàn bộ thiên địa kiếp nạn. Thiên địa sát kiếp cũng là một máy tính phần mềm diệt virus, mà người tu đạo cũng là virus, càng lợi hại tu đạo nhân thì sẽ trở thành càng lợi hại virus. Nếu như có một ngày, virus để cả máy tính tê liệt, cái kia chính là thiên địa kiếp nạn. Vô luận là công nghệ cao vẫn là xe hơi đuôi khói chờ một chút, toàn bộ đều là virus máy tính. Nếu như có một ngày, thiên địa máy vi tính này không nắm được, chính thức tê liệt về sau, cũng chỉ có hết thảy mạt sát, một lần nữa cải máy. Đây chính là ức vạn năm trước băng phong thiên địa nguyên nhân. Không nói đến những này, trên trận Lâm Chiến Thiên hung mãnh vô cùng âm dương luyện ngục quyền ấn oanh sát hướng Tư Đồ Viêm. Trong nháy mắt, liền thật giống là vạn thiên luyện ngục oán quỷ ngưng tụ thành đại quyền lực đánh giết tới. Một quyền này hung mãnh, vô pháp miêu tả. Sau đó, Tư Đồ Viêm cũng không có cái gì đại động tác. Hắn ánh mắt bỗng nhiên tách ra hàn quang tới. Cái này một cái chớp mắt, bốn phía từ trường, không khí toàn bộ biến hóa. Đây là Tư Đồ Viêm sóng điện não cường hãn tới cực điểm duyên cớ. Lâm Chiến Thiên quyền ấn khí thế trong nháy mắt bị những này từ trường tan rã, tốc độ của hắn cũng không tự chủ được chậm lại. Mà đúng lúc này, Hồng Tú Liên xuất thủ. Tiểu lão đệ, chiều này mưa thuận gió hòa tặng cho ngươi. Hồng Tú Liên năm ngón tay biến hóa, thủ ấn liên tục. Tại tay nàng ấn biến hóa dưới, nàng não vực tinh thần lực cũng phát động công kích. Trong nháy mắt liền đem Tư Đồ Viêm tinh thần từ trường phá đi. Lâm Chiến Thiên lập tức khôi phục khí thế, âm dương luyện ngục quyền ấn lại lần nữa oanh sát hướng Tư Đồ Viêm. Tư Đồ Viêm chìm quát một tiếng, nói, quỳ xuống. Tay hắn thế không biết làm sao quỷ dị biến đổi, đột nhiên thì bắt giữ Lâm Chiến Thiên thủ đoạn. Về phần cái kia âm dương luyện ngục thần quyền ấn lại liền bị như thế không khỏi diệu hóa giải. Lâm Chiến Thiên chính mình cũng không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Tư Đồ Viêm hướng xuống nhấn một cái, Lâm Chiến Thiên đã cảm thấy Tư Đồ Viêm cầm nã thủ bỗng nhiên trượt đến hắn trên đầu vai. Trên đầu vai một cỗ lực lượng khổng lồ truyền đến, loại lực lượng này bên trong lộ ra một loại không dung kháng cự uy nghiêm. Lâm Chiến Thiên chống đỡ không nổi, thì thật quỳ đi xuống. Đối với Lâm Chiến Thiên tới nói là tuyệt đối khuất nhục, hắn ra sức muốn đứng lên, muốn kháng cự Tư Đồ Viêm lực lượng. Nhưng là, hắn kháng cự không. Tư Đồ Viêm một tay khống chế lại Lâm Chiến Thiên, lúc này, Hồng Tú Liên công kích lại lần nữa phát động. Nàng từng bước một hướng Tư Đồ Viêm đi tới. Nàng cùng Tư Đồ Viêm đọ sức càng nhiều là tinh thần lực tầng thứ. Loại tinh thần lực này cũng không phải là hư huyễn thần thoại, mà chính là sóng điện não cường thịnh về sau, ảnh hưởng từ trường giao hội. Tựa như lò vi ba đều có thể phát ra bức xạ một dạng. Bọn họ loại cao thủ này sử dụng cùng loại bức xạ giết địch. Lúc này, mắt thường khó mà nhìn thấy. Tại Tư Đồ Viêm cùng Hồng Tú Liên trung gian, không khí đều đã vặn vẹo. Hồng Tú Liên từng bước một tới gần, Tư Đồ Viêm đã không có dư thừa lực lượng đến khống chế Lâm Chiến Thiên, hắn nhất định phải tốn hao càng nhiều tinh thần lực đến ứng đối Hồng Tú Liên. Cái kia trong không khí hung mãnh từ trường giống như kiếm nhận, chỉ cần Tư Đồ Viêm hơi không chú ý, kiếm nhận thì sẽ trực tiếp chém giết tiến hắn trong não vực, muốn hắn mạng già. Hồng Tú Liên mắt thấy đã đến Tư Đồ Viêm trước mặt một mét chỗ, nàng bước chân đi rất chậm. Tư Đồ Viêm trên mặt càng ngưng trọng thêm. Loại này vi diệu đánh cược, ngoại nhân cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chương 166, nhất thương. Hồng Tú Liên cũng không dễ dàng, nàng đã đem chính mình sở hữu tinh thần lực quán chú, toàn lực thôi động bốn phía từ trường kiếm nhận công sát Tư Đồ Viêm.
hai người loại này đánh cược, đã không phải là La Quân loại kia tầng thứ chiến đấu. Bọn họ nhất định phải vững bước tiến lên, nếu như tùy tiện tiến vào, mà không lấy từ trường kiếm nhận tác chiến, rất có thể sẽ bị đối phương từ trường kiếm nhận thừa lúc vắng mà vào. Đương nhiên, hai cái người tinh thần lực cũng là có hạn. Nếu như bọn họ giảo chiến dưới, tinh thần lực hao phí quá lợi hại, cũng liền cũng không thể lấy từ trường tác chiến. Khi đó, liền chỉ có lấy võ giả chi lực đến quyết chiến. Cũng chính là La Quân hiện tại chỗ tầng thứ. Hồng Tú Liên cuối cùng vẫn là chiếm thượng phong, nàng đang từ từ bức bách Từ Đổ Viêm. Nếu như Từ Đổ Viêm không có đối phó Lâm Chiến Thiên, hắn căn bản cũng không sợ Hồng Tú Liên. Nhưng dưới mắt, hắn lại phải khống chế Lâm Chiến Thiên, lại muốn ứng đối Hồng Tú Liên, cho nên hắn tình trạng rất là không ổn. Lâm gia tử tôn, Lâm Tiêu cùng Lâm Lập Quần nhìn nhau. Hai người bỗng nhiên thì động, bọn họ là muốn ra tay giúp đỡ. Lui ra, thế nào biết bọn họ vừa mới động, Hồng Tú Liên liền quát. Lâm Tiêu cùng Lâm Lập Quần đều là sững sờ. Hồng Tú Liên lạnh hừ một tiếng, nói, các ngươi còn không có cận thân sẽ chết, từ trường chi lực, các ngươi căn bản ngăn cản không nổi. Lâm Tiêu cùng Lâm Lập Quần nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Xác thực cũng sự tình như thế, Hồng Tú Liên cùng Từ Đổ Viêm bốn phía bị hung mãnh từ trường kiếm nhận tràn ngập, ngoại nhân tiến đến, ngay lập tức sẽ não tử vong. Trừ phi là có lợi hại hơn tinh thần cao thủ xuất hiện. Nói như vậy đứng lên, cái kia Trình Kiến Hoa cũng là trong cái này cao thủ, cũng là có thể thao túng từ trường chi lực người. Không quá Trình Kiến Hoa là tu đạo, hắn lại không thể ngưng tụ từ trường kiếm nhận giết người. Bất quá tinh thần lực của hắn là không thể so với Hồng Tú Liên cùng Từ Đổ Viêm kém. Nếu không lúc trước, hắn cũng không có khả năng để tai nạn máy bay đào tẩu. Trình Kiến Hoa trung quy là tử mỏng, không có tu luyện qua võ đạo, không hiểu được ngưng tụ từ trường kiếm nhận đạo lý. Nếu không lời nói, lúc trước liền xem như có 10 cái La Quân cũng đều đáng chết. Tóm lại, muốn đi đến Từ Đổ Viêm cùng Hồng Tú Liên một bước này, nhất định phải có vài chục năm tích lũy, đồng thời vẫn phải là thiên tài loại kia. Từ Đổ Viêm cùng Hồng Tú Liên đều là lấy võ nhập đạo. Bọn họ tu võ, tu khí, ngưng tụ tinh thần lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Không nói đến những này, Từ Đổ Viêm tình huống càng trở nên không ổn. Hồng Tú Liên cười lạnh nói, tiểu lão đệ, hôm nay lão tỷ tỷ sẽ nói cho ngươi biết một cái đạo lý. Cái kia chính là lời nói không thể nói quá vẹn toàn, hiện tại, người đại nạn đã đến, chịu chết đi. Ngay vào lúc này, phanh một tiếng súng vang. Hồng Tú Liên mi tâm bỗng nhiên tách ra đỏ thấm huyết nhãn tới. Sau đó, nàng hai mắt trợn lên, tràn đầy thật không thể tin, làm sao có thể. Từ Đổ Viêm khe khẽ thở dài, nói ra, lão tỷ tỷ, người cuối cùng vẫn là không tính được tới tự thân a. Thiên đạo vi diệu, cũng không phải là người cùng ta hai người đánh cược, người xem nhẹ bên ngoài nhân tố. Hồng Tú Liên nói, người thắng. Nàng sau khi nói xong ầm vang ngã xuống đất, tại chỗ tử vong. Ngược lại nháy mắt sau đó, cái viên kia thủy ngân viên đạn mới nổ tung, phanh, Hồng Tú Liên đầu tại chỗ nổ ra óc, hình dáng cực kỳ huyết tinh. Có chút khách mời trông thấy, tại chỗ nôn mửa ra ngoài. Một thương này, tự nhiên là La Quân mở. La Quân hết thảy có 6 viên đạn, giết Thành Bân Thiên dùng 2 khỏa, bức lui Hàng Hành Thiên dùng 3 viên đạn, còn thừa lại viên đạn cuối cùng. Vừa rồi hắn trông thấy lão gia tử đã ngăn cản không nổi, hắn cũng không nghĩ nhiều thì cho Hồng Tú Liên nhất thương. La Quân chính mình cũng không nghĩ tới, thế mà chỉ đơn giản như vậy đem Hồng Tú Liên cho giết. Giờ phút này, Từ Đổ Viêm không có Hồng Tú Liên kiềm chế, Lâm Chiến Thiên sẽ không hay tới cực điểm. Bất quá, Từ Đổ Viêm cũng không có giết Lâm Chiến Thiên, mà chính là buông ra Lâm Chiến Thiên. Lâm Chiến Thiên bạch 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 sau lùi lại mấy bước, hắn lúc đứng lên, trong mắt tràn đầy khuất nhục. Từ Đổ Viêm khe khẽ thở dài, nói ra, Lâm Chiến Thiên, mang theo nhà ngươi lão tổ tông đi thôi. Hôm nay là tôn nữ của ta ngày vui, ta không muốn nhiều tạo giết hại. Hắn đón đến, còn nói thêm, còn có, chỉ cần ta sống một ngày, các ngươi đừng nghĩ tìm La Quân phiền phức. Nếu không, ta sẽ để cho ngươi Lâm ra chó gà không tha. Lâm Chiến Thiên không nói hai lời, hắn ôm lấy Hồng Tú Liên tàn khuyết thi thể, xoay người rời đi. Lâm Tiêu cùng Lâm Lập Quần cũng là bất đắc dĩ, theo ở phía sau. Một nhóm người này, rất nhanh liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. La Quân cùng Từ Đổ Linh Nhi cũng nhảy xuống đài. La Quân đi vào Từ Đổ Viêm trước mặt, lo lắng hỏi, ra ra, ngài cảm giác thế nào? Từ Đổ Viêm mỉm cười, hắn nhìn La Quân ánh mắt phá lệ từ ái, nói,
tiểu tử ngốc, ta không sao. La Quân thở phào. Tư Đồ Viêm nói ra, hôm nay Gia Gia vẫn phải cảm ơn ngươi cứu Gia Gia nhất mệnh đây. La Quân lập tức có chút xấu hổ, nói, sự tình đều là ta rước lấy, là Gia Gia đang cứu ta. Tư Đồ Viêm mỉm cười, lại không nhiều nói. Hôn lễ cũng cử hành không sai biệt lắm, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi sau đó thì vào trong nhà. Các tân khách bởi vì cái này việc phong ba, cũng không có lòng lưu lại, rất nhiều người lục tục ngo ngoe cáo từ rời đi. Tư Đồ Viêm uy danh tại trận chiến ngày hôm nay về sau, sẽ càng thượng tầng hơn lâu. Tuy nhiên La Quân hôm nay trước mặt mọi người giết Hồng Tú Liên, nhưng là hết thảy đều sẽ có Trầm Mặc Nùng đam đãi. Trầm Mặc Nùng cũng sẽ cho các tân khách làm việc, không muốn ngoại truyền. Chuyện này, cũng chính là như thế cho trấn áp xuống dưới. Tư Đồ Viêm trong phòng ngủ, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đều tại, Trầm Mặc Nùng cũng bị kêu đến. Tư Đồ Viêm thân thể thật có chút không tốt, hắn nằm ở trên giường. Ngô Bá cho Tư Đồ Viêm lấy ra một hạt đan dược, hắn ăn đan dược về sau, sắc mặt mới có chuyển biến tốt đẹp. Hôm nay, La Quân ngươi một thương này xác thực để cho ta ra ngoài ý định. Tư Đồ Viêm bỗng nhiên nói ra. La Quân nao nao, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu, nói, ta cũng không nghĩ lấy có thể giết Hồng Tú Liên, chỉ là muốn giúp ngài. Tư Đồ Viêm mỉm cười, hắn nói ra, người tâm, Gia Gia đương nhiên biết. Hắn đón đến, nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nói, tiểu Trầm, người cảm thấy thế nào? Trầm Mặc Nùng cười nhạt một tiếng, nói ra, ta ngược lại không cảm thấy kỳ quái, La Quân chính là thiên mệnh giả. Hồng Tú Liên là không nên tồn tại, cho nên, một thương này giết Hồng Tú Liên, có thể nói là thiên ý. Tư Đồ Viêm nói, đúng vậy a, lão tỷ tỷ là không nên tồn tại. Ta sao lại không phải đâu, hắn giọng nói có chút thương cảm. Cũng coi là vật thương tổn loại đi. Trầm Mặc Nùng nói, lão gia tử, ngài là trạch tâm nhân hậu người. Tự có phúc lộc phù hộ, cùng Hồng Tú Liên là khác biệt. Tư Đồ Viêm cười ha ha, nói ra, người qua 50 chi thiên mệnh. Huống chi là đến ta cái tuổi này, ta còn có cái gì nhìn không thấu. Giống như ta vậy bản sự, đành phải nhận mệnh, cũng chỉ có giống Trung Hoa Đại Đế, ma đế như thế người. Mới dám cùng thiên kháng lệnh. Trầm Mặc Nùng cùng La Quân nhất thời hiếu kỳ nói, Trung Hoa Đại Đế lại là người nào? Tư Đồ Viêm nghe hai người hỏi, trong mắt nhất thời xuất hiện hướng về chi sắc. Hắn nói ra, ta đã từng là chúng tuyển Hoa Đại Đế chỉ điểm mới có thành tựu ngày hôm nay. Nói lên Trung Hoa Đại Đế những người này, các ngươi đều có thể không biết. Bọn họ đối với người bình thường tới nói, quá thần bí. Trầm Mặc Nùng lập tức cung kính nói, vãn bối nguyện nghe tường. Tư Đồ Viêm nói ra, nói lên bọn họ, tự nhiên theo thần vực không thể chia cắt. Trung Hoa Đại Đế, Ma Đế, còn có Tu La Đại Đế, bọn họ có thể nói toàn bộ là thần đế bồi dưỡng được tới. Trung Hoa Đại Đế Trần Lăng sát phạt quyết đoán, một lòng vì nước. Nếu không phải hắn ngăn cơn sóng dữ, hôm nay thiên hạ này đã sớm bị Ma Đế cùng Tu La Đại Đế hủy đến không thể tưởng tượng. Ma Đế Trần Thiên Nhai thông minh tuyệt đỉnh, vô tình vô nghĩa, Tu La Đại Đế thích giết chóc tàn nhẫn. Từng cái, đều là tuyệt đỉnh kiêu hùng. La Quân ở một bên lâm vào trầm tư. Nghĩ gì thế, Tư Đồ Viêm nhìn về phía La Quân nói. Vì lông đều họ La, La Quân cảm thấy thật là đúng dịp, nhịn không được đậu đen rau muống. Tư Đồ Viêm cùng Trầm Mặc Nùng đều là sững sờ, không nghĩ tới tiểu tử này thế mà đang xoắn suýt vật này. Trầm Mặc Nùng nói, lão gia tử, nói như vậy đứng lên, lúc trước thật là có rất nhiều chuyện bị giấu giếm. Bất quá ta kỳ quái là, Ma Đế cùng Tu La Đại Đế làm loạn, chẳng lẽ thần đế mặc kệ sao? Sau cùng lại tất cả đều là Trung Hoa Đại Đế một người trấn áp lại sao? Tư Đồ Viêm nói ra, thần đế ngao du thái hư, không sẽ quản chuyện thế gian. Trung Hoa Đại Đế chính là chính nghĩa chi sư, tự nhiên năng tụ tập có thể vô số người. Đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ. Hắn đón đến, nói, những chuyện này, ta không nên nói đi ra, chúng ta không nói. Trầm Mặc Nùng gặp Tư Đồ Viêm không muốn nói, cũng liền không tốt hỏi nhiều nữa. Tư Đồ Viêm theo rồi nói ra, trận này thiên địa sát kiếp, cũng nhưng nói là sóng lớn đãi cát. Giống Hồng Tú Liên lão tỷ tỷ, giống như ta vậy lão cốt đầu, tu vi nửa vời. Lại có thể gây nên thiên địa sát kiếp chú ý, lại trốn tránh không sát kiếp, chính là khó xử nhất một vòng. Mà La Quân ngươi, ngươi nhất định phải nhanh tăng cao tu vi, không phải vậy tương lai rất có thể bị nghiền thành tàn phấn. La Quân nghiêm nghị, nói, ta sẽ, Gia Gia. Tư Đồ Viêm còn nói thêm, dưới mắt, đi qua hôm nay sự tình,
chỉ cần có ta bộ xương già này tại, sẽ không có người tới tìm ngươi phiền phức. Nhưng là La Quân, ta rõ ràng chuyện nhà mình, ta thọ mệnh lúc đầu có 3 năm, nhưng đi qua hôm nay, liền chỉ có 1 năm. Ngươi nhất định muốn hảo hảo tăng cao tu vi, tương lai tận khả năng bảo vệ ta Tư Đồ gia chu toàn. La Quân ngơ ngẩn, ngài. Tư Đồ Linh Nhi y nguyên không có có phản ứng gì. Trầm Mặc Nùng cũng là giật mình không nhỏ. Tư Đồ Viêm lại là thoải mái vô cùng, hắn nói ra, ta sớm đoán được một kiếp này, ta thanh này số tuổi chết, cũng không tính oan uổng. Nhưng là La Quân, ngươi nhất định muốn đáp ứng ta. Tương lai Tư Đồ gia, phải nhờ vào ngươi che chở. La Quân bỗng cảm giác trách nhiệm không nhỏ, hắn hít sâu một hơi, nói ra, vâng, ra ra. Tư Đồ Viêm liền nói ra, tốt, ta cũng buồn ngủ, các ngươi đều đi thôi. Đúng, mọi người đứng lên, ra khỏi phòng. Tư Đồ Linh Nhi lúc này hướng tân phòng đi vào trong qua. La Quân nhìn một chút, cũng không có nói thêm cái gì. Trầm Mặc Nùng ngược lại là nhìn nhiều Tư Đồ Linh Nhi liếc một chút, nàng nói ra, ta cũng phải đi. Ta đưa tiễn ngươi, La Quân nói ra. Trầm Mặc Nùng cũng a cự tuyệt. Lúc này, đã là ban đêm. Khách mời sớm đã đều tán đi. Trong đình viện còn có không ít nha hoàn đang thu thập. La Quân cùng Trầm Mặc Nùng ra tòa viện lúc, một số nha hoàn gặp La Quân, rất là tôn kính hô, tôn cô gia tốt. La Quân cười đáp lại. Ra tòa viện về sau, con hàng này lập tức tò mò hỏi Trầm Mặc Nùng, ta lại không họ Tôn, làm gì gọi ta tôn cô gia? Trầm Mặc Nùng sửng sốt, sau một hồi khá lâu, nàng nhìn về phía La Quân, nói, người mẹ nó là đang đùa ta sao? Ngươi là Tư Đồ gia cô gia, bất quá là đời cháu, cho nên bảo ngươi tôn cô gia a, cái này cùng ngươi họ gì có một mao tiền quan hệ sao? Chương 167, cuối cùng cũng phải ly biệt. La Quân nhất thời cái kia quấn a. Mẹ nó, mất mặt a. Hắn cười ha hả, nhìn qua hắc bầu trời tối, nói, ha ha, hôm nay khí trời thật tốt a. Trầm Mặc Nùng xem thường liếc hắn một cái, cũng không tiếp tục giễu cợt. Sau đó, Trầm Mặc Nùng liền lên cái kia chiếc quân xa, thì đưa đến nơi đây đi, đừng quên, người hôm nay là tân lang, còn có đêm động phòng hoa trúc đang chờ người đấy. La Quân tức giận nói, Trầm Mặc Nùng, người nhà cố ý đi. Người cảm thấy ta theo Tư Đồ Linh Nhi có thể có đêm động phòng hoa trúc. Trầm Mặc Nùng cười ha ha một tiếng, nói ra, vậy thì phải nhìn ngươi bản sự a. Nói đến, nàng cũng là nữ nhân. La Quân nói, cũng không thể bá vương ngạnh thương cung. Ca cũng không phải như thế người. Trầm Mặc Nùng nói ra, người cái chủ ý này là có thể, mà lại, người bây giờ coi như bá vương ngạnh thương cung đó cũng là được luật pháp bảo vệ. Đạo đức bên trên cũng không ai khiển trách ngươi, bất quá ta liền sợ ngươi đánh không thắng nàng. La Quân cái kia khí a, cái này Trầm Mặc Nùng, cũng là đang cố ý giễu cợt lão tử a. Hắn ngẫm lại, nói ra, đúng, ngươi cho ta khẩu súng kia cũng thực không tồi. Bất quá bây giờ không có viên đạn. Nếu không ta đi theo ngươi cầm viên đạn a. Trầm Mặc Nùng khẽ giật mình, sau đó nói, cũng đúng, ngươi không nói ta còn kém chút quên. Ngươi đem thương trả lại cho ta. La Quân lập tức lui lại một bước, giống như là bảo vệ bảo bối một dạng, nói, làm gì? Tại sao muốn còn? Trầm Mặc Nùng nghiêm mặt nói, thứ nhất, ngươi nguy hiểm trước mắt đã giải trừ. Thứ hai, ngươi mang theo thương dễ dàng đối thương sinh ra ỉ lại, cái này thật không tốt, sẽ ảnh hưởng ngươi tu vi tiến bộ. La Quân khẽ giật mình, hắn ngẫm lại, liền cảm giác Trầm Mặc Nùng nói cũng có đạo lý, ngay sau đó liền đem súng lục ổ quay lấy ra, trả lại Trầm Mặc Nùng. Trầm Mặc Nùng tiếp nhận thương, lại nói, trước ngươi đối tiến thần vực có kháng cự, bởi vì đó là ngươi bất đắc dĩ. Hiện tại ngươi đã giải trừ nguy cơ, ngươi còn muốn đi vào thần vực sao? La Quân nói ra, ta nếu không tiến thần vực, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, lại nói chuyện gì thủ hộ Tư Đồ gia. Ta đã đáp ứng lão gia tử. Tự nhiên muốn làm đến. Trầm Mặc Nùng mỉm cười, nói ra, cái này còn tạm được. Nàng đón đến, nói, ta hy vọng tương lai ngươi có thể trở thành Trung Hoa Đại Đế như thế nhân vật, thủ hộ hoa hạ, trấn áp quần ma. La Quân cười khổ, nói, cái này gánh quá lớn, ta chỉ có thể tận lực. Trầm Mặc Nùng cười một tiếng, nàng nói ra, ta đối với ngươi có lòng tin. La Quân nói ra, được rồi, thời gian không còn sớm, ta trở về. Trầm Mặc Nùng nói, chờ một chút. La Quân nhìn về phía Trầm Mặc Nùng, nói, làm sao? Trầm Mặc Nùng nói, Tư Đồ Linh Nhi là có thiếu hụt cô nương, cũng là đáng thương người. Ngươi không muốn đối nàng có oán hận, ngươi nhiều gánh vá một số,
có lẽ có thể cảm động nàng. La Quân liền cũng liền nghiêm mặt nói, người yên tâm đi, bất kể nói thế nào, nàng hiện tại cũng là thê tử của ta. Ta sẽ không mặc kệ nàng. Trầm Mặc Nùng gật gật đầu, sau đó châm lửa cất bước. Chờ một chút, La Quân lại nói, Trầm Mặc Nùng kỳ quái nhìn về phía La Quân, nói, ngươi lại thế nào? La Quân nói, ngươi chiếc xe này giống như quân khu đi, ngươi cho chiếm lấy a. Trầm Mặc Nùng bạch La Quân liếc một chút, nói ra, quân khu lái xe lấy, mạnh mẽ đâm tới tốt bao nhiêu, không ai quản. Tỷ mượn tới chơi một đoạn thời gian còn muốn ngươi phê chuẩn a. La Quân khinh bỉ nói, lấy việc công làm việc tư a ngươi. Dừng a, Trầm Mặc Nùng đảo quanh tay lái, cấp tốc rời đi. La Quân đưa mắt nhìn Trầm Mặc Nùng rời đi, theo sau đó xoay người tiến công quán. Toàn bộ công quán bên trong đều đã không sai biệt lắm khôi phục lại bình tĩnh, Tư Đồ ra đời đời con cháu nhóm đều ai về nhà nấy. Lão gia tử thì là ưa thích thanh tĩnh một số. Tuy nhiên công quán khắp nơi đều là răng đèn kết hoa, nhưng cái này đêm động phòng hoa trúc vẫn là có vẻ hơi quạnh quẽ. La Quân không nghĩ nhiều, đi vào hắn cùng Tư Đồ Linh Nhi tân phòng. Gian này tân phòng rất là rộng rãi, bên trong bao hàm phòng tắm, phòng vệ sinh, còn có ghế sofa các loại. Sửa sang có thể so với hào hoa phòng tổng thống, hơn nữa còn có ban công. Mặt đất trải thảm đỏ, trên vách tường thiếp song hỷ chữ. Trong phòng ngủ ở giữa là một chương vòng tròn lớn giường, màu đỏ vui bị mềm mại đã đến. La Quân đóng cửa lại, trong phòng ngủ mở màn đèn. Hắn lập tức trông thấy Tư Đồ Linh Nhi chính khoanh chân trên giường tu luyện, hắn liền cũng liền không tốt quấy dày. Hôm nay bận rộn một ngày, La Quân cảm thấy hơi mệt chút. Hắn tại trong tủ treo quần áo tìm áo ngủ, liền đi phòng tắm tắm rửa. Trong phòng tắm, La Quân đi qua nước nóng cọ rửa, nhất thời cảm giác thể xác tinh thần thư sướng tới cực điểm. Sau khi tắm xong, mặc đồ ngủ đi ra. La Quân nhìn lấy trên giường còn tại tu luyện Tư Đồ Linh Nhi, hắn không khỏi đau đầu, mình tới nên ngủ chỗ nào. Ngủ ghế sofa. Giống như đây cũng không phải là cái gì đáng đến suy nghĩ sâu xa vấn đề. La Quân dứt khoát liền đến trước sofa chuẩn bị ngủ. Ngay vào lúc này, Tư Đồ Linh Nhi mở to mắt, ngươi làm gì? Nàng nhàn nhạt hỏi. La Quân nao nao, sau đó nói, ngủ nha. Tư Đồ Linh Nhi nói, vì cái gì không dừng ngủ? La Quân tâm lý nhảy một cái, nói, ta có thể ngủ giường. Tư Đồ Linh Nhi kỳ quái nói, vì cái gì không thể ngủ giường? Phu thê không phải hẳn là ngủ ở một chỗ sao? La Quân ngay sau đó cũng thì không nói thêm lời, nói, tốt, ta ngủ giường. Hắn đến trên giường, Tư Đồ Linh Nhi lại xuống giường. La Quân không khỏi ngây người, nói, ngươi làm gì? Tư Đồ Linh Nhi lại có chút kỳ quái nhìn về phía La Quân, nói, tắm rửa. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời có chút xấu hổ, mẹ nó, còn là mình suy nghĩ nhiều a. Tư Đồ Linh Nhi sau đó phải đi phòng tắm. Cái kia trong phòng tắm, tiếng nước ào ào. La Quân có thể tưởng tượng Tư Đồ Linh Nhi giờ phút này mỹ diệu thân thể. Chẳng lẽ đêm nay thật đúng là có thể động phòng hoa trúc? Mình tới là ra tay vẫn là ra tay đâu, cái này mẹ nó hẳn là không có gì tốt xoắn suýt ha. Nàng là mình hợp pháp thê tử, đây không phải thiên kinh địa nghĩa sao? La Quân ở trong lòng tính toán. Vừa nghĩ như thế, La Quân trong lòng cũng thì nhiệt hồ, hy vọng đứng lên. Ước chừng nửa giờ sau, Tư Đồ Linh Nhi mặc đồ ngủ đi ra. Nàng ăn mặc ngăn chứa áo ngủ, rất là kín, cơ hồ nhìn không đến bất luận cái gì xuân quang. Nhưng tóc nàng ướt sũng, lại là như thế vũ mị, đáng yêu, mỹ lệ. Cái này một cái chớp mắt, La Quân tâm lý mềm mại, cơ hồ muốn đưa nàng ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương. Tư Đồ Linh Nhi là cái kia một loại khiến người ta hận không thể đem thiên hạ sở hữu tốt đều cho nàng nữ tử. Sau đó, Tư Đồ Linh Nhi đi vào trước giường, nàng chuẩn bị nằm xuống ngủ. La Quân nói, ách. Tư Đồ Linh Nhi kỳ quái nhìn về phía La Quân, nói, làm sao? La Quân đang chuẩn bị nói chuyện, Tư Đồ Linh Nhi lập tức rất hiểu nói, ta biết, ngươi muốn làm. Nàng gật gật đầu, nói ra, chúng ta là phu thê, đây là ngươi hẳn là hưởng thụ nghĩa vụ. Bất quá, ta hy vọng ngươi mau một chút, nàng nói xong cũng muốn bỏ đi áo ngủ. La Quân trong lòng cười khổ, hắn vội vàng ngăn lại Tư Đồ Linh Nhi, nói, ta là muốn nói. Ngươi tóc vẫn là ẩm ướt. Ta giúp ngươi thổi khô, sau đó ngươi ngủ tiếp. Tư Đồ Linh Nhi ngây người. La Quân xuống giường qua tìm hóng gió về sau, La Quân liền cho Tư Đồ Linh Nhi thổi tóc.
Tư Đồ Linh Nhi giống như là một cái tiểu nữ hài một dạng, an tĩnh tọa, mặc cho La Quân bài bố. Cái này một cái chớp mắt, La Quân cảm thấy Tư Đồ Linh Nhi thật rất lợi hại, làm cho đau lòng người. Nàng trong tư tưởng khả năng cũng là một chương không có cảm tình giấy trắng. Dùng trầm mặc nùng lời nói tới nói, nàng là một cái người tàn tật. Cho nên, La Quân quyết định muốn nhiều thông cảm nàng một chút. Thổi khô tóc về sau, La Quân ôn nhu nói, ngủ đi. Tư Đồ Linh Nhi nghi hoặc nhìn về phía La Quân, nói, ngươi không làm. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, chờ đến ngày đó, ngươi cảm thấy sự kiện kia là một loại hưởng thụ thời điểm rồi nói sau. Nói đùa, La Quân tuy nhiên có chút sắc, nhưng là Tư Đồ Linh Nhi như thế theo nằm ngay đơ giống như để hắn đến làm. Hắn này làm sao làm xuống dưới. Cho nên, hắn trực tiếp cự tuyệt. Tư Đồ Linh Nhi cũng thì không nói thêm lời, nằm xuống ngủ. Cái giường này rất lớn. La Quân lại qua tìm một giường chăn mền, cứ như vậy nằm xuống ngủ. Một đêm này, ngủ được cũng là an ổn. Sáng ngày thứ hai, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi cho Tư Đồ Viêm lão gia tử dâng trà. Lão gia tử cho hai người đưa lên đại hồng bao. Sau đó, tại ăn điểm tâm thời điểm, lão gia tử nói ra, La Quân, người đề cử bảng danh sách ta đã đưa ra đi lên. Người đã trở thành thần vực thí sinh, bất quá đến có thể hay không tiến nhập thần vực. Đó còn là muốn xem chính ngươi tạo hóa. Chính ngươi cũng muốn cố gắng nhiều hơn. La Quân nghiêm mặt nói, vâng, ra ra. Tư Đồ Viêm mỉm cười. Tiếp theo, Tư Đồ Viêm nói ra, lần này tham gia khảo thí là đến từ cả nước một vài gia tộc lớn để cử đi ra danh ngạch. Hết thảy có 54 người. Sau cùng thần vực sẽ chỉ trúng tuyển 4 người, cũng có thể càng ít. Thậm chí một cái đều trúng tuyển không, cái này khảo thí sự tình vô cùng tàn khốc. Cho nên, La Quân, người cùng Linh Nhi muốn có chuẩn bị tâm lý. La Quân không khỏi líu lưỡi, hắn không nghĩ tới hội tàn khốc đến nước này. Tư Đồ Viêm còn nói thêm, mà lại, có thể bị các đại gia tộc đề cử lên, khẳng định đều là ưu tú hạng người. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ra ra, ta hội đem hết toàn lực, tuyệt không để ngươi thất vọng. Tư Đồ Viêm cười ha ha một tiếng, nói ra, liền Hồng Tú liên lão tỷ tỷ đều chết tại trên tay ngươi, ta xác thực không thế nào lo lắng ngươi. La Quân xấu hổ cười một tiếng, nói, vận khí, vận khí. Sau đó, Tư Đồ Viêm còn nói thêm, bất quá a, La Quân, người cái này tu vi còn quá chậm. Ta phải tại mấy ngày nay cho ngươi tăng cường huấn luyện một phen. Không phải vậy ngươi chuyến này sẽ rất khó. La Quân nghe vậy không khỏi cảm thấy xấu hổ. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, cũng may chúng ta còn có hơn 20 ngày thời gian. Bữa sáng hoàn tất về sau. La Quân thu đến Lâm Thiến Thiến điện thoại. Lâm Thiến Thiến ở trong điện thoại nói ra, Đinh Hàm các nàng đều muốn về Hải Tân, trước khi đi, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm đi, người có thời gian không? La Quân ngốc ngẩn ngơ, chẳng biết tại sao, hắn trong lòng có chút chua xót. Cái này ly biệt đến quá nhanh. Đan Tê Hàm, Nghiên Nhi các nàng xác thực không cần thiết một mực đi theo chính mình. Chuyện này đối với các nàng cũng không công bằng. Ta có thời gian, La Quân lập tức nói. Lâm Thiến Thiến nhân tiện nói, vậy thì tốt, thì ban đêm ước đi, chúng ta cơm nước xong xuôi còn có thể thuận tiện qua hát một chút. Ngươi muốn dẫn lão bà ngươi tới sao? La Quân khẽ cười khổ, nói ra, không cần. Làm sao có thể mang Tư Đồ Linh Nhi qua? Tư Đồ Linh Nhi cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào mặt mũi, như thế La Quân chính mình cũng sẽ cảm thấy thật mất mặt. Bên kia Lâm Thiến Thiến nghe vậy lại là vì La Quân cảm thấy đau lòng. Nàng nói ra, nàng không chào đón chúng ta bọn này bằng hữu sao? La Quân nói gấp, không phải, tình huống cùng ngươi muốn có chút khác biệt. Chúng ta gặp mặt rồi nói sau. Lâm Thiến Thiến nhân tiện nói, cái kia tốt. Chương 168, những hoa nhi đó phiêu tán tại chân trời. Tại Tư Đồ công quán cũng không có cái gì hắn giải trí phương thức. Mà lại thế mà không có một tivi máy bay cùng máy tính. Tư Đồ lão gia tử nhiều nhất thì nhìn xem báo chí. Tư Đồ Linh Nhi thì là tu luyện lại tu luyện. Ngẫu nhiên nàng hội một người lái xe đi tản bộ đến rất xa địa phương, hoặc là qua quán bar uống chút rượu. Nàng cũng không cần bằng hữu gì. La Quân cũng không có cảm thấy không quen, hắn là cái có thể chơi rất lợi hại này, cũng có thể rất lợi hại thanh tâm quả dục người. Tư Đồ Viêm lão gia tử mặc dù nói qua muốn giúp La Quân đề bạt, nhưng là cũng không nói hôm nay liền bắt đầu. La Quân cũng không dễ qua thúc giục. Hắn tin tưởng lão gia tử tâm lý có đem thước đo, hết thảy đều là trang ở trong lòng. Sau đó, La Quân liền cũng đến thư phòng tu luyện.
Tuy nhiên luyện tập Đại Nhật Nguyệt Quyết không có hết sức rõ ràng tiến bộ, nhưng là tuân theo Nhật Nguyệt, hấp thu Nhật Nguyệt vận hành chi tinh hoa. Đối với khí huyết vận hành, vẫn là tinh khí thần đều là một loại phi thường tốt bảo dưỡng. Nhân thể có cái gì mau bệnh, chỉ cần một khi vận hành Đại Nhật Nguyệt Quyết, rất nhanh liền có thể phát giác ra được, đồng thời còn có thể chữa trị. Đây chính là người tu đạo chỗ đáng sợ. Cơ hồ cũng là sẽ không xảy ra bệnh thân thể. Bọn họ lão, cũng sẽ không trông có vẻ già hình dáng. Cũng là bởi vì thân thể bọn họ bảo dưỡng rất tốt. Không nói đến những này, trong nháy mắt thì đến 5 giờ chiều. Thời gian ăn cơm là định tại 6 giờ tối, vẫn là Giang Nam Minh Châu đại khách sạn bên trong. La Quân đi ra ngoài, hắn trực tiếp mở Tư Đồ Linh Nhi Ferrari. Tư Đồ Linh Nhi đối sự tình gì đều không trải qua tại tâm, liền xem như La Quân đem Ferrari cho nàng bán, nàng cũng sẽ không có phản ứng gì. Ferrari tính năng đương nhiên tốt không lời nói, La Quân mở ra, bất chi bất giác liền đem tốc độ đề cao. Vô luận là phanh lại, vẫn là vi khống, Ferrari xe đều là ứng phó đến dư xài. La Quân rốt cuộc minh bạch vì cái gì mở Ferrari người, đều ưa thích nổi lên tới. Đây là mẹ nó kìm lòng không được a. 5 giờ rưỡi thời điểm, La Quân đến Giang Nam Minh Châu đại khách sạn. Hắn để xe đồng qua bãi đậu xe, sau đó cho Lâm Thiến Thiến gọi điện thoại. Lâm Thiến Thiến nói một hồi đến, để La Quân đi trước trong phòng trung an bài mang thức ăn lên. La Quân ứng một tiếng tốt. Gian phòng là đặt trước tại lầu 2. Đồ ăn đã đặt trước tốt, chỉ cần La Quân nói một tiếng có thể lên đồ ăn là được. Cái này gian phòng gọi là Yến Kinh Sảnh, bên trong tu hào hoa đại khí. Ngay cả cây đèn đều là crystal hào hoa hình, quang mang kia lộ ra sáng chói chói mắt. La Quân không có đợi bao lâu, Lâm Thiến Thiến chúng nữ liền đã tới. La Quân đứng dậy cùng chúng nữ chào hỏi, hắn là cười chào hỏi. Nhưng là bầu không khí vẫn có chút khiến người ta cảm thấy xấu hổ cùng không thích ứng. Quả nhiên là ứng cái kia một bài thơ. Năm ngoái hôm nay cửa này bên trong. Mặt người hoa đào tôn nhau lên đỏ. Mặt người không biết nơi nào qua. Hoa đào vẫn như cũ cười vui sướng. Ngược lại là Tống Nghiên Nhi cùng Lâm Thiến Thiến tự nhiên một số. Lâm Thiến Thiến cười đùa nghịch, nói, tân lang quan viên cảm giác như thế nào. La Quân mỉm cười, hắn cũng không có khả năng lại giống như kiểu trước đây không tim không phổi nhếch miệng cười to các loại. Hắn giống như lại sau khi kết hôn, người cũng đi theo thành thục ổn trọng đứng lên. Đây cũng là một loại trưởng thành A. Đồ ăn rất nhanh hơn tề. Ninh Hàm cái thứ nhất nâng chén, nàng uống là rượu Mao Đài. Nàng đứng lên, nói ra, La Quân, một chén này ta kính ngươi. Cảm tạ ngươi xuất hiện tại ta sinh mệnh bên trong. Nàng nói xong uống một hơi cạn sạch. La Quân trong lòng hơi hơi nặng nề, hắn là ưa thích Ninh Hàm. Nhưng là vận mệnh này để hắn nhất định cùng hắn không thể cùng một chỗ. Hắn cũng đứng người lên, nói ra, Hàm tỷ, ta chúc ngươi vĩnh viễn hạnh phúc mỹ lệ. Sau khi nói xong uống một hơi cạn sạch. Về sau sẽ còn về Hải Tân sao? Đường Thanh nhàn nhạt hỏi. Nàng trên trán có không che giấu được nỗi buồn ly biệt. La Quân nghiêm túc nói, đương nhiên muốn về. Hải Tân có các ngươi, ta cảm thấy nơi đó mãi mãi cũng là nhà ta. Cái này Yến Kinh Thành, cho không ta quy chúc cảm. Đường Thanh nghe vậy thần sắc hơi chậm, hiện ra một tia vui vẻ tới. Nàng nói ra, ta cùng Nghiên Nhi vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Tống Nghiên Nhi lúc này cũng đứng lên, nàng nói ra, ca, ngươi cũng nhất định muốn hạnh phúc. Nàng nói xong lại nói, ta kính ngươi. La Quân nhìn lấy Tống Nghiên Nhi, hắn trong thoáng chốc cảm thấy nàng chính là mình thân muội tử. La Quân động tình nói ra, Nghiên Nhi, mặc kệ tương lai gặp được chuyện phiền toái gì, hoặc là không vui sự tình. Thì tới tìm ta, ngươi phải nhớ kỹ, ta mãi mãi cũng là ngươi lớn nhất thân ca ca. Tống Nghiên Nhi hốc mắt nhất thời kìm lòng không được đỏ. Nàng trọng trọng gật đầu. Tống Nghiên Nhi mời rượu hoàn tất về sau, Lâm Thiến Thiến bỗng nhiên nói ra, ta không có ý định về Hải Tân. La Quân nhất thời kinh ngạc đứng lên. Lâm Thiến Thiến nói ra, ta cũng không gạt mọi người, ta đã cảm thấy tại Yến Kinh có thể cùng La Quân gần một chút. Nàng đón đến, nhìn về phía La Quân, nói, Hải Tân đối với ta mà nói, không có lưu luyến đổ, vật. Mà Yến Kinh, có người cùng ta ra ra, có lẽ, ta còn có thể giúp được ngươi. Đây chính là ta lưu lại lý do. La Quân không biết nên nói cái gì cho phải, hắn chỉ có hai chữ dễ nói, cảm ơn. Lâm Thiến Thiến đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, khuôn mặt nàng hồng nhuận. Nàng đứng lên, nói ra, ái tình hội biến chất, thanh xuân hội mục nát.
nhưng ta tin tưởng, tình nghĩa sẽ không thay đổi chất, sẽ không mục nát. Chỉ cần chúng ta kính sợ tình nghĩa, tôn trọng tình nghĩa. Đến, chúng ta cho chúng ta lẫn nhau ở giữa tình nghĩa cạn ly. Mọi người cũng liền đều đứng lên, cùng kêu lên nói ra, vì tình nghĩa cạn ly. Đây không phải là hữu tình, bởi vì các nàng ở giữa không thể nói là thuần túy hữu tình. Nhưng cũng không thể xem như ái tình, bởi vì ái tình quá nhỏ hẹp. Cho nên, Lâm Thiến Thiến nói đây là tình nghĩa. Lâm Thiến Thiến mãi mãi cũng nhớ kỹ La Quân đối nàng tình nghĩa, cho nên tại tương lai tuế nguyệt bên trong, nàng thịt nát xương tan, cửu tử nhất sinh vĩnh viễn không hối hận. Một trận này dạ tiệc, tất cả mọi người buông ra ăn uống. Cả đám đều uống có chút men say. Sau đó, mọi người liền đi đại phú hào ca hát. Mọi người muốn một cái bọc lớn phòng. Đại trong phòng chung, ánh đèn ảm đạm. Các mỹ nữ từng cái vẻ say chân thành. Ninh Hàm cũng lộ ra phá lệ vũ mị, nàng tiến gian phòng thì cởi áo khoác, kéo xuống cài tóc. Nàng bên trong mặc là bó sát người màu trắng áo lông cừu, cứ như vậy, nàng linh lung lồi lõm dáng người bày ra đến lộ ra không bỏ sót. Phục vụ viên lại cầm rượu vang đỏ lên, mọi người uống rượu, hát ca. Các nàng có vẻ hơi hành vi phóng túng, nhưng trong lúc vô hình nỗi buồn ly biệt, phiền muộn lại là vung đi không được. Các nàng một mực hát a, nhảy a. La Quân thì ở một bên yên lặng uống vào, nhìn lấy. Hắn lộ ra rất là thanh tỉnh. Vận mệnh chi thủ đang gầm thét, tại trưởng khống hết thảy. Mà hắn La Quân, bất quá là vận mệnh dưới kẻ đáng thương mà thôi. Hắn muốn thiên hạ lại không thể chiến thắng chi vật, lại không gì không thể qua đến chỗ, nhưng hắn biết, nguyên lai hắn cái gì đều làm không được. Hắn nhất định phải trung thực dựa theo vận mệnh ý tứ qua hành tẩu. Hắn vô pháp giống con khỉ kia một dạng, có thể đối thương khung gọi ta không nhận thua. Đến rạng sáng thời điểm, cũng sắp tan cuộc. Lúc này, Đinh Hàm bỗng nhiên điểm một ca khúc. Là tiêu sái đi một lần. Đinh Hàm dùng lời ống, theo nhịp vặn vẹo uyển chuyển dáng người. Thiên địa rằng giặc khách qua đường vội vàng chiều dậy lại chiều rơi. Ân ân oán oán sinh tử bạch đầu mấy người có thể nhìn thấu. Hồng trần nha cuồn cuộn si ngốc nha tình thâm tụ tán cuối cùng cũng có lúc. Lưu một nửa thanh tỉnh lưu một nửa say trí trong mộng có người đi theo. Ta lấy thanh xuân cược ngày mai ngươi dùng chân tình đổi đời này. Tuế Nguyệt không biết nhân gian bao nhiêu yêu thương. Sao không tiêu sái đi một lần. Ninh Hàm hát là như thế đầu nhập, thậm chí nàng nước mắt không thể tự giác chảy một mặt. Mọi người thấy Ninh Hàm, đều cảm thấy giật mình. Giờ khắc này. Đường Thanh các nàng tựa hồ mới chính thức nhận thức đến Ninh Hàm. Ninh Hàm nội tâm, giống nhau là như vậy kiêu ngạo. Một khúc về sau, mọi người tiếng vỗ tay như sấm động. Lâm Thiến Thiến cho Ninh Hàm đưa lên khăn tay, nàng chân tâm thực ý nói một câu thật xin lỗi. Ninh Hàm chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói nhiều. Mà sau đó, Đường Thanh tại đoạn kết lúc cũng hát một bài ca. Là Phạm Vĩ Kỳ những hoa nhì đó. Cái kia phiến tiếng cười để cho ta nhớ tới ta những hoa nhì đó. Tại ta sinh mệnh mỗi một góc yên tĩnh vì ta mở ra. Ta từng cho là ta hội vĩnh viễn canh giữ ở bên cạnh hắn. Hôm nay chúng ta đã rời đi tại biển người mênh mông. Bọn họ đều lão đi. Bọn họ ở nơi nào nha? Chúng ta cứ như vậy riêng phần mình chạy chân trời. Sau cùng, trong tai mọi người quanh quẩn đều là câu kia chúng ta cứ như vậy riêng phần mình chạy chân trời. Cuối cùng, là muốn tan cuộc. Tan cuộc thời điểm, Đinh Hàm bỗng nhiên ôm lấy La Quân, nàng thừa dịp men say hôn lên La Quân môi, sau đó nói một câu ta yêu ngươi. Hôn xong sau, nàng xoay người chạy. Chúng nữ lập tức theo sau, các nàng sợ Đinh Hàm uống nhiều sẽ xảy ra chuyện. Thế là trận này cáo biệt yến thì tại dạng này bầu không khí bên trong cáo biệt. La Quân cũng không lo lắng các nàng uống nhiều sẽ xảy ra chuyện, bởi vì Long Uyên một mực đang âm thầm bảo hộ. Trở lại Tư Đồ công quán thời điểm, đã là rạng sáng 2 giờ. La Quân đem Ferrari sau khi xe dừng lại, liền vào công quán bên trong. Công quán bên trong mặc kệ là dưới người vẫn là lão gia tử, đều đã ngủ. Tự nhiên cũng sẽ không có người đến tia, a La Quân cương vị, hoặc là đến chỉ trích hắn ra ngoài tìm hoa vấn liễu các loại. Bởi vì vậy cũng là tiểu thị dân tâm tính. Đến La Quân cảnh giới này, không có những này lông gà vỏ tỏi tranh chấp. La Quân trở lại trong phòng ngủ lúc, hắn nhìn thấy Tư Đồ Linh Nhi đã chìm vào giấc ngủ. Thế là hắn nhẹ chân nhẹ tay qua tắm rửa. Sau khi tắm xong, cũng liền cầm chăn mền ngủ ở Tư Đồ Linh Nhi bên người.
nằm xuống về sau, La Quân đã nghe đến từ Đồ Linh Nhi trên thân thiếu nữ mùi thơm. Hắn bỗng nhiên rất lợi hại có hứng thú nhìn về phía từ Đồ Linh Nhi mặt, mặt nàng là xinh đẹp như vậy tinh xảo. Miệng nàng môi là hồng nhuận phơn phớt, mang theo một loại nói không nên lời mê người lộng lẫy. Giờ phút này, từ Đồ Linh Nhi tựa như là một cái chìm công chúa ngủ trong rừng, chỉ còn chờ vương tử một hôn liền sẽ tỉnh lại. La Quân đột nhiên có loại muốn hôn từ Đồ Linh Nhi xúc động. Loại này xúc động cùng ái tình, dục vọng không quan hệ. Chỉ là một loại đối mỹ hảo sự vật hướng tới. Bất quá cũng đúng lúc này, từ Đồ Linh Nhi đột nhiên mở ra đôi mắt đẹp. Nhất thời, La Quân cùng từ Đồ Linh Nhi bốn mắt nhìn nhau. La Quân lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, hắn vội ho một tiếng, nói, ta đánh thức ngươi. Từ Đồ Linh Nhi nhìn về phía La Quân, nói, ngươi muốn làm. La Quân nhất thời cực kỳ lúng túng, câu nói này từ từ Đồ Linh Nhi miệng bên trong nói ra, luôn luôn để La Quân cảm thấy quái dị. Hắn vội vàng nói, không phải, ta là cảm thấy ngươi rất xinh đẹp. Nếu như ngươi chịu cười một cái, vậy nhất định sẽ phi thường khiến người ta mê muội. Ta không biết cười, từ Đồ Linh Nhi nhạt lạnh nói ra. La Quân khẽ cười khổ, nói ra, cái kia cũng không cần gấp. Nếu như ngươi không làm lời nói, ta thì ngủ, từ Đồ Linh Nhi nói ra. La Quân nói, tốt, ngươi ngủ đi. Từ Đồ Linh Nhi ngay sau đó liền nhắm mắt lại ngủ. La Quân trong lòng cảm thấy buồn cười, chính mình đây là cưới một cái bao nhiêu có tính cách tiểu thê tử a. Hắn cũng không khó đoán từ Đồ Linh Nhi tâm lý. Đại khái, từ Đồ Linh Nhi mặc dù là không có có cảm xúc người, nhưng nàng cũng không phải người ngu. Nàng biết sau khi kết hôn cần muốn làm gì, nhưng La Quân một mực không có làm, cho nên nàng đã cảm thấy La Quân sớm muộn muốn làm. Chương 169, Trấn Hồn Quy Thần. La Quân đối với từ Đồ Linh Nhi cảm giác rất đặc thù. Cứ việc hai người kết hợp không có bất kỳ cái gì cảm tình cơ sở. Nhưng là tại kết hôn một khắc này bắt đầu, La Quân hội vô ý thức cảm thấy nàng là vợ mình, là thuộc về mình tư nhân. Hắn có loại không khỏi yêu thương. Cho nên, La Quân cũng không muốn đi thương tổn từ Đồ Linh Nhi. Tựa như hắn làm sao cũng sẽ không dưới loại trạng thái này qua muốn từ Đồ Linh Nhi thân thể. Một đêm này, hai người ngủ đều rất lợi hại an ổn. Sáng ngày thứ hai, ăn sáng xong sau, Từ Đồ Viêm lão gia tử nói ra, La Quân, một hồi ngươi cùng ta cùng đi ra một chuyến. La Quân nao nao, hắn cũng không hỏi nhiều cái gì, chỉ là nói, tốt, ra ra. Lần này ra ngoài, là Ngô Bá lái xe, lái một xe xe Hummer. La Quân cùng Từ Đồ Viêm lão gia tử ngồi ở hàng sau. Xe rất nhanh liền mở ra đình viện. Tiến vào đầu kia Từ Đồ gia chuyên dụng làn xe. Hôm nay khí trời lộ ra cách ngoại hàn lãnh, mà lại ngoài cửa sổ còn phiêu khởi tinh tế mưa bụi. Đã đến tháng 12, dự báo thời tiết nói Yến Kinh mấy ngày nay liền muốn tuyết rơi. Bắc phương mùa đông luôn luôn như thế lạnh lẽo. Cái này khiến La Quân không tự kìm hãm được hoài niệm hải tân khí trời. Hắn nghĩ, nếu như tương lai có thể định cư, vậy cũng nhất định muốn định cư tại hải tân. Chỉ bất quá. Tương lai hội là cái dạng gì? Cái này La Quân thật không dám suy nghĩ. Chính mình sẽ tiếp tục sống sao? Hội kinh lịch bao nhiêu khó khăn? Định cư lại, sẽ cùng Từ Đồ Linh Nhi cùng một chỗ sao? Sẽ cùng nàng có hài tử sao? Tương lai hết thảy đủ loại, La Quân một chút cũng không có. Xe một đường tiến lên, sau cùng đi vào một đầu đường lớn, lại là hướng phía hạ bắc phương hướng quá khứ. La Quân tâm lý có chút kỳ quái là muốn đi làm gì? Nhưng là lão gia tử không nói, hắn cũng liền không hỏi. Ước chừng là sau một tiếng, xe rốt cục đi vòng tiến vào một con đường đất. Đường đất hướng phía trước, sau cùng tại một đầu giang hà trước dừng lại. Đầu kia giang hà chiều rộng chừng 30 mét, dài lại là trông không đến đầu. Nhìn, có chút giống là Trường Giang, nhưng nơi này hiển nhiên không phải là Trường Giang. Mặt sông bị gió bắc thổi lên tầng tầng gợn sóng, cái kia nước sông nhan sắc hơi đục ngầu. Bờ sông hai bên bờ bốn phía, đều là không có bóng người, bóng thuyền. Nơi xa cũng không có phòng ốc, đây là một mảnh vô cùng yên tĩnh khu vực. La Quân cảm thấy càng thêm hiếu kỳ, lão gia tử mang chính mình tới nơi này làm gì? Xuống xe đi, Từ Đồ Viêm lão gia tử nói ra. La Quân nói ra, vâng, ra ra. Sau đó xuống xe, cho lão gia tử mở cửa xe. Từ Đồ Viêm cũng xuống xe theo về sau, Ngô Bá cũng xuống xe. Ba người đối mặt lấy mặt sông. Gió bắc gầm thét, thấu xương hàn ý xâm nhập mà đến. Ngô Bá quấn tại quần áo khoác bên trong,
nhưng hắn vẫn cảm thấy lạnh lẽo. La Quân cùng Tư Đồ Viêm lão gia tử lại cảm thấy còn tốt. Lúc này, Tư Đồ Viêm lão gia tử nói, ngươi nhất định rất ngạc nhiên, ta tại sao muốn mang ngươi đến nơi đây đúng không? La Quân gật đầu, thành thật trả lời nói, đúng. Tư Đồ Viêm nói ra, ta hôm nay là muốn dạy ngươi, trấn hồn quy thần bản sự. La Quân cảm thấy nhất thời đập mạnh, lão gia tử khủng bố lợi hại, hắn là biết. Hắn cũng biết lão gia tử tu luyện cũng là trấn hồn quy thần. Sau đó, Tư Đồ Viêm tiếp tục nói, trấn hồn quy thần là một môn vận khí pháp quyết, chính là đem chỗ có khí huyết ẩn tàng đến huyết khiếu bên trong. Thân thể người bên trong thực có một đạo huyết khiếu, đạo này huyết khiếu gọi là nghèo hoang huyết khiếu. Thân thể chúng ta cần thiết tiểu huyết tấm, tạo huyết công năng đều đến từ nghèo hoang huyết khiếu. Nghèo hoang huyết khiếu một khi đả thông về sau, chẳng khác nào là tại trong thân thể ngươi thêm một cái cất giữ khí huyết nhà kho. Như vậy, người khởi điểm liền sẽ cao hơn người bình thường. Ngươi không nên xem thường đạo này huyết khiếu, trong này có thể chứa đựng ngươi nhân thể 2/3 khí huyết chi lực. Mà lại, theo ngươi tu luyện, nó còn có tiếp tục tăng trưởng khả năng. Cảnh giới tối cao, đạo này huyết khiếu chứa đựng khí huyết có thể là người bản thân khí huyết gấp 2. Mà lại, khí huyết ẩn tàng tại huyết khiếu bên trong, thần không biết, quỷ không hay. Bởi vậy, bình thường ngươi là nhìn không thấu được ngươi đến có bao nhiêu lực lượng, nhiều cao tu vi. Điểm này... La Quân rất là đồng ý, bởi vì hắn cũng không biết Tư Đồ Viêm lão gia tử đến cường đại cỡ nào lực lượng. La Quân nghe rất nghiêm túc. Tư Đồ Viêm tiếp tục nói, bất quá, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm. Trấn hồn quy thần, không phải là cái gì người đều có thể luyện thành. Đánh không thông nghèo hoang huyết khiếu, hết thảy đều là không bàn nữa. Linh Nhi Thủy Trung đều không có đả thông đạo này huyết khiếu. Mà lại, đả thông nghèo hoang huyết khiếu còn cần rất lợi hại đại cơ duyên. Ta có thể đem pháp môn đều dạy cho ngươi, nhưng là ngươi có thể hay không học hội, vậy phải xem ngươi tạo hóa. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, ra ra, ta sẽ cố gắng. Tư Đồ Viêm mỉm cười, theo rồi nói ra, ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn, hết thảy tùy duyên đi. La Quân nói, ừm. Tư Đồ Viêm nói tiếp, trấn hồn quy thần, nghe ý chính là muốn tướng hồn phách quy vị, đó là cái ví von. Ý tứ chân chính là muốn đem thân thể người sở hữu tinh khí thần, giấu ở nghèo hoang huyết khiếu bên trong. Kể từ đó, sở hữu phong mang tại huyết khiếu bên trong thoải mái, ngày càng lớn mạnh. Tựa như là cây cối qua mùa đông một dạng, bởi vì là thân thể người thủy chung là hội mục nát, mà trấn hồn quy thần giống như ngủ đông, có thể kéo dài người thọ mệnh cùng lực lượng. Ngươi nếu là luyện tốt đạo pháp môn này, tương lai cũng có thể tê liệt đối thủ của ngươi. Chỉ cần ngươi muốn giấu giếm. Cái kia chính là Đại La Kim Tiên cũng nhìn không ra ngươi sâu cạn tới. La Quân trong ánh mắt lóe ra vẻ hưng phấn, bởi vì cái này thật là một môn hảo công phu. Ta trước truyền cho ngươi pháp quyết, Tư Đồ Viêm sau khi nói xong, bắt đầu đọc pháp quyết tới, cốc thần bất tử là huyền tẫn. Huyền tẫn chi môn là thiên địa căn, kéo dài như lưu giữ, dùng không cần. Ngũ sắc làm cho người mù mắt, ngũ âm làm cho người tai điếc, ngũ vị làm cho người miệng thoải mái, rong ruổi điền săn làm lòng người phát cuồng. Khó được chi hàng làm cho người được phương. Hiểu không, Tư Đồ Viêm sau khi đọc xong, hỏi La Quân. La Quân một mặt mờ mịt, nói, không hiểu. Tư Đồ Viêm hỏi, chỗ nào không hiểu? La Quân không khỏi hổ thẹn, nói, ra ra, ta giống như chỗ nào cũng đều không hiểu. Ngài niệm pháp quyết quá mức cao thâm, ta tìm không thấy có thể tham chiếu đồ, vật. Chỉ cảm thấy chỉ tốt ở bề ngoài, tựa như những thiền lý đó kinh văn, nghe, tâm có thể tính, lại không hiểu ý. Người nghe, có thể hiểu tâm tinh ý vị, cũng coi là ngộ tính khá cao. Thực, ta không cần ngươi hiểu mảnh này khẩu quyết, nhưng ngươi muốn đem đoạn này khẩu quyết đọc thuộc lòng, dựa theo ta niệm âm tiết, trong đầu tiếng vọng. Như thế về sau, nếu là đủ loại âm tiết giống như phạm sướng, để ngươi như đặt mình vào linh sơn lôi âm tự bên trong, khi đó, ngươi lại đem sở hữu âm tiết thu nạp. Lúc này, âm tiết tại trong cơ thể ngươi du tẩu, nếu là nó có thể phát hiện nghèo hoang huyết khiếu. Lợi dụng này âm tiết chỉ ý đến đả thông huyết khiếu. Huyết khiếu một trận, liền đem sở hữu âm tiết quy về huyết khiếu. La Quân có chút không hiểu, nói, những này âm tiết có gì chỗ cổ quái sao? Tư Đồ Viêm nói ra, những này âm tiết có thể đưa ngươi chỗ có cảm xúc, tinh khí thần chấn động đến âm tiết bên trong, ngươi lại đem sở hữu âm tiết quy về huyết khiếu, như thế chính là trấn hồn quy thần. La Quân cái này lại là có chút hiểu. Nguyên lai. Pháp quyết bản thân ý tứ không trọng yếu, mà chỗ chấn động ra âm tiết mới là trọng yếu. Giống như một ít đại thủ ấn,
tỉ như Phật gia sáu ấn, tâm ấn, nhặt hoa ấn, ngoại nhân nhìn tuy nhiên không hiểu, nhưng lại có thể bị thủ ấn mê hoặc. Hoặc phát giác ra thủ ấn chi huyền diệu, vi diệu. Đáng giá nói chuyện là, Phật gia lục tự đại chân ngôn bên trong, mỗi một chữ âm tiết đều là có khác biệt công hiệu. Có là phụ trách ninh thần, có là phụ trách sát tâm ma. Đạo gia bên trong cũng có lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền chân ngôn, coi trọng cũng là âm tiết khác biệt phát âm. Ngươi nhớ kỹ ta dạy cho ngươi âm tiết sao? Tư Đồ Viêm đột nhiên hỏi. La Quân Trí nhớ hơn người, hắn hơi chút hồi tưởng, nhân tiện nói, ra ra, ta nhớ kỹ. Tư Đồ Viêm nhân tiện nói, vậy thì tốt, ngươi nhảy vào trong nước đi thôi. La Quân nhất thời ngây người, lạnh như vậy thiên, nhảy vào trong nước làm gì? Ra ra, cái này. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, chấn hồn quy thần, không phải đơn giản như vậy. Ngươi tại trên bờ, rất dễ dàng đem âm tiết nhớ kỹ. Nhưng là ngươi thủy chung vô pháp tiến vào loại kia huyền diệu chi cảnh. Mà ở trong nước, ngươi không thể thở nổi, mặt ngươi lâm sinh tử nguy hiểm, trong lòng ngươi hội càng thêm lộn xộn. Chỉ có tại dạng này tình huống ác liệt dưới, ngươi tiến vào thả thần chi cảnh mới có thể phát giác được âm tiết huyền diệu. Những này âm tiết cũng liền như thân thể ngươi một hơi, có thể chật thành một cỗ. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó, hắn cởi áo khoác, cũng thì không chút do dự nhảy vào trong nước sông. Phù phù một tiếng, gợn sóng kích thích. La Quân cả người chui vào giang hà bên trong, nhất thời, thực cốt lạnh lẽo xâm nhập mà đến. La Quân một mực hướng xuống lặn xuống. Cái này giang hà mặt chính, đục ngầu một mảnh, tràn đầy chừng 30 mét. La Quân một mực lặn xuống dưới, đến 10 mét thời điểm liền đã có chút lực cản. Bất quá hắn khí dồn đan điền, rất dễ dàng tiếp tục chìm xuống. Sau cùng rốt cục đi vào sông, cái kia bộ tràn đầy bùn cát. La Quân còn chứng kiến một số loài cá bơi qua bơi lại. Hắn cũng mặc kệ, liền ngồi xếp bằng. La Quân đang nhảy sông lúc thì hút vào một hơi, khẩu khí này giờ khắc này ở trong lồng ngực lao nhanh. Hắn cái này lúc sau đã cảm thấy có chút khó chịu, muốn hít thở mới mẻ không khí. Nhưng La Quân vẫn là cưỡng ép chịu đựng, mà lại, hắn cảm thấy trong lòng quả nhiên rất là lộn xộn. Thủy Chung đều nhớ chính mình trước mắt tình cảnh. Hắn bắt đầu hồi tưởng âm tiết. Lại phát hiện mình đã quên lão gia tử dạy âm tiết. La Quân cảm giác đầu não một mảnh mộng. Hắn nhất thời run lên, thầm nghĩ, như vậy sao được? Chẳng lẽ ta La Quân thật sự là như thế không còn dùng được người? Như thế chút ít gặp trắc trở liền đã hoảng sợ tìm không thấy Nam Bắc. Nếu ta thật sự là cái này bình thường mới, ta có tư cách gì để lão gia tử yêu ái? Dựa vào cái gì chiến thắng hắn thiên mệnh giả? La Quân não hải suy nghĩ không ngừng hiện lên. Hắn đột nhiên ngăn chặn muốn nổi lên mặt nước xúc động. Hắn có thể cảm giác được ở ngực áp lực càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng khó thụ. Đại không phải liền là vừa chết, La Quân thầm nghĩ, hết thảy lo lắng, lộn xộn, hoảng sợ, toàn bộ xéo ngay cho ta. Hắn đột nhiên nhắm mắt lại, bắt đầu trước vận hành dậy đại nhật nguyệt quyết tới. Rất nhanh, La Quân liền vào nhập yên tĩnh trạng thái. Như thế về sau, hắn bắt đầu vật ngã lưỡng vong. Những âm tiết đó lập tức trong đầu hiển hiện, La Quân liền bắt đầu mặc niệm âm tiết. Chỉ bất quá, đọc đến một nửa thời điểm, La Quân ở ngực truyền đến kịch liệt đau nhức. Hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại, đây là bởi vì, thân thể của hắn thiếu dưỡng lợi hại. Lại tiếp tục như thế, không phải phải chết ở chỗ này mặt không thể. Mà lại, các loại lạnh lẽo, thấu xương cũng đã một mạch tuôn đi qua. La Quân liền biết, chính mình nhất định phải nổi lên mặt nước. Không phải vậy thân thể không thể chịu được, thì thật phải chết ở chỗ này. Vừa nghĩ đến đây, La Quân cũng liền không lại dừng lại lâu, hướng lên trên mặt nhanh chóng bơi đi. Dù sao, Roma không phải một ngày xây xong, người cũng không có khả năng ăn một miếng thành người mập mạp a. Chương 170, cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ. La Quân trồi lên mặt sông chuyện thứ nhất cũng là miệng lớn hô hấp. Cái kia một hơi hút vào thân thể bên trong, nhất thời. Hắn cảm thấy toàn thân thư sướng tới cực điểm. Đây là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa thư sướng. Tư Đồ Viêm lão gia tử cùng Ngô Bá một mực đang bờ vừa nhìn, lúc này, lão gia tử mỉm cười hỏi, có cảm giác gì? Lão gia tử thanh âm rất nhẹ, nhưng lại chuẩn xác không sai truyền đến La Quân trong lỗ tai. La Quân trả lời ngay nói, ra ra, tuy nhiên ta còn không có cảm giác đến âm tiết huyền diệu, nhưng là đã biết bên trong chỗ tốt. Tư Đồ Viêm gật gật đầu. Tán thưởng nói, không tệ, không tệ. La Quân nói, ta tiếp tục luyện.
hắn nói xong lại hít sâu một hơi, lại bỗng nhiên đâm đi xuống. Lần này vẫn là mãnh liệt quấn tới. Mặc kệ là bên ngoài lạnh lẽo thấu xương, vẫn là thiếu khuyết dưỡng khí buồn bực đau, là quần hết thảy đem chấn áp. Bất quá, hắn vẫn là không cách nào đem sở hữu âm tiết đều đọc ra, chật thành một cỗ lực lượng. Đây là bởi vì La Quân lượng hô hấp còn chưa đủ. Hắn nhất định phải đang không ngừng đoán luyện bên trong, để lượng hô hấp đạt tới trình độ nhất định, như thế mới có thể ở trong nước đem âm tiết toàn bộ đọc ra. Sau 2 giờ, La Quân cảm thấy người cũng có chút hoa mắt chóng mặt. Hắn nổi lên mặt nước về sau, Từ Đồ Viêm lão gia tử nói ra, tốt, La Quân, lên đây đi, hôm nay thì đến nơi đây. La Quân nói ra, vâng, ra ra. Sau đó, hắn lên bờ. Cái này vừa lên bờ, gió lạnh thổi đến, trên người hắn gọi là một cái lạnh lẽo thấu xương a. Bất quá cũng may hắn có thể đóng chặt lỗ chân lông, giữ vững nguyên khí, cho nên cũng còn có thể chống đỡ. Đi thôi, lên xe về nhà, Từ Đồ Viêm lão gia tử nói ra. Hắn nói xong cũng hướng trên xe đi đến. La Quân theo ở phía sau cũng tới xe. Ngô Bá lái xe, chở hai người về Từ Đồ công quán. Trên đường, Từ Đồ Viêm lão gia tử cũng không có hỏi La Quân luyện thế nào. La Quân cũng sẽ không nói, chỉ là tinh tế trải nghiệm. Bất quá tại nửa giờ sau, Từ Đồ Viêm lão gia tử nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên cười một tiếng, nói ra, La Quân, người tuyệt không cảm thấy cái thế giới này rất thú vị. La Quân sững sờ, không rõ ràng lão gia tử vì sao lại nói như vậy. Từ Đồ Viêm lão gia tử tiếp tục nói, trời sinh vạn vật lấy dưỡng người, người cần không khí, thế là có không khí. Người cần phải có thực vật, thế là thì có thực vật. Người cần lao động, thì có linh xảo hai tay, cần chạy, liền muốn linh xảo hai chân. Bao quát các loại động vật, hung thú, đều có chính mình sinh tồn chi đạo, một vòng chụp một vòng, tạo thành một cái hoàn chỉnh thế giới hệ thống, chuỗi sinh vật hệ thống. Thật giống như hết thảy đều là tinh diệu thiết kế. Ngươi nhìn cái kia con cá liền có thể trong nước hô hấp, chim chóc liền có thể bay trên trời liệng. Từ Đồ Viêm lão gia tử nói đến đây ngừng một lát, nói, nhưng là nói đến, nhân tài là vạn vật chi linh tổ, là trời cao con cưng. La Quân dụng tâm nghe, cũng không chen vào nói. Từ Đồ Viêm lão gia tử nói tiếp, đánh cái rõ ràng nhất so sánh tới nói, con muỗi bị dược vật đánh nhiều, chúng nó trong thân thể sẽ sinh ra kháng dược tính tới. Đem gấu Bắc Cực phóng tới ấm áp Nam Phương đến, chúng nó hoặc là không thích ứng, chết mất. Hoặc là cũng là điều tiết thân thể của mình cơ năng, thích ứng Nam Phương khí hậu. Cho nên, ta nói trong thân thể là có một bộ thần linh hệ thống, bộ này hệ thống nếu như điều tiết thỏa đáng, có thể tại tất yếu đến tình huống dưới, khiến người ta trong nước hô hấp, khiến người ta bay lên không trung chờ một chút, những này chưa hẳn là không thể nào. Thì nhìn hoàn cảnh có phải hay không đang bức bách? La Quân ẩn ẩn minh bạch cái gì? Nói ra, ngài nói là tiến hóa hệ thống, người cùng động vật xác thực đều sẽ tiến hóa. Từ Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, đúng. Hắn lại nói, cho nên, người trong nước luyện tập, nếu như khả năng lời nói, người tiến hóa hệ thống sẽ để cho ngươi dần dần thích ứng. Chuyện thứ nhất, tiến hóa hệ thống sẽ để cho ngươi lượng hô hấp trở nên càng thêm hung mãnh, người khí huyết chi lực dưới loại tình huống này, hẳn là cũng có thể được đoán luyện, áp lực càng lớn, động lực càng lớn. Đương nhiên, nếu như không chịu nổi, cũng có thể thì sẽ chết mất. La Quân nói, ta minh bạch, ra ra. Từ Đồ Viêm nói ra, luyện thật giỏi đi. Vâng, ra ra, La Quân cung kính nói ra. Trở lại Từ Đồ công quán về sau, La Quân chuyện thứ nhất cũng là tắm rửa, thay đổi quần áo sạch. Từ Đồ Linh Nhi cũng không tại Từ Đồ công quán, hẳn là ra ngoài đi dạo. Bởi vì chiếc Ferrari kia cũng không ở trong nhà. La Quân tự nhiên cũng không cần lo lắng Từ Đồ Linh Nhi an nguy. Càng không cần lo lắng Từ Đồ Linh Nhi sẽ hay không hồng hạnh xuất tường. Hắn cũng không tiếp tục luyện tập trấn hồn quy thần, bởi vì có nhiều thứ, người cần suy nghĩ nhiều, mà không phải luyện nhiều. Cứ như vậy, La Quân cũng có chút nhàm chán, hắn có chút nhớ nhung qua tìm Lâm Thiến Thiến nói chuyện phiếm. Nhưng ý nghĩ này cả đời, hắn lại có chút do dự. Dù sao hiện tại chính mình là kết hôn người, luôn luôn qua cho Lâm Thiến Thiến hy vọng, vậy đối với Lâm Thiến Thiến tới nói. Sao lại không phải một loại tàn nhẫn cùng tự tư? Vừa nghĩ như thế, La Quân thì đoạn ý nghĩ này. Trước kia tại Hải Tân, hắn là chưa lập gia đình, cho nên có thể có quá nhiều không kiêng nể gì cả. Nhưng bây giờ, không được. Nhắc tới cũng xảo, lúc này, Lâm Thiến Thiến lại đánh tới điện thoại. La Quân trong lòng vẫn là có chút chờ mong hoan hỉ, thế là lập tức tiếp thông điện thoại.
Lâm Thiến Thiến ở trong điện thoại nói ra, các nàng buổi sáng hôm nay ngồi sớm nhất chuyến bay về Hải Tân. La Quân nao nao, theo rồi nói ra, ừm. Lâm Thiến Thiến còn nói thêm, người có khỏe không? La Quân nói, rất tốt, người thì sao? Lâm Thiến Thiến nói ra, ta có thể mời người cùng thê tử người ăn bữa cơm sao? La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó cười khổ, nói ra, nàng giống như ra ngoài. Lâm Thiến Thiến nói ra, có thể gọi điện thoại hẹn. La Quân có chút không hiểu, nói, Thiến Thiến, ngươi vì cái gì vẫn luôn muốn kéo lên Linh Nhi tới dùng cơm? Lâm Thiến Thiến nói ra, vậy ngươi vì cái gì một mực cũng không nguyện ý mang lên nàng? La Quân hơi hơi đắng chát, nói ra, có nhiều thứ dăm ba câu cũng không nói được. Lâm Thiến Thiến nói ra, vậy ngươi ra đi, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. La Quân nói ra, tốt ha. Sau đó, hai người ước định cẩn thận địa điểm. Tiếp theo, La Quân đi ra ngoài. Từ đồ công quán bên trong vẫn là có mấy chiếc xe sang trọng. La Quân lái một xe Lexus đi ra ngoài. Địa điểm ước định là một nhà rất có phong cách quán cà phê. Đối với Lâm Thiến Thiến tới nói, nàng không phải muốn dây dưa La Quân. Cũng không phải muốn theo La Quân phát sinh cái gì. Chỉ là bởi vì, nàng ái La Quân, đồng thời cũng đau lòng La Quân. Lâm Thiến Thiến cảm thấy tại La Quân trận này hôn nhân bên trong, La Quân là một cái vật hy sinh. Mà lại, mỗi lần nói chuyện đến muốn La Quân mang Từ Đồ Linh Nhi đi ra lúc, La Quân liền sẽ ra sức khước từ. Như vậy Lâm Thiến Thiến đã cảm thấy, Từ Đồ Linh Nhi khẳng định rất lợi hại không nể mặt La Quân. Tại Lâm Thiến Thiến tâm lý, La Quân là như vậy một cái ngông nghênh kiên cường đại anh hùng. Nàng thật không thể gặp La Quân thụ dạng này ủy khuất. Quán cà phê tên là ủ ấm. Ủ ấm quán cà phê. Lúc này là 1 giờ chiều, trong quán cà phê chỉ có top 5 top 3 khách nhân. Lâm Thiến Thiến ăn mặc màu đỏ thẫm áo khoác, mang kính râm, bôi son môi ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Tóc nàng quản lý thành gợn sóng bài thi. Dạng này xem xét, nàng lại là như thế gợi cảm cùng mỹ lệ. Khiến người ta nhìn một chút liền không nhịn được làm tâm động. La Quân lúc đi vào đợi, đối diện đã nhìn thấy Lâm Thiến Thiến, hắn lập tức đưa tay chào hỏi. La Quân hôm nay mặc là màu đen áo khoác da, hắn so dĩ vãng muốn lộ ra thành thục rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, quả nhiên là hết thảy đều đã cảnh còn người mất. La Quân đi vào Lâm Thiến Thiến đối diện ngồi xuống. Lâm Thiến Thiến gỡ xuống kính râm, nàng hướng La Quân rung động lòng người cười một tiếng, nói ra, thế nào, ta cái này mới tạo hình tạm được. La Quân cười một tiếng. Nói ra, rất xinh đẹp. Lâm Thiến Thiến nói ra, uống gì? La Quân quét mắt một vòng quầy ba, lại nói, cái bụng ngược lại là có chút đói, nơi này có ăn cái gì à? Lâm Thiến Thiến nói ra, có bánh ngọt. Nàng lập tức ngoắc để phục vụ viên đến chọn món. Sau cùng lại là cho La Quân điểm một phần de limito, còn có một chén Blue Mountain cà phê. Bữa ăn điểm rất nhanh hơn đến, hai người nói chuyện phiếm một số. Không sai biệt lắm thời điểm. La Quân nghiêm mặt nói ra, Thiến Thiến, tình huống cũng không phải là ngươi muốn như thế. Lâm Thiến Thiến nói, ồ. La Quân nói ra, Từ Đồ Linh Nhi sẽ không cho khí thụ, Từ Đồ gia càng sẽ không. Phải nói, thiên hạ, không ai có thể cho ta khí thụ. Lâm Thiến Thiến tin tưởng La Quân thuyết pháp, bởi vì La Quân là tính tình như vậy. Một khi dẫn lửa hắn, thiên vương lão tử hắn đều mặc kệ không sợ. La Quân tiếp tục nói. Từ Đồ Linh Nhi từ nhỏ tính cách cũng có chút thiếu hụt, nàng không có cái gì sướng vui đau buồn, không có cái gì tâm tình. Nàng sẽ không để ý bất luận kẻ nào, bao quát gia gia của nàng, bao chụp ta. Tựa như ta cùng hắn muốn kết hôn, gia gia hắn nói ngươi kết đi, nàng cũng là tốt. Ta tin tưởng, liền xem như Từ Đồ lão gia tử để cho nàng cùng một cái người quái gì kết hôn, nàng cũng sẽ nói tốt. Lâm Thiến Thiến nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nàng bỗng nhiên lại hỏi. Vậy ngươi và nàng bên trong chơi không? La Quân im lặng trợn mắt chừng một cái, nói, ngươi cảm thấy ta là như thế người sao? Lâm Thiến Thiến cười ha ha, nàng tâm tình tựa hồ biến tốt không ít. Trêu ghẹo nói, người hắn địa phương nhân phẩm ta tuyệt đối tin tưởng, bất quá trên giường, rất lợi hại không khiến người ta tín nhiệm. La Quân im lặng sờ mũi một cái. Lâm Thiến Thiến lại nghiêm mặt nói, vậy ngươi về sau có tính toán gì? La Quân nói, dự định. Hắn cũng nghiêm mặt nói, lần này, nếu như không có Từ Đồ lão gia tử ra tay giúp đỡ, ta đoán chừng đã chết. Từ Đồ lão gia tử xin nhờ tương lai của ta chiếu ứng Từ Đồ gia, đây là ta trách nhiệm. Mà lại, người cũng biết thiên mệnh giả sự tình, ta trốn không thoát trong này tranh chấp.
Đã trốn không thoát, cái kia cũng không cần trốn. Ta quyết định tiến nhập thần vực, không ngừng làm bản thân mạnh lên. Còn ta cùng Tư Đồ Linh Nhi ở giữa, tạm thời đây không phải ta cân nhắc. Vừa vặn ta không thích kết hôn, dưới mắt tuy nhiên kết hôn, nhưng nàng sẽ không đối ta có bất kỳ ước thúc cùng trói buộc. Cái này ngược lại hẳn là kết quả tốt nhất. Lâm Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, tốt ha, dạng này cũng tốt. Tại quán cà phê ngốc sau 2 giờ, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến cáo biệt. Hoặc nhiều hoặc ít, hai người đều sẽ cảm giác đến hơi khác thường. Trước kia, hai người bọn họ có thể mở một số mập mờ trò đùa các loại. Nhưng bây giờ lại là nhất định không thể. Lâm Thiến Thiến quay người rời đi thời điểm, trong lòng là có một ít phiền muộn. Cứ việc Tư Đồ Linh Nhi sẽ không để ý những này, nhưng La Quân cùng Lâm Thiến Thiến tâm lý đều sẽ có tự ngã đạo đức ước thúc. Ngày thứ hai, La Quân tự mình lái xe qua hướng đầu kia Giang Hà luyện công. Liên tiếp 10 ngày, La Quân đều là đi sớm về trễ luyện công. Tư Đồ lão gia tử bất quá hỏi, Tư Đồ Linh Nhi càng sẽ không hỏi đến. La Quân chỉ là một người không ngừng luyện tập. Này 10 ngày bên trong, hắn luyện nhiều nhất cũng là lượng hô hấp. Lượng hô hấp xác thực đang không ngừng tăng trưởng. Lúc này, hắn đã có thể trong nước bình tĩnh đem âm tiết đọc đến một nửa. Chương 171, huyết hạch bạo phát. Tại bình thường bên trong, chấn hồn quy thần cái kia một đoạn âm tiết, chỉ cần là người bình thường, đều có thể trong đầu lặng yên đọc ra. Nhưng mà, khi người ở trong nước, hô hấp khó khăn, muốn chấn tĩnh lại nhớ lại một đoạn này âm tiết, còn phải bảo đảm mỗi một cái âm tiết đều là tiêu chuẩn phát âm tần suất, cái kia chính là khó như lên trời. Rất nhanh, lại 10 ngày quá khứ. La Quân rốt cục có thể tại sông dưới nước hoàn hoàn chỉnh chỉnh đem đoạn này âm tiết đọc ra. Đương nhiên, là trong đầu đọc ra, cùng sóng điện não giao hội. Sau cùng hình thành một cỗ trật dây thừng. Âm tiết lực lượng. Đây là rất lợi hại huyền diệu đồ, vật. Tại im ắng chỗ nghe kinh lôi, này sẽ là cảm giác đặc biệt, hội cảm nhận được kinh lôi lực lượng. Tại rắc rối chỗ cảm thụ âm tiết vi diệu, như thế mới có thể cảm thụ chánh thức vi diệu. Bởi vì chỉ có dụng tâm, mới có thể nghe được chánh thức thanh âm. La Quân tại Giang Hà Bộ, lúc này hắn đã không cần đại nhật nguyệt quyết liền có thể trong nháy mắt đạt được đại ninh tĩnh. Thân thể sở hữu cảm thụ đều bị ném bỏ, trong đầu hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, La Quân bắt đầu ở trong não vực mặc niệm. Cốc thần bất tử là huyền tẫn. Huyền tẫn chi môn là thiên địa căn, kéo dài như lưu giữ, dùng không cần. Ngũ sắc làm cho người mù mắt, ngũ âm làm cho người tai điếc. Ngũ vị làm cho người miệng thoải mái, rong ruổi điền săn làm lòng người phát cuồng, khó được chi hàng làm cho người được phương. Kỳ diệu âm tiết tại La Quân trong não vực nhún nhảy, cùng sóng điện não phát sinh cộng hưởng. Lúc này, La Quân an an tĩnh tĩnh, hắn trong não vực suy nghĩ nhất động. Sóng điện não lập tức liền đem sở hữu âm tiết thu nạp thành một cỗ lực lượng. Giống như một hơi. Dưới mắt liền là chân chính huyền diệu chi cảnh. Cái gọi là chúng diệu chi môn. Huyền diệu khó giải thích, chính là cái đạo lý này. Cái này một cỗ âm tiết lực lượng một khi hình thành về sau, La Quân đã cảm thấy thể nội như đến một đạo tiên thiên chi khí. Hắn có thể khống chế tiên thiên chi khí trong thân thể hành tẩu. Thanh âm là cổ xưa nhất lực lượng, mỗi một cái âm tiết đại biểu đều là không đồng lực lượng. Một đoạn này âm tiết lực lượng tựa như đèn sáng, đem trong thân thể thần diệu đại môn mở ra, sau đó qua tìm tới cái kia thần bí cùng hoang huyết khiếu. La Quân lúc này cũng minh bạch cùng hoang huyết khiếu tồn tại đạo lý. Cái này cùng hoang huyết khiếu chẳng khác gì là trong não vực não hạch. Mà cùng hoang huyết khiếu là trong thân thể huyết hạch, là vạn kiếm quy tông căn nguyên. La Quân dưới mắt chẳng khác nào là thể nội chiếu sáng một chiếc đèn, dùng đèn đến tìm kiếm huyết hạch tồn tại. Hô! Không biết qua bao lâu, La Quân thân thể đưa ra cảnh cáo. Hắn đã không thể tiếp nhận Giang Hà áp lực. Dù sao, nhân thể thủy chung là có cực hạn. La Quân biết trì hoãn không được, lập tức nổi lên mặt nước. Đồng thời, La Quân lên bờ. Hắn là cái vô cùng người thông minh, suy một ra ba là hắn cường hạng. La Quân không khỏi thầm nghĩ, ta tại Giang Hà Bộ tu luyện chấn hồn quy thần pháp quyết, chính là vì tại im ắng chỗ nghe kinh lôi, tại rắc rối chỗ cảm thụ âm tiết vi diệu. Nhưng ta hiện tại đã cảm nhận được âm tiết chi huyền diệu, cái kia cũng sẽ không cần lại đi Giang Hà Bộ. Tư Đồ lão gia tử nhưng không có mỗi ngày chạy Giang Hà Bộ qua. Giang Hà Bộ bất quá là tu luyện một loại thủ đoạn, ta phải có chính mình đến phân rõ năng lực. Vừa nghĩ đến đây, La Quân liền tại bờ sông ngồi xếp bằng. Vô luận là gió bắc gầm thét vẫn là đủ loại lạnh lẽo xâm nhập, La Quân trong nháy mắt đã quên mất,
tiến vào cảnh giới vật ngã lưỡng vong. Trong não vực một mảnh đại ninh tĩnh, âm tiết chi lực rất nhanh hình thành, là quần thúc đẩy âm tiết lực lượng tại thể nội du tẩu, khai quật cùng hoang huyết khiếu vị trí. Cỗ này âm tiết chi lực tại La Quân thân thể toàn thân điên cuồng du tẩu. Đáng tiếc là, liền xem như toàn thân du tẩu, La Quân cũng không có phát giác được cùng hoang huyết khiếu vị trí. La Quân ngay sau đó mở mắt ra, đình chỉ tu luyện. Liền cũng tại lúc này, cái kia cỗ âm tiết lực lượng lập tức biến mất. Bởi vì âm tiết lực lượng giống như một hơi, một khi không hề bế khí, lập tức tiêu tán. La Quân lại lần nữa tự hỏi, vì cái gì ta cảm giác không thấy cùng hoang huyết khiếu? Vì cái gì? Hắn muốn hồi lâu, bỗng nhiên cũng có chút minh ngộ. Vâng, cùng hoang huyết khiếu chính là giấu ở chỗ sâu. Nếu như tốt như vậy phát hiện, như vậy rất nhiều cao thủ đều có thể phát hiện. Cái này cùng hoang huyết khiếu không phải là tìm kiếm, mà chính là cảm giác. Chấn hồn quy thần âm tiết lực lượng cùng hoang huyết khiếu chính là hỗ trợ lẫn nhau. Ta hẳn là đến cảm thụ, mà không phải đến tìm kiếm. La Quân trong mắt tỏa sáng, hắn hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Âm tiết lực lượng rất nhanh tại La Quân trong não vực hình thành, sau đó, La Quân không nhúc nhích. Cứ như vậy, La Quân một mực bảo trì. 3 giờ sau, La Quân đột nhiên cảm giác được có một cỗ vi diệu đồ, vật tựa hồ tại dẫn dắt âm tiết lực lượng. Dựa vào, là cùng hoang huyết khiếu. La Quân lập tức thúc đẩy âm tiết lực lượng đi theo cỗ này vi diệu lực lượng mà đi. Sau cùng, âm tiết lực lượng dừng lại tại một chỗ tế bào tầng. Phá, La Quân để âm tiết lực lượng đâm rách tầng này tế bào tầng. Tế bào tầng vừa vỡ, bên trong một cỗ mạnh mẽ lực lượng trong nháy mắt đem âm tiết lực lượng hấp thu đi vào. Là cùng hoang huyết khiếu, là huyết hạch. La Quân đại hỉ, hắn tại cái này một cái chớp mắt, cảm nhận được toàn bộ trong máu vị trí. Đây là giang hà về chảy đại hải. Mà chấn hồn quy thần là đem sở hữu huyết dịch giấu tại huyết hạch bên trong, tiến hành ngưng luyện, ẩn tàng. Cái này một cái chớp mắt, La Quân đã mở ra thần thông đại môn. Hắn cùng hoang huyết khiếu, cũng chính là huyết hạch, mở ra. La Quân đè nén xuống cuồng hỉ, sau đó, hắn đem thân thể huyết dịch hướng huyết hạch bên trong thu nạp. Không bao lâu, La Quân liền có choáng váng cảm giác. Bởi vì thân thể huyết dịch tại sói mòn, tại điên cuồng hướng huyết hạch bên trong sói mòn. Này bằng với là mất máu quá nhiều. La Quân đình chỉ tu luyện. Hắn cần dựa vào thân thể cơ chế, cốt tủy tới bắt đầu tạo huyết. Cốt tủy tạo huyết, huyết hạch giấu máu. Thần bí đại môn, trúng diệu chi môn. Thân thể này quả nhiên là có đầy đủ huyền ảo, không thể suy nghĩ. La Quân tại cái này một cái chớp mắt, sinh ra dạng này cách nghĩ. Hắn càng cảm nhận được, người bình thường huyết hạch cơ bản không được đến vận dụng, chỉ là trợ giúp sinh ra tiểu huyết tấm, cường hóa thân thể cơ chế. Cốt tủy tạo huyết là căn cứ thân thể dung lượng đến tạo. Dưới mắt, La Quân trong thân thể chẳng khác nào nhiều cái huyết dịch nhà kho. 3 ngày sau đó, La Quân huyết hạch rốt cục chứa đựng đầy. Nếu như La Quân tu luyện được khi, hắn có thể trong nháy mắt bộc phát ra 4.000 cân lực lượng. Cỗ lực lượng này tại một cái chớp mắt, nhất định phải hoàn mỹ bạo phát. Không phải vậy có thể sẽ bạo thể. Mà lại, huyết hạch sở dĩ hội đầy, không phải là bởi vì huyết hạch dung lượng chỉ có ngần ấy. Mà là bởi vì La Quân còn cần tu luyện, cần đem thân thể tiếp tục cường hóa, như vậy huyết hạch liền có thể tiếp tục cường hóa. Huyết hạch dung lượng cùng não vực tế bào khai phát một dạng, là không thể tưởng tượng. Lại 3 ngày quá khứ, La Quân thể nội rốt cục đạt tới một cái thăng bằng. Giờ phút này, tại giang hà phía trước, La Quân bỗng nhiên chợt quát một tiếng, phát ra một chiêu đại thánh ấn, sau đó lại là tiếng sấm liên tục ấn. Trong cơ thể hắn khí huyết điên cuồng như dòng nước lũ, hắn hai mắt huyết hồng, cả người ở vào một loại điên cuồng trạng thái. La Quân mỗi một chiêu thi triển đều có 4.000 cân lực lượng. 4.000 cân lực lượng tương đương cũng là hóa thần đỉnh phong. 10 giây đồng hồ về sau, La Quân dừng lại, hắn thân hình thoát một cái, đã hôn mê. Đây là bởi vì thân thể của hắn còn không chịu nổi cường đại như vậy lực lượng. Qua thật lâu, La Quân rốt cục tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại một cái chớp mắt, La Quân cảm thấy thân thể mệt mỏi tới cực điểm, quanh thân đau đớn. Hắn cau mày một cái, liền y nguyên không nhúc nhích. Nhưng thân thể bắt đầu khôi phục. Khí huyết chậm rãi về chảy, nên tiến vào huyết hạch nhập huyết hạch, nên phân bố toàn thân thì phân bố toàn thân. Như thế nửa giờ sau, La Quân vừa mới khôi phục đến trạng thái toàn thịnh. La Quân thầm nghĩ,
không thể làm như vậy được, vạn nhất cùng cao thủ đối đầu, 10 giây không giết chết đối phương, vậy mình thì chết chắc. Coi như 10 giây xử lý đối phương, vậy mình một đã hôn mê, cũng là đến cái tiểu côn đồ cũng có thể giết chính mình. Hắn đứng lên, hít sâu một hơi, lần này lại là trực tiếp đem thời gian dừng lại đến 8 giây. Hắn thi triển ra 4.000 cân cuồng mãnh lực lượng, huyết dịch tuôn ra. 8 giây về sau, La Quân định trụ thân hình. Huyết dịch tại thể nội cuồn cuộn lợi hại, trong đầu huyết dịch cũng ở trên tuôn. La Quân cảm thấy choáng váng. Không được. Vẫn chưa được. La Quân lần nữa khôi phục về sau, tiếp tục luyện tập. Hắn đi qua mấy lần thí nghiệm về sau, phát hiện mình có thể chèo chống 5 giây 4.000 cân lực lượng. Một khi qua, thân thể liền sẽ không chịu nổi, xuất hiện tác dụng phụ. La Quân trong lòng vẫn là hoan hỉ, 5 giây đối với cao thủ tới nói, có thể làm quá nhiều chuyện. Mà lại, theo chính mình tu vi tiến bộ, thân thể không ngừng cường đại. Cái này cuồng bạo thời gian hội càng thêm dài. Đợi đến mình tới hóa thần điên phong chi cảnh, khi đó, đoán chừng có thể bộc phát ra 8.000 cân lực lượng. 8.000 cân, ha ha. La Quân không dám tưởng tượng, khi đó chính mình hội cường đại đến mức nào. Hắn cảm thấy mình hiện tại loại tình huống này tựa như là một chiếc trong xe thể thao, trang bị khinh khí trang bị, trong nháy mắt có thể bộc phát ra thật không thể tin lực lượng. Chơi qua Need for Speed đều biết, tại lực lượng xúc tích về sau, khinh khí trang bị phát động, tốc độ hội hung mãnh để bạt. Hô! La Quân thở ra một hơi thật dài, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, cái này lúc sau đã là 5 giờ chiều. Yến kinh ban đêm đến rất nhanh, dưới mắt sắc trời đã ảm. La Quân cảm thấy có chút lạnh, liền lên xe về nhà. Trở lại Tư Đồ công quán bên trong lúc, Tư Đồ lão gia tử cùng Tư Đồ Linh Nhi đang ăn cơm chiều. La Quân hô một tiếng ra ra, Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi nhàn nhạt nhìn La Quân liếc một chút, tiếp tục ăn cơm. Tư Đồ Viêm cười ha hả nói, nhanh tới dùng cơm, cũng không biết ngươi chừng nào thì trở về, cho nên liền không chờ ngươi. La Quân mỉm cười, nói ra, không có việc gì. Ngô Bá lập tức cho La Quân thịnh một chén cơm tới. La Quân sau khi ngồi xuống, hắn nhìn về phía Tư Đồ Viêm lão gia tử, nói ra, ra ra. Ta cùng Hoang Huyết Khiếu đã đả thông. Ồ, Tư Đồ Viêm cũng không kinh ngạc, nói ra, vậy là tốt rồi. Hắn thực đã sớm nhìn ra. Mà La Quân một mực cũng không nói. Sở dĩ không nói, là bởi vì La Quân cảm thấy mình còn không có tu luyện tốt, dưới mắt đã tu luyện có thành tựu, tự nhiên muốn theo Tư Đồ Viêm bẩm báo. Tư Đồ Linh Nhi lại là có chút kinh ngạc, nói, người đả thông cùng Hoang Huyết Khiếu. La Quân gật gật đầu, nói, không sai. Tư Đồ Viêm cười ha ha, nói ra, Linh Nhi, ngươi mặc dù là thiên tài, nhưng là La Quân có thể không có chút nào tất ngươi kém nha. Tư Đồ Linh Nhi nhưng không nói lời nào, tiếp tục cắm đầu ăn cơm. La Quân hướng Tư Đồ Viêm lão gia tử nói ra, ra ra, ta này môn chấn hồn quy thần có thể ngoại truyền cấp sao? Hắn là nghĩ đến Mộc Tĩnh cùng Trầm Mặc Nùng. La Quân tính cách cũng là như thế, chính hắn có vật gì tốt, tuyệt địa sẽ không quên bằng hữu. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, về sau ngươi lại là Tư Đồ gia người cầm lái, gia chủ. Cho nên, chấn hồn quy thần cũng là Tư Đồ gia chấn gia chi bảo. Ngươi muốn xử trí như thế nào, gia gia đều sẽ tôn trọng ngươi quyết định. Chương 172, khảo hạch bắt đầu. Người cầm lái, La Quân không khỏi giật mình, hắn sững sờ một chút, còn nói thêm, gia gia, như vậy sao được? Ta cũng không họ Tư Đồ, tương lai. Ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng thủ hộ Tư Đồ gia tộc, nhưng Tư Đồ gia tộc người cầm lái, ta là tuyệt đối không thể làm. Tư Đồ Viêm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy La Quân, hắn nói ra, người cái này tiểu tử ngốc, khác nhiều ý nghĩ như vậy. Ngươi cho rằng ta là đang thử thăm dò ngươi, ta đã đem chấn hồn quy thần pháp quyết đều truyền thụ cho ngươi, đem ta duy nhất cháu gái cũng giao phó cho ngươi, ta đối với ngươi còn có cái gì giữ lại. La Quân có chút hổ thẹn, nói ra, ra ra, ta. Tư Đồ Viêm nói ra, thực, danh lợi, gia tộc truyền thừa với ta mà nói, đều không trọng yếu như vậy. Ta sống lớn như vậy số tuổi, kinh lịch bao nhiêu mưa gió. Lại còn có cái gì nhìn không thấu, nhìn không thấu. Ta duy nhất không yên tâm là Tư Đồ gia an toàn, ta hy vọng ta đời đời con cháu bối môn có thể hạnh phúc, khoái lạc. Còn bọn họ có tiền hay không, có phải hay không người nhà họ Tư Đồ, những này đều không trọng yếu. Đây là một loại siêu nhiên cảnh giới. Vĩ đại cảnh giới. La Quân không khỏi nổi lòng tôn kính. Trò chuyện xong những này về sau,
Từ Đồ Viêm lời nói xoay chuyển, nói ra, đúng, một tháng kỳ hạn đã đến. Ân, thần vực giám khảo đã đến Yến Kinh. Ngày mai, sở hữu thí sinh đều sẽ đến Yến Kinh một cái trụ sở quân sự tiến hành khảo hạch. Các ngươi chuẩn bị một chút, ngày mai ta đưa các ngươi đi. La Quân cái này mới tỉnh ngộ đến, nguyên lai đại khảo đã lặng yên tiến đến. Bất quá giờ khắc này, hắn đã tràn ngập lòng tin. Một đêm này, La Quân vẫn là cùng Tư Đồ Linh Nhi ngủ cùng một chỗ. Đương nhiên, vẫn là một người một giường chăn mền. Tĩnh mịch trong đêm. Linh Nhi, La Quân bỗng nhiên hô một tiếng. Tư Đồ Linh Nhi lập tức mở to mắt, nàng ngồi xuống, hỏi, làm sao? La Quân cũng đi theo ngồi xuống. Mặc dù là tại trong đêm, La Quân y nguyên có thể trông thấy Tư Đồ Linh Nhi khuôn mặt là xinh đẹp như vậy. Hắn vươn tay nắm chặt nàng nhu di. Xúc tu rét lạnh. La Quân hơi kinh hãi, trong phòng này rất ấm áp, nàng ngủ trong chăn, vì cái gì tay vẫn là như vậy lạnh. La Quân không khỏi hỏi, tay ngươi làm sao lạnh như vậy? Tư Đồ Linh Nhi khẽ nhíu mày, nàng muốn thu hồi tay, nhưng là ngẫm lại, vẫn là nhịn xuống. Nói ra, trên người của ta không có nhiệt độ cơ thể, ta là động vật máu lạnh. La Quân liền vội vươn tay qua vuốt ve nàng cái trán, quả nhiên cũng là rét lạnh. Tại sao có thể như vậy? La Quân nhíu mày hỏi. Tư Đồ Linh Nhi lắc đầu, nói, không biết, từ nhỏ chính là như vậy. Nàng đón đến, cau mày nói, ngươi có chuyện gì không? La Quân thầm nghĩ, Tư Đồ Linh Nhi từ nhỏ đã không có có cảm xúc, cái này cũng có thể lúc theo thể chất nàng có chút quan hệ. Nàng vốn là như thế người, chính mình không nên đối nàng yêu cầu quá nhiều, cũng nên nhiều thông cảm nàng. Hắn ngẫm lại, tổ chức dưới lời nói, liền nói ra, Linh Nhi, người biết cái gì là phu thê sao? Tư Đồ Linh Nhi nao nao, theo rồi nói ra, ta biết. Phu thê ý tứ cũng là một nam một nữ kết hợp với nhau, gây giống đời sau. La Quân cười khổ, theo rồi nói ra, không phải như vậy. Phu thê là thân mật ý tứ, phu thê cùng một chỗ, đó là so phụ mẫu, huynh đệ tỷ muội cũng còn muốn thân mật tồn tại. Lẫn nhau đều là lẫn nhau đáng giá tín nhiệm nhất. Ngươi muốn nói cái gì? Tư Đồ Linh Nhi lập tức hỏi. La Quân nói ra, ta là muốn nói, chúng ta đã là phu thê. Mặc kệ ngươi có hay không chuyện này tự cùng ý nghĩ, nhưng hai người chúng ta đã là thân mật nhất người. Về sau, ngươi là thê tử của ta sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn ngươi. Chúng ta ngày mai sẽ phải tiến hành khảo hạch, về sau đường có thể sẽ rất khó đi. Ta hy vọng ngươi có thể mặc kệ chuyện gì phát sinh, đều cùng ta đứng tại cùng một cái trên lập trường, được không? Hắn là thật có chút sợ ở lúc mấu chốt, Tư Đồ Linh Nhi như xe bị tuột xích. Như thế hắn sẽ rất xấu hổ, cũng sẽ rất lợi hại trái tim băng giá. Tư Đồ Linh Nhi nhìn La Quân liếc một chút, nàng tự nhiên không có cái gì cảm xúc, chỉ nói là nói, ta tận lực. La Quân gặp nàng như vậy, liền cũng không dễ nói thêm gì nữa. Cái này một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày thứ hai 7 giờ, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi rời giường rửa mặt. Sau đó đến nhà ăn cùng Tư Đồ Viêm lão gia tử chung tiến bữa sáng. Ăn sáng xong về sau, Từ Ngô Bá lái xe, La Quân cùng Tư Đồ Viêm lão gia tử, Tư Đồ Linh Nhi lên xe. Xe là một chiếc xe bản dài Bentley. Xe chạy ra khỏi qua. Tư Đồ Viêm lão gia tử cười tủm tỉm hỏi La Quân, nói, có lòng tin hay không? La Quân cười một tiếng, nói ra, có. Tư Đồ Viêm cười một tiếng, nói, ta tin tưởng ngươi. Sau một tiếng, xe Bentley đứng ở vùng ngoại thành một mảnh trống trải địa phương. Cái kia trống trải trung tâm ngừng ba cái quân cơ. Mà lại, còn có lục tục ngo ngoe xe sang trọng bắn tới. La Quân cả đám sau khi xuống xe, hắn không khỏi kỳ quái hỏi Tư Đồ Viêm, nói, ra ra, nơi đây lại là xuất động quân cơ, lại là mượn để căn cứ quân sự. Cái này thần vực cùng quân đội đến là quan hệ như thế nào? Tư Đồ Viêm mỉm cười, giải thích nói ra, thần vực cùng chính phủ quan hệ vẫn luôn là thân mật. Năm đó Trung Hoa Đại Đế vẫn là thượng tướng, vì quốc gia lập xuống công lao hãn mã. Bây giờ thần vực cũng giúp quốc gia trấn nhiếp các phương kẻ xấu. Song phương là thuộc về cùng có lợi hỗ trợ quan hệ. Bất quá bây giờ, thần vực cũng phai nhạt ra khỏi quốc gia. Nhưng là quốc gia cũng sẽ đối bọn hắn trợ giúp, bảo trì tất yếu liên lạc. Đây là một loại lung lạc thủ đoạn. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Hết thảy đến 4 chiếc xe sang trọng, tăng thêm La Quân bọn họ cũng là 5 chiếc. Thí sinh tăng thêm La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi, hết thảy có 25 tên. La Quân nhìn sang, những này thí sinh toàn bộ đều là hạng người tu vi cao thâm.
kém nhất đều là kim đan sơ kỳ. Mà lại phần lớn đều là trong kim đan kỳ, còn có kim đan đỉnh phong tồn tại. Quả nhiên là chọn lựa ưu tú thí sinh. La Quân nhìn thấy những này thí sinh, toàn bộ đều rất trẻ trung, nhiều tuổi nhất cũng không cao hơn 30 tuổi. Dưới mắt, cả đám đều là lẫn nhau lạnh lùng, không làm sao nói. Mọi người đến từ ngũ hồ tứ hải, lẫn nhau tâm cao khí ngạo, lại là ai cũng không nguyện ý chim người nào. Cùng đi những này thí sinh cùng một chỗ cũng có mấy cái lão gia tử. Tư Đồ Viêm lão gia tử ngược lại cùng mấy cái này lão gia tử trò chuyện rất là vui vẻ. Mạt, mọi người phân biệt thượng quân máy bay. Quân cơ rất nhanh liền cất cánh. La Quân trong âm thầm kỳ quái hỏi Tư Đồ Viêm, nói, ra ra, chỉ có chúng ta cái này 20 mấy người sao? Tư Đồ Viêm cười một tiếng, nói ra, tiểu tử ngốc, dĩ nhiên không phải. Còn có thật nhiều nơi khác trực tiếp lấy quân cơ đến căn cứ quân sự. Bọn họ hẳn là hôm qua liền đến. La Quân bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia quân cơ tại một mảnh rừng già rậm rạp trên không phi hành, bay ước chừng nửa giờ sau, rốt cục đến bí mật kia căn cứ quân sự. Mảnh này căn cứ quân sự lớn nhất hiển nhiên là một cái cự đại thao trường dùng lưới điện vần quanh. Căn cứ quân sự hạch tâm làm như là pháo đài một dạng, không thể phá vỡ. Mà căn cứ quân sự bốn phía có súng ống đầy đủ quân nhân binh lính chấn giữ, bọn họ đứng thẳng đến như cọc tiêu một dạng. Quân cơ đáp xuống trên bãi tập. Hôm nay khí trời y nguyên không tốt, gió bắc gầm thét, âm u. Hơn nữa còn có tinh tế tuyết hoa tung bay rơi xuống. Chỉ sợ tối nay là muốn rơi tuyết lớn. Mọi người toàn bộ hạ quân máy bay. Trước tới đón tiếp là một tên nữ quân quan sau lưng còn có mấy tên tùy tùng. Cái này nữ quân quan nhìn cũng mới 24 tuổi khoảng chừng, nàng một thân quân phục, tư thế hiên ngang. Bất quá là quân mắt sắc, nhưng nhìn ra nàng quân phục có chút khác biệt. Không phải hoa hạ quân nhân quân phục, chính là đặc biệt vẽ viêm long quân hồn. La Quân cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn cũng không thể nào chứng thực. Về sau hắn mới biết được, cái này nữ quân quan gọi là Lạc Ninh, chính là thần vực nội môn đệ tử, cũng chính là bổn chàng khảo thí giám khảo một trong. Mà lại, cái này nữ quân quan thân thể mặc quân phục là đặc chế. Là thần vực chú quân phương đặc thù quân phục. Mà theo sau lưng Lạc Ninh cũng là đến từ thần vực một số phục vụ nhân viên. Những này phục vụ nhân viên là xử lý các loại tạp vật hảo thủ, nhưng cũng không có cái gì cao thâm tu vi. Lạc Ninh tu vi lại đã đạt tới thâm bất khả trắc hóa thần chi cảnh. La Quân quét mắt một vòng, liền cảm giác nàng tu vi giống như có lẽ đã cùng Trầm Mặc Nùng tương xứng. La Quân lại vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, hắn về sau sẽ cùng Lạc Ninh sinh ra một đoạn sinh tử tuyệt luyến. Đây là nói sau, tạm thời không nhắc tới. Lạc Đặc Lam, đã lâu không gặp, người vẫn là như vậy xinh đẹp. Tư Đồ Viêm đối Lạc Ninh mỉm cười, nói ra. Lạc Ninh cười nhạt một tiếng, nói ra, Tư Đồ tiên sinh, ngài thân thể cũng rất kiện khang. Còn lại mấy vị lão gia tử cũng theo Lạc Ninh chào hỏi, Lạc Ninh thủy chung không lạnh không nhạt ứng phó. Đó có thể thấy được, Lạc Ninh là một cái đặc biệt tâm cao khí ngạo người. Cũng khó trách, có bản lĩnh người, đều sẽ có chút ngạo khí. Lạc Ninh sau đó lên đường, sở hữu thí sinh đến cầm giữa sân tập hợp. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi, còn có hắn thí sinh liền lập tức hướng cầm giữa sân đi đến. Lúc này, La Quân cũng chú ý tới cái kia cầm giữa sân đã tập hợp không ít thí sinh. Xa xa xem xét, một mảnh đen kịt. Sở hữu thí sinh tập hợp về sau, Lạc Ninh liền cùng một đám phục vụ nhân viên còn có Tư Đồ lão gia tử những người này đi qua. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi đứng chung một chỗ, hắn đại khái liếc nhìn liếc một chút. Phát hiện toàn bộ thí sinh chung vào một chỗ, chỉ ít có 100 người. So lão gia tử nói nhân số nhiều rất nhiều. Từng cái thí sinh, toàn bộ đều là rồng trong loài người. Những này thí sinh, phần lớn đều đứng rất là tán loạn. Không có bất kỳ cái gì tính kỷ luật có thể nói. Cũng thế, có bản lĩnh người đều là kiệt ngao bất thuần. Một đám có bản lĩnh người cùng một chỗ, muốn bọn họ cùng tân binh đản tử một dạng đứng cánh quân, hàng ngang, đó là nói chuyện viển vông a. Toàn bộ ngồi xuống, lúc này, phía trước Lạc Ninh một tiếng quát chói tai. La Quân lập tức đem Tư Đồ Linh Nhi lôi kéo ngồi xổm xuống. Lục tục ngo ngoe, không ít thí sinh đều ngồi xổm xuống. Lại có mười mấy thí sinh không có ngồi xuống. Bởi vì bọn hắn cảm thấy ngồi xuống là một loại không tôn trọng, là một loại khuất nhục. Các ngươi đi ra, Lạc Ninh lạnh lùng xông những này không có ngồi xuống thí sinh quát. Mười người này không sợ hãi chút nào quét Lạc Ninh liếc một chút, sau đó thoải mái tách mọi người đi ra.
Các ngươi, bị đào thải. Lạc Ninh lãnh khốc vô tình nói, từ chỗ nào đến, liền lăn về đến nơi đâu. La Quân hơi hơi thất sắc, hắn không nghĩ tới Lạc Ninh biết cái này trực tiếp. Dù sao 10 người này là hạt giống tốt, đều là kim đan cao thủ. Ở chỗ này, kim đan cao thủ theo rau cải trắng giống như. Nhưng cái này không có nghĩa là kim đan cao thủ không đáng tiền, bởi vì chuyện này đem sở hữu hạt giống tốt chọn lựa ra, tụ tập tới. Cái kia 10 tên thí sinh nghe được Lạc Ninh lời nói, càng là thất sắc. Bên trong một cái tên là Cao Phi Vũ thí sinh, hắn là kim đan đỉnh phong chi cảnh. Kim đan đỉnh phong chi cảnh, chính là cái kia hàng hành thiên đồ đệ tu la cảnh giới. Dạng này người, làm sao có thể không kiêu ngạo? Trong mắt của hắn tách ra hàn quang đến, nói, đặc sứ, vì cái gì? Ta không phục. Chương 173, đấu loại trực tiếp. Lạc Ninh lạnh lùng nhìn về phía Cao Phi Vũ, nói, không có vì cái gì. Bởi vì ở chỗ này, ta chính là các ngươi thượng đế. Ta nói các ngươi bị đào thải, các ngươi cũng là bị đào thải. Cút. Con mẹ nó ngươi cuồng cái gì cuồng. Cao Phi Vũ sau lưng một tên thí sinh nhịn không được giận mắng ra. Hắn giận dữ mắng song song, còn lại thí sinh cũng đi theo nổi giận mắng, đúng, cuồng cái gì cuồng. Hù dọa ai vậy, cho là chúng ta không có thấy qua việc đời sao. Cao Phi Vũ cầm đầu, hắn mang theo một đám thí sinh cùng Lạc Ninh rằng co. Hắn nhìn chăm chú Lạc Ninh, nói, đặc sứ, chúng ta từ 10 tuổi dậy liền bắt đầu bị quán thâu muốn thi tiến thần vực tư tưởng. Vì một ngày này, chúng ta chuẩn bị thời gian quá dài. Nếu như là đang thi thời điểm bị đào thải. Chúng ta không lời nào để nói. Nhưng ngươi như thế tùy ý làm bậy, xin thứ cho chúng ta không thể tiếp nhận. Không thể tiếp nhận sao? Lạc Ninh nhàn nhạt lạnh lùng nói ra, cái kia cũng không cần tiếp nhận tốt. Nàng vừa dứt lời âm, thân hình bỗng nhiên nhất động. Cái này một cái chớp mắt, không khí phảng phất ngưng kết một cái chớp mắt. Mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó, mọi người thấy gặp Lạc Ninh vẫn là đứng tại chỗ. Nhưng Cao Phi Vũ mi tâm bên trên lại có một đạo chỉ ấn. Sau đó, Cao Phi Vũ ẩm vang ngã xuống đất, tại chỗ tử vong. Cao Phi Vũ bị Lạc Ninh giết. Còn lại 9 tên thí sinh nhất thời hãi nhiên, bọn họ trong con mắt sốt cục xuất hiện vẻ sợ hãi. La Quân cũng cảm nhận được một loại tàn khốc ý vị. Hắn biết, những này thí sinh rất nhiều cũng là thế gia tử đệ, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng. Lại có tốt tư nguyên cho bọn hắn luyện công. Cho nên mới đến hôm nay cảnh giới này. Nhưng là trong lòng bọn họ, vẫn rất có cảm giác ưu việt. Nhưng bọn hắn còn không biết cái thế giới này, chỉ muốn rời khỏi nhà, thế giới bên ngoài là bực nào tàn khốc. Lạc Ninh vừa nhìn về phía còn lại 9 tên thí sinh, nói, còn đòi lý do sao? Cái kia 9 tên thí sinh nơm nớp lo sợ, mặt như màu đất. Bọn họ rất nhanh liền ngoan ngoãn rời đi. Mà Cao Phi Vũ thi thể cũng rất sắp bị khiêng đi. Lạc Ninh sau lưng mấy tên lão gia tử không nói gì, lúc này, bọn họ cũng không nói nên lời. Huống chi, bỏ thi đấu những thí sinh kia cũng không có quan hệ gì với bọn họ. Lạc Ninh làm theo liếc nhìn ở đây còn thừa hơn 90 tên thí sinh, nàng ánh mắt rét lạnh, thanh âm to, nói, ta biết, các ngươi mỗi người tại nhà các ngươi đình ở bên trong, hoặc là địa phương, đều tính toán là phi thường ưu tú người. Nhưng là, các ngươi đầu tiên muốn rõ ràng một điểm, các ngươi tại thần vực trước mặt. Ở trước mặt ta, các ngươi là linh. Các ngươi đối tại chúng ta thần vực tới nói, cái rắm cũng không bằng. Chỉ có ngươi nhóm làm ra thành tích về sau, các ngươi tại chúng ta thần vực trước mặt mới có điểm số. Các ngươi tu vi đều rất không tệ, có thể bước vào kim đan, cũng đã là tiên phàm có khác. Lạc Ninh vừa đi vừa về chậm chạp đi lại, tiếp tục nói, nhưng là, chúng ta thần vực cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết cao thủ, càng là các ngươi dạng này kim đan cao thủ. Nếu các ngươi có người là hóa thần chi cảnh, ta hội cho các ngươi nhất định ưu đãi, nhưng là rất lợi hại đáng tiếc, trong các ngươi ở giữa một cái đều không có. Lạc Ninh ngừng một lát, nói, chúng ta thần vực cần là cái gì? Thứ nhất, là cao thủ. Thứ hai, là trung thành cao thủ. Thứ ba, là thông minh cao thủ. Các ngươi những người này, đến từ thế gia, từ nhỏ sống an nhàn sung sướng. Tu vi phần lớn đều dựa vào ăn đan dược, dựa vào trưởng bối thể hồ quán đính mà thành. Kinh nghiệm thực chiến ít càng thêm ít, dạng này người đối tại chúng ta thần vực tới nói, cùng cấp phế vật. Lạc Ninh lời nói câu câu như đao, một câu tại phá hủy lấy thí sinh lòng tin, phá hủy lấy bọn hắn cảm giác ưu việt. La Quân ngược lại không có để ở trong lòng, bởi vì hắn cùng những này thí sinh khác biệt. Hắn là một bước một cái vết máu phấn đấu đi ra. Lạc Ninh lời nói vẫn còn tiếp tục,
nàng nói tiếp, khảo thí sẽ rất tàn khốc, lần này, chúng ta trúng tuyển danh ngạch chỉ có 4 cái. Nói cách khác, các ngươi nhiều người như vậy bên trong, chỉ có 4 người có thể đi vào thần vực ngoại môn. Còn lại người, đều sẽ bị vô tình đào thải. Tại đấu loại trực tiếp bên trong, sẽ có người chết, sẽ có người cả đời tàn phế. Sinh tử toàn bằng bản sự. Cho nên, đang thi trước khi bắt đầu, có muốn rời khỏi, mời các ngươi hiện tại thì đứng ra. Lạc Ninh dứt lời âm về sau, hiện trường không ai đứng ra. Những này thí sinh đều là kim đan cao thủ, như thế nào lại không đánh mà lui. Rất tốt, Lạc Ninh liếc nhìn mọi người liếc một chút, nói ra, đã như vậy, cái kia khảo thí liền bắt đầu đi. Hiện tại toàn thể đứng dậy. Mọi người lập tức đứng dậy. Lần này, từng cái tự giác rất nhiều. Đứng lên lúc, toàn bộ như cọc tiêu. Lạc Ninh nói, hai người tổ một, tự do đánh nhau. Người thắng tấn cấp, bại giả đào thải, bắt đầu. Lạc Ninh mệnh lệnh này tuyên bố về sau, tất cả mọi người là sững sờ. Nhưng rất nhanh liền có người kịp phản ứng. Tỷ như La Quân bên người một cái khác thí sinh lôi đỉnh hướng La Quân phát động tiến công. La Quân thời khắc đề phòng, hắn lập tức lấy di hình hoán ảnh lóe ra qua. Cái kia thí sinh lập tức đuổi theo. Ta dựa vào, khi ca dễ khi dễ. La Quân một chiêu hoàng cầu đi tiểu đá ra qua, trực tiếp đem cái này thí sinh đá bay ra ngoài. Cái này thí sinh chính là kim đan sơ kỳ tu vi, bất quá La Quân cũng coi như phát hiện, hắn năng lực thực chiến thật rất kém cỏi. Theo La Quân căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. La Quân cũng minh bạch, xem ra một vài gia tộc lớn bồi dưỡng kim đan cao thủ, quả nhiên là có chính mình phương pháp. Dạng này kim đan cao thủ, trên thực tế là giả đan. Liền xem như một cái kinh nghiệm thực chiến phong phú hóa kính cao thủ đều có thể đem đánh bại. Nói cách khác, La Quân thuận lợi tấn cấp. Tấn cấp người lập tức được an bài đến Lạc Ninh sau lưng. Trên bãi tập giờ phút này triển khai thịnh đại hỗn chiến sẽ. Tư Đồ Linh Nhi rất nhanh cũng tới đến Lạc Ninh sau lưng, nàng là kim đan đỉnh phong cao thủ, mà lại là thật, cũng không phải là dựa vào ăn đan dược, thể hồ quán đính bồi dưỡng được tới. Nàng không có cảm xúc, cho nên thực chiến đứng lên, không có sợ hãi, e ngại, không hiểu ý hoảng. Cho nên nàng năng lực thực chiến là rất mạnh. Cuộc hỗn chiến này sẽ, cũng không phải là mỗi một cái đều có thể toàn thân trở ra. Cũng có chiến kịch liệt, sau cùng bị đối phương trực tiếp đánh chết. Nửa giờ sau, Lạc Ninh sau lưng đã chiến 40 tên thí sinh. Hết thảy đào thải 50 người. Về phần tại sao một đối một còn nhiều đào thải mấy cái kia hoàn toàn là bởi vì ngộ thương. Trên bãi tập, bị đào thải 50 người, phần lớn đều là nằm trên mặt đất, rên thống khổ. Cũng có hơn 10 người thí sinh bị tại chỗ đánh chết. Trên bãi tập, bắc gió thổi qua, tất cả mọi người ngửi được như có như không mùi máu tươi. Một đám thí sinh rốt cục thật sự rõ ràng cảm nhận được khảo thí tàn khốc. Rất nhanh, trên bãi tập bị đào thải thí sinh toàn bộ bị thanh lý đi. Chết đi người, bọn họ thi thể bị binh lính dùng băng ca khiêng đi. Lạc Ninh hướng mọi người nói, các ngươi hồi quy nguyên vị. Mọi người lập tức bước nhanh đến vị trí trước kia bên trên. Lạc Ninh nói lần nữa, hai người tổ một, tự do đánh nhau, người thắng lợi tấn cấp. Lần này lại không có gì tốt do dự, cả đám nhanh chóng triển khai tiến công. Một tên trong kim đan thi cuối kỳ sinh bắt chuẩn La Quân phát động công kích. Dù sao La Quân chỉ là kim đan sơ kỳ, cho nên nhìn dễ khi dễ một số. Bất quá người anh em này kim đan cũng là giả đan, La Quân không có phế cái gì lực liền đem giải quyết. Tư Đồ Linh Nhi cũng giống vậy, hai người trực tiếp tấn cấp, đến Lạc Ninh sau lưng. Tư Đồ Viêm lão gia tử một mực đang một bên quan sát, sắc mặt hắn nhàn nhạt, không có cái gì biểu lộ. Hắn thấy, La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi tấn cấp là tự nhiên mà vậy. Nếu như ngay cả cái này ban đầu cửa khẩu đều qua không, cái kia La Quân cũng không xứng đạt được nàng coi trọng. 20 người tấn cấp. 20 người đào thải. Lần này không có ngộ thương. Không thể không nói, Lạc Ninh cái này khảo thí thật sự là bá đạo. Đào thải cũng đào thải quá nhanh. 100 tên thí sinh, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 20 người. Lạc Ninh an bài binh lính đem đào thải người cấp tốc thanh đi, sau đó lại để cho mọi người hồi quy nguyên vị. La Quân âm thầm oán thầm, cái này đào thải nên không phải là một mực như thế đào thải đi xuống đi. Tiếp tục hai người tổ một, tự do đánh nhau. Không chỉ là La Quân nghĩ như vậy, mọi người phần lớn đều là nghĩ như vậy. Bất quá lần này, Lạc Ninh an bài lại là để chúng người bất ngờ. Bởi vì Lạc Ninh mời một cái lão đầu ra sân.
lão đầu kia là từ trong căn cứ quân sự đi tới, hắn rõ ràng đi rất chậm, nhưng trong nháy mắt lại liền đến Lạc Ninh trước mặt. Theo có xúc địa thành thốn đại thần thông giống như. Lão nhân này rất là khô gầy, hắn mặc toàn thân áo đen, dáng người khom người. Mà lại trên mặt hắn tràn đầy nếp nhăn, như đao khắc, nhìn phá lệ khủng bố. La Quân trông thấy như thế già nua lão đầu cũng có chút lẩm bẩm, chủ yếu là Hồng Tú Liên cùng Tư Đồ Viêm lão gia tử cho hắn bóng mở rất sâu. Hắn luôn cảm thấy biểu hiện càng già nua, tu vi thì càng lợi hại. Hơn nữa còn có cái hậu di chứng, cái kia chính là La Quân hiện tại trên đường phố, trông thấy trên đường cái lão nãi nãi đều sẽ cảm giác đối phương là cao thủ. Đây là một năm bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng a. La Quân giờ phút này trông thấy lão nhân này, thì rất lợi hại không nắm chắc được. Đồng thời, La Quân cùng còn lại thí sinh một dạng, âm thầm nghĩ đến muốn lão nhân này tới là làm gì. Bất quá lập tức mê thì để lộ. Lạc Ninh nói ra, vị này là Mai Bá, tấn cấp khảo thí từ Mai Bá đến thi. Tấn cấp điều kiện cũng là tại Mai Bá thủ hạ chống nổi 3 giây. Chống nổi 3 giây liền coi như tấn cấp, nếu không đào thải. La Quân cảm thấy run lên, hắn là hạng người thông minh tuyệt đỉnh. Lập tức liền nhìn ra cuộc thi lần này bên trong âm hiểm chỗ. 3 giây điều kiện thắng lợi là lớn nhất đại âm mưu. Vì cái gì nói như vậy? Thứ nhất, 3 giây đối với cao thủ tới nói, thực là rất lợi hại sung túc. Thứ hai, nếu như thí sinh tâm lý thủy chung nghĩ đến chống nổi 3 giây, như thế liền sẽ thiếu một cỗ nhuệ khí, từ đó bại càng nhanh. Người nào tới trước, Lạc Ninh liếc nhìn mọi người, nói ra. Không có người ứng thanh. Người nào cũng không nguyện ý cái thứ nhất đến, bởi vì mọi người cũng còn chưa quen thuộc Mai Bá mảnh cùng chiêu thức. Cái thứ nhất lên, rất dễ dàng trở thành vô tội mà chết chuột bạch. La Quân lại là chẳng sợ hãi, hắn trong lòng có không biết sợ dũng khí, càng là mấp mé ở giữa bờ vực sinh tử vô số lần. Đương nhiên sẽ không sợ hãi dạng này một cái khiêu chiến. Đang lúc hắn chuẩn bị đứng ra thời điểm, Lạc Ninh lại nhất chỉ bên trong một tên thí sinh, nói, người tới. Tên kia thí sinh chính là Kim Đan sơ kỳ tu vi, hắn Kim Đan là thật tu luyện được. Bất quá kinh nghiệm thực chiến cũng không thế nào phong phú, có thể đi đến mắt hạ xuống bước đi này, vẫn là có vận khí thành phần. Hắn bị Lạc Ninh ngần ấy tên, trong lòng cả kinh, khuôn mặt lập tức trắng bệch. Ngươi, bị đào thải. Lạc Ninh ánh mắt phát lạnh, nói ra, đối mặt khiêu chiến, phập phồng không yên, khí huyết hai hư, loại tư chất này cũng vọng tưởng tiến thần vực. Kế tiếp, ngươi, tới. Lạc Ninh lại chỉ một tên thí sinh. Cái này thí sinh gọi là Đường Binh, chính là trong Kim Đan kỳ. Đường Binh tâm lý tố chất muốn tốt hơn rất nhiều, tiếp vào khiêu chiến, hắn thần sắc chấn định đi tới. 3 giây đồng hồ, hắn tin tưởng mình tuyệt đối không có vấn đề. Chương 174, kéo bè kết phái. Đường Binh tách mọi người đi ra, cùng Mai Bá đứng đối mặt nhau. Lúc này, gió bắc trong tiếng gầm giống tức giận, tuyết lông ngỗng bỗng nhiên dưới đứng lên. Không khí này bên trong mang theo một tia tiêu điều. Đường Binh cùng Mai Bá tựa như là võ hiệp bên trong muốn quyết đấu tuyệt đỉnh cao thủ. Bất quá nhìn, Mai Bá là gần đất xa trời, mà Đường Binh thì là đang lúc trung niên. La Quân chăm chú nhìn. Chúng thí sinh càng là nhìn không chuyển mắt. Ngay vào lúc này, Lạc Ninh ánh mắt lãnh khốc, ra lệnh một tiếng, bắt đầu. Đúng lúc này, Mai Bá động. Hắn nhất động, thân thể như tàn ảnh. Cả người tách ra mạnh đại sinh cơ, khí thế. Rõ ràng trước một khắc còn tuổi già sức yếu, sau một khắc biến thành sát nhân ma thần. Khí thế kia biến hóa thật sự là cực kỳ làm người kinh hãi. Tựa như Mai Bá là long đông cây cối, thổi ra phía trên lá khô, bên trong lại là sinh cơ bừng bừng. Quyền ý có thể đoạn hồn. Người từ cao ốc té xuống, có đôi khi không phải ngã chết, mà chính là hù chết. Cao thủ quyền ý, khí thế có thể đem người dọa đến sợ vỡ mật. Trương Phi tại thuyền tam bản trên cầu, một người giống lui đại quân, chính là cái đạo lý này. Đường Binh đối mặt Mai Bá bạo phát, trong nháy mắt thất thần. Hắn lúc đầu muốn xảo chiêu chống nổi 3 giây, kết quả lần này, sở hữu chiêu thức đều đã quên. Hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ở ngực một buồn bực, cả thân thể đều bay ra ngoài, trùng điệp ngã trên mặt đất. Đừng nói 3 giây, 0,01 giây đều không chống nổi. Nói đến, Đường Binh Kim Đan tuy nhiên đến trung kỳ, nhưng bất quá là trên lực lượng đề bạt. Đường Binh không có chính mình đạo trận, cảm động. Cho nên, trên khí thế, Mai Bá đột nhiên bạo phát trực tiếp chấn nhiếp hắn hồn phách. Hiện trường bên trong, Mai Bá lại gục đầu xuống, giống như là mệt mỏi lão đầu.
một điểm cũng nghĩ không ra hắn vừa rồi ra chiêu khủng bố bộ dáng. Lạc Ninh càng là mặt không biểu tình, lại chỉ một tên khác thí sinh, ngươi tới. Đồng dạng, Mai Bá Nhất Quyền đem cái này thí sinh đánh bay. Lạc Ninh trong mắt thần sắc nhàn nhạt, có mấy tên lão gia tử cháu trai đã bại, trực tiếp mang cháu trai rời đi. La Quân cũng hoàn toàn nhìn ra, Mai Bá tu vi là trong kim đan kỳ. Bất quá Mai Bá trong kim đan kỳ cùng những này thí sinh so sánh, đó là không thể so sánh nổi. Bởi vì Mai Bá là trên tay tích lũy vô số nhân mạng. Hắn ma thần đạo tràng vô cùng kinh khủng. Dạng này Mai Bá là rất khó đối phó. Không phải sở hữu kim đan cao thủ đều có thể được xưng lục địa chân tiên. Đầu tiên, cái này kim đan cao thủ đến có chính mình lịch sử lắng đọng, đến có phong phú kinh nghiệm thực chiến. Nhà ấm bên trong bồi dưỡng được đến kim đan cao thủ, chẳng khác gì là Ivory Tower, những cao đó phân năng lực kém học sinh, đến trên xã hội, liền người bình thường cũng không bằng. Đương nhiên, nhiều như vậy thí sinh bên trong, cũng không phải là không có chân chính cao thủ. Sau đó mấy cái cuộc tỉ thí bên trong, La Quân liền kiến thức đến tránh thức cao thủ khủng bố. Bên trong có một cái gọi là làm Trầm Phong là kim đan đỉnh phong cao thủ. Cái này Trầm Phong, dáng người thon gầy, vóc dáng rất cao. Nhìn chừng 30 tuổi, quanh người hắn tản mát ra như địa ngục xâm la khí thế. Tại cùng Mai Bá trong tỉ thí, hắn tại trong vòng 3 giây ngược lại đem Mai Bá bước đến hạ phong. 3 giây về sau, Trầm Phong thu tay lại, thuận lợi tấn cấp. Trầm Phong tu vi quá lợi hại, La Quân thật sâu nhớ kỹ hắn. Bất quá Trầm Phong làm người rất lạnh, hắn không có nhìn nhiều bất luận kẻ nào, trực tiếp lãnh đạm đến Lạc Ninh sau lưng. Trầm Phong là cái thứ nhất tấn cấp. Cái thứ hai tấn cấp là một cái tên là Ly Jin. Ly Jin nhìn 25 tuổi, hắn dài rất lợi hại thanh tú, cho người ta một loại rất khéo đưa đẩy khí chất. Thân hình hắn linh động, thuận lợi chống nổi 3 giây. Cái thứ ba tấn cấp gọi là Tần Lâm. Tần Lâm tuổi tác nhìn 28 tuổi khoảng chừng. Hắn cho La Quân một loại rất lợi hại đôn hậu khí chất. Tần Lâm là trong kim đan kỳ tu vi, luyện là bát cực quyền. Hắn quyền pháp hung mãnh mà ổn trọng, nhất tiến nhất thối tự có chương pháp. Vô luận Mai Bá làm sao bức bách, hắn đều là tám gió thổi bất động. 3 giây về sau, Tần Lâm thuận lợi tấn cấp. Sau đó, lại có 6 người tấn cấp. Cái thứ 10 tấn cấp là Tư Đồ Linh Nhi. Tư Đồ Linh Nhi nhẹ nhõm ứng đối Mai Bá 3 giây. Lúc này, hiện trường bên trong đã đào thải 9 cái, tấn cấp 10 cái. Cái cuối cùng thì là La Quân. La Quân thực lực nhìn rất yếu, dù sao hắn là kim đan sơ kỳ. Thí sinh bên trong, kim đan sơ kỳ cơ bản đều không chịu nổi một kích. Những này tấn cấp, trừ Tư Đồ Linh Nhi cùng Trầm Phong là kim đan đỉnh phong. Còn lại đều là trong kim đan kỳ. Nếu như La Quân tấn cấp thành công, như vậy La Quân cũng là cái này 11 người bên trong, tu vi yếu nhất một cái. Lạc Ninh sắc mặt nhạt lạnh, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. La Quân tách mọi người đi ra, cùng Mai Bá đứng đối mặt nhau. Sau đó, Mai Bá phát động công kích. La Quân lúc này cũng không muốn quá nhiều triển lộ thực lực, lợi dụng di hình hoán ảnh thân pháp tránh ra. Sau đó lại một cái linh dương móc sừng tránh thoát Mai Bá liên tục công kích. Trong nháy mắt, 3 giây đã quá khứ. Mai Bá liền La Quân góc áo đều chưa bắt được. Như thế, La Quân thuận lợi tấn cấp. 100 tên thí sinh đến bây giờ, tấn cấp 11 người. Lạc Ninh theo rồi nói ra, hôm nay tấn cấp khảo thí thì đến nơi đây, ngày mai còn sẽ có một trận khảo thí chờ các ngươi. Qua về sau, các ngươi liền có thể chính thức trở thành thần vực ngoại môn đệ tử. La Quân nghe vậy hơi khẽ thở phào một cái. Tiếp theo, Lạc Ninh để sau lưng mấy tên phục vụ nhân viên mang chúng thí sinh trước đi nghỉ ngơi. La Quân kéo Tư Đồ Linh Nhi tay đi vào Tư Đồ Viêm trước mặt, hắn hô một tiếng ra ra. Tư Đồ Viêm mỉm cười, nói ra, đi thôi, đi thôi. Hắn không có gì nhiều nói cho tốt. La Quân liền cùng Tư Đồ Linh Nhi qua. Mà Tư Đồ Viêm cũng hướng Lạc Ninh đặc sứ cáo từ rời đi. Phục vụ nhân viên trước mang theo mọi người qua tập thể túc xá đặt chân. 11 tên thí sinh, chỉ có Tư Đồ Linh Nhi một người là nữ tính. Túc xá chỉ có một cái, hết thảy 12 tấm giường ngủ, là thượng hạ trải. Thần vực phương diện cũng không có vì Tư Đồ Linh Nhi đơn độc chuẩn bị một gian. Loại thời điểm này, Tư Đồ Linh Nhi cũng chỉ có thể chấp nhận. Phụ trách dẫn mọi người phục vụ nhân viên gọi là Vương Thuật, hắn chừng 30 tuổi, người Mỹ gốc Hoa. Trước kia tại nước Mỹ làm qua bộ môn chủ quản, về sau nhận lời mời đến thần vực.
Vương Thuận rất là nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Hắn nói với mọi người nghỉ ngơi một giờ, về sau ta sẽ đến mang mọi người qua căn tin ăn bữa trưa. Trước lúc này, mời đều đợi tại trong túc xá, không được tùy ý đi lại. Hắn sau khi nói xong, quay người rời đi. Mọi người đều tự tìm giường ngủ. La Quân tìm giường ngủ, sau đó để Tư Đồ Linh Nhi qua giường trên. Hắn thì ngủ ở dưới giường. Tư Đồ Linh Nhi đối La Quân cũng là nói gì nghe nấy. Đây đại khái là trước đó hiệp nghị có tác dụng, và lại Tư Đồ Linh Nhi đối cái gì cũng không quá quan tâm. La Quân vừa nằm xuống, hắn chả không có nhắm mắt lại, cũng cảm giác được có hai người hướng hắn đi tới. La Quân lập tức ngồi xuống, hắn liền trông thấy cái kia cho người ta khéo đưa đẩy khí chất Ly Jin cùng một cái gọi Mạc Vũ người trẻ tuổi đi tới. Mạc Vũ 24 tuổi khoảng chừng, trong kim đan kỳ tu vi, một thân khổ luyện công phu tương đương. Hắn hổ khiếu thiết bố sam, long ngâm kim trung cháo hỏa hầu rất sâu. Bởi vậy, Mạc Vũ người này có chút ngạo khí. Bất quá, đến nơi đây, tất cả mọi người là rồng trong loài người. Hắn ngạo khí cũng thích hợp thu liễm. La Quân hơi hơi ngoài ý muốn. Ly Jin cùng Mạc Vũ đi lên phía trước, Ly Jin hướng La Quân ấm áp cười một tiếng, nói ra, La Quân huynh đệ, người tốt. Mọi người đều biết lẫn nhau tục danh, lai lịch, bởi vì lúc trước tấn cấp thời điểm, Lạc Ninh công bố bảng danh sách. La Quân không hiểu nhìn Ly Jin liếc một chút, cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hắn cũng cười nhạt một tiếng, nói, Lý ca tốt. Ly Jin nói ra, chúng ta có thể ngồi ngươi giường A. La Quân đề phòng nhìn Ly Jin liếc một chút, hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, cũng không phải tiểu bạch. Vạn nhất hai người kia lên cơn đem chính mình giết, thần vực khẳng định cũng sẽ không cho chính mình chủ trì công đạo, chỉ có thể nói ngươi đáng chết. Và lại, coi như chủ trì công đạo lại có dám dùng. Ca ca đều treo. Cho nên hắn trực tiếp đứng lên, nói ra, có thể. Hắn đứng lên, để hai người này ngồi. Ly Jin không khỏi nao nao, sau đó vừa cười vừa nói, La Quân huynh đệ, ngươi thật là một cái người tuyệt vời. La Quân ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, Lý ca, chớ Vũ huynh đệ, các ngươi tìm ta có việc sao? Ly Jin cùng Mạc Vũ cũng liền không ngồi, Ly Jin nói ra, chúng ta có thể cùng đi đến một bước này, cũng là duyên phận. Cho nên muốn theo La Quân huynh đệ ngươi thân mật, có lẽ về sau chúng ta đều có thể cùng một chỗ tiến nhập thần vực đâu. Lập tức, một bên khác, một cái tên là Ninh Vô Khuyết thí sinh ở trên trải ngồi xuống, hắn âm dương quái khí nói ra, ha ha, Ly Jin, ngươi thật biết tính toán a. Các ngươi mấy cái này toàn bộ thi được thần vực, chúng ta người khác đều là các ngươi vật làm nền a. Danh ngạch chỉ có 4 cái. Ly Jin như thế cái thuyết pháp, là khiến người khác khó chịu. Mạc Vũ lập tức lạnh lùng xông Ninh Vô Khuyết nói, thế nào, tiểu tử, người khó chịu sao thế? Ninh Vô Khuyết cũng là tâm cao khí ngạo người, hắn muốn phát tác, nhưng nhìn gặp Ly Jin cái này tiểu đoàn thể, cuối cùng vẫn là chỉ có cười lạnh một tiếng, nhịn xuống qua. Mạc Vũ tính cách trong mang theo khoa trương. Ly Jin cũng không để ý tới Ninh Vô Khuyết, mà là nhằm vào La Quân thân thiết nói, La Quân huynh đệ, về sau chúng ta cũng là hảo huynh đệ. Ngược lại là mọi người nhưng phải lẫn nhau nhiều chiếu ứng một chút nha. La Quân không khỏi sờ mũi một cái, hắn cảm thấy có chút buồn bực. Lúc đầu nha, cái này Ly Jin là cái khéo đưa đẩy người. Khéo đưa đẩy người đều ưa thích tổ kiến tiểu đoàn thể. Hắn thí sinh, từng cái tâm cao khí ngạo, lười nhác tổ đoàn thể. La Quân phiền muộn là, Ly Jin ngươi đồ chó hoang, ai cũng không tìm ta làm gì. Có phải hay không nhìn ca ca ta tu vi yếu nhất? Tốt khống chế một số A. Rất lợi hại hiển nhiên, đây là duy nhất đáp án. La Quân nhưng cũng không cự tuyệt, hắn cũng sẽ không vô duyên vô cớ gây thù hằn. Dù sao ở chỗ này, hết thảy đều vẫn là ẩn số. Hắn thì cười một tiếng, nói ra, đó là đương nhiên. Lý ca nhưng phải nhiều bảo bọc chút ít đệ ta. Ly Jin gặp La Quân như thế bên trên nói, lập tức hài lòng vỗ vỗ La Quân bả vai, nói, dễ nói, dễ nói. Ngay vào lúc này, Mạc Vũ lại rất ngạc nhiên hỏi La Quân. Miệng hắn hướng lên trên trải nhô ra, nhỏ giọng nói, La Quân, cái này Tư Đồ Linh Nhi cùng ngươi là quan hệ như thế nào a? Nàng giống như rất lợi hại nghe ngươi lời nói, là bạn gái của ngươi sao? Dựa vào, huynh đệ, được a, như thế toàn là nước tiểu bạch thái đều bị ngươi cho ủi. La Quân nghiêm mặt nói ra, nàng là thê tử của ta. Mạc Vũ ngây người, sau đó, hắn thì có chút xấu hổ, nói. Ha ha, nguyên lai là dạng này a. Trong lời nói còn có chút thất vọng ý vị.
Từ Đồ Linh Nhi xinh đẹp như vậy cô nương, nam nhân nhìn thấy ít nhiều cũng sẽ có chút ý nghĩ. Sau một tiếng, Vương Thuận đến đây mang mọi người qua căn tin ăn cơm. Cái kia căn tin là quân doanh căn tin, rất là rộng rãi, sáng ngời. Lúc này, bên ngoài tuyết lông ngỗng một mực ở dưới, mặt đất đã có một tầng bạch. Trong phòng ăn, đen nghịt quân doanh binh lính đang dùng bữa ăn. Chương 175, tàn khốc nhất cục. Là quân bọn này thí sinh được an bài tại khác vừa ăn cơm. Nơi này có 5 cái bàn trống. Lý Chấn mang theo Mạc Vũ rất tự nhiên thân mật cùng với La Quân. Từ Đồ Linh Nhi tự nhiên cũng một mực đi theo La Quân. 4 người theo ngoại nhân, nghiễm nhiên chính là một cái tiểu đoàn thể. Lúc đầu, còn lại thí sinh cũng không tính phát triển tiểu đoàn thể. Có thể là bởi vì La Quân bên này tiểu đoàn thể Uyota, hắn thí sinh cũng đều động dậy tâm tư tới. Gọi Ninh Vô Khuyết thí sinh rất tự nhiên hướng Tần Lâm dựa vào, Tần Lâm làm người ổn trọng, đối Ninh Vô Khuyết rất là khách khí. Cho nên hai người cũng liền vỗ gấp hợp, Ninh Vô Khuyết kéo Tần Lâm về sau, lại kéo 2 tên thí sinh, 4 người bọn họ tạo thành một cái tiểu đoàn thể, ngồi một bàn. Sau cùng liền chỉ còn lại có Trầm Phong, Vương Gia Khánh, Tống Thiên Minh 3 tên thí sinh. Vương Gia Khánh hòa Tống Thiên Minh lập tức liền thương lượng cùng một chỗ, hai người sau đó đem ánh mắt dò xét đến Trầm Phong trên thân. Cái này một đám thí sinh bên trong, Trầm Phong thực lực ẩn ẩn là ở vị trí đầu não. Hai người cảm thấy chỉ cần lôi kéo Trầm Phong, vậy cũng không cần e ngại hắn người. Giờ phút này, Trầm Phong đơn độc ngồi một cái bàn. Trên người hắn tản mát ra tiêu lãnh quái gở khí tức, vô cùng khó mà để ngoại nhân tiếp cận. Hắn giống như không cần bất luận cái gì bằng hữu. Vương Gia Khánh cùng Tống Thiên Minh đi vào Trầm Phong trước mặt, hai người cười làm lành. Vương Gia Khánh hô, là đại ca, chúng ta cùng một chỗ ngồi đi. Hắn nói chuyện thì cùng Tống Thiên Minh ngồi xuống. Trầm Phong ngẩng đầu liếc nhìn hai người liếc một chút, ánh mắt của hắn rét lạnh, nói, cút. Không lưu tình chút nào một cái lăn chữ. Vương Gia Khánh cùng Tống Thiên Minh đô là ngẩn ngơ, hai người không nghĩ tới Trầm Phong như thế không lên nói. Mà lại, hai người cảm nhận được Trầm Phong uy áp, cũng không dám cãi lại. Trên mặt bọn họ xanh một trận, đỏ một trận, do dự sau một lúc lâu, vẫn là đứng dậy rời đi. Một màn này, còn lại thí sinh đều nhìn ở trong mắt. Lý Chấn quét mắt một vòng Trầm Phong bên này, hướng La Quân cùng Mạc Vũ nhỏ giọng nói ra, ta nghe nói Trầm Phong cũng không phải là cái gì thế gia tử đệ. Hắn trước kia là một tên sát thủ, về sau bởi vì cứu Hàng Châu Đường lão gia tử thì cho hắn một cái danh sách đề cử. La Quân âm thầm run lên, hắn đồng thời cũng có chút bừng tỉnh đại ngộ. Bởi vì hắn lúc trước thì cảm nhận được Trầm Phong khủng bố uy áp, hắn cảm thấy thế gia tử đệ trên thân sẽ không có uy thế như vậy. Hiện tại Lý Chấn lời nói chứng thực hắn phỏng đoán. Mạc Vũ nghe vậy chẳng thèm ngó tới, nói, làm nửa ngày là cái bãi cỏ hoang sát thủ, ta còn tưởng rằng là người thế nào đâu, lôi kéo theo cái 258 vạn giống như. La Quân nhìn Mạc Vũ liếc một chút, nói ra, võ đạo trước mặt, cũng không phân thế gia tử đệ, bất luận xuất thân. Càng là bãi cỏ hoang người, càng là có thể được đến võ đạo giết hại chân ý. Mạc Vũ sắc mặt nhất thời có chút khó coi. Lý Chấn gặp bầu không khí không đúng, lập tức hòa giải, nói ra, hiện tại thời đại sớm khác biệt, nói những này đều không có ý nghĩa gì. Hắn đón đến, còn nói thêm, bất quá Trầm Phong xác thực lại là chúng ta lớn nhất đại Uyota. Cũng may hắn làm người quái gở, chúng ta cũng không cần sợ hắn. La Quân cũng không nhiều lời. Trầm Phong mặc dù là thực lực mạnh nhất, nhưng La Quân cũng là tại máu và lửa bên trong tôi luyện ra, riêng là hắn chả có huyết hạch chi lực. Cho nên hắn cũng không thế nào sợ Trầm Phong. Mà lại, La Quân nhiều cái tâm nhãn, hắn ngược lại sẽ đề phòng Lý Chấn nhiều một chút. Gia hỏa này, tuyệt đối là cái khẩu Phật tâm xà người. Căn tin đồ ăn là 3 món ăn một món canh, vị đạo cũng không tệ lắm. Mọi người sau khi cơm nước xong, liền được an bài về túc xá nghỉ ngơi. Trong túc xá, Trầm Phong trực tiếp ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Nơi này không có cái gì giải trí hoạt động. Còn lại người cũng bắt đầu tu luyện. Từ Đồ Linh Nhi càng là từ đầu đến cuối không có nói qua bất luận cái gì lời nói, La Quân để cho nàng làm gì, nàng cũng liền nghe qua làm. Điểm này để La Quân rất là vui mừng. Đến tối thời điểm, mọi người lại tổ đội qua ăn cơm chiều. Riêng phần mình đều ôm chính mình tiểu đoàn thể. Chỉ có Trầm Phong là cô lập một người. Cái kia Vương Gia Khánh hòa Tống Thiên Minh ngược lại là muốn nịnh bợ Trầm Phong, đáng tiếc Trầm Phong không có thèm.
hai người cũng không dễ qua ném hắn đoàn thể. Bởi vì thần vực lần này chỉ có 4 cái danh ngạch, nếu như một đoàn thể có 6 người, vậy liền nhất định có 2 cái muốn bị đào thải. Kể từ đó, cái đội ngũ này khẳng định đoàn kết không. Lần này lúc ăn cơm đợi, La Quân bên này, Lý Trấn bắt đầu đề nghị. Hắn nói ra, La Quân huynh đệ, ngươi nhìn lần này thần vực chiêu sinh chỉ có 4 cái danh ngạch. Ca ca ta là hy vọng chúng ta 4 người có thể trúng tuyển. Nhưng là ngươi cũng biết, người khác không yếu, chúng ta muốn thắng được, chỉ có 2 chữ, đoàn kết. Ngươi nói đúng sao? La Quân mỉm cười, nói, Lý ca nói là. Lý Trấn liền tiếp tục nói, nhưng chúng ta trong 4 người đến có 1 người khi đội trưởng đúng hay không? Dạng này phát sinh đột phát sự kiện, cũng tốt dễ dàng cho ứng biến, đúng hay không? La Quân nhìn nhiều Lý Trấn liếc một chút, hắn nói ra, vậy ta nhìn đội trưởng người này tuyển không phải Lý ca ngươi không còn gì khác. Lý Trấn hơi hơi ngoài ý muốn, sau đó lại cười một tiếng, nói ra, như vậy sao được, chúng ta vẫn là bỏ phiếu quyết định cho thỏa đáng. La Quân nói ra, không cần bỏ phiếu, dù sao ta cùng thê tử của ta ủng hộ ngươi khi đội trưởng. Mạc Phố tự nhiên cũng không có ý kiến. Lý Trấn thấy thế cũng liền không lại giả mù sa mưa khách sáo, nói ra, đã mọi người nâng đỡ, vậy ca ca ta thì miễn vì khó. La Quân cười một tiếng. Hắn đương nhiên sẽ không đến cướp khi cái gì đội trưởng, bởi vì coi như khi đội trưởng, La Quân cũng biết Lý Trấn cùng Mạc Vũ không đáng tin cậy. Lý Trấn ý tứ rõ ràng như vậy, La Quân bất quá là thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Đến buổi tối 7 giờ thời điểm, bên trong thiên địa đã là trắng lóa như tuyết. Trên bãi tập tuyết lông ngỗng có một tấc đến dày. Đây là một cái bao phủ trong làn áo bạc thế giới. Thí sinh trong túc xá, một đám thí sinh toàn bộ đều tại ngưng thần tu luyện. La Quân ngồi xếp bằng, hắn cảm thụ được huyết hạch ảo diệu. Tâm ý nhất động, có thể đem một bộ phận khí huyết thu nạp tiến huyết hạch bên trong. Dựa theo trấn hồn quy thần pháp quyết, La Quân cả người tinh khí thần bị hoàn toàn che giấu. Hắn nhìn tựa như là không có tu vi tồn tại. Đây chính là trấn hồn quy thần ảo diệu chỗ. La Quân còn phát hiện, theo hắn không ngừng tu luyện, huyết hạch còn đang không ngừng lớn mạnh. Đến có thể lớn mạnh đến mức nào, La Quân cũng không biết. Tu luyện sau 2 giờ, La Quân mở to mắt. Trong túc xá không có mở đèn, một mảnh tĩnh mịch. La Quân trông thấy người khác tại tiếp tục tu luyện, hắn dứt khoát nằm xuống. Nơi này có một loại để La Quân không thích bầu không khí. Hắn cảm thấy nơi này tựa như là một tòa ngục giam, đem hắn nhốt. Ở chỗ này, La Quân nhất định phải tuân thủ thần vực quy củ, nhất định phải nghe theo chỉ thị. La Quân tự do quen, luôn luôn đều là thiên địa vì lớn, bốn biển là nhà. Dưới mắt như vậy biệt khuất, thực sự không phải hắn ưa thích. Nhưng La Quân cũng biết mình chỉ có thể tiếp nhận, người sống một đời, không có khả năng vĩnh viễn như vậy tùy tâm sở dục. Luôn có người muốn nhận gánh trách nhiệm. La Quân muốn rất nhiều, hắn biết, Trầm Mặc Nùng, Mộc Tĩnh đều không cần tiến nhập thần vực. Bởi vì các nàng không cần bất luận cái gì thúc giục liền có thể không ngừng lấy được tiến bộ. Nhưng là La Quân biết mình cái tính cách này, quá tản mạn. Nhất định phải ở trong môi trường này mới có thể bị ma luyện đi ra. Năm đó sư phụ đại khái là nhìn thấu chính mình tính cách, mới sẽ trực tiếp đem chính mình ném đến châu Phi. La Quân cũng biết, mình muốn tự do, chỉ có không ngừng hướng lên trên leo lên. Khi thực lực mình đến nhất định tầng thứ lúc, hắn mới có nhất định tự do. Hắn không biết là, hắn nhân sinh ầm ầm sóng dậy cũng là từ khi bước vào thần vực mới bắt đầu. La Quân tại cảm khái bên trong dần dần chìm vào giấc ngủ. Cái này một giấc, hắn y nguyên ngủ rất là an ổn. Khi tỉnh lại sự tình sớm hơn 7 giờ, mọi người cũng đều không cần rửa mặt. Nói đùa, kim đan tu vi cao thủ, quanh thân đều như trẻ sơ sinh sạch sẽ, không có bất luận cái gì ô uế. Vương Thuận đến đây mang mọi người qua ăn điểm tâm, cũng nói, các ngươi có 15 phút ăn điểm tâm thời gian, sau 15 phút toàn thể đến trên bãi tập hợp. Ăn điểm tâm thời điểm, một đám thí sinh đều là khuôn mặt suy nghĩ, tất cả mọi người tại phỏng đoán hôm nay khảo thí lại là cái gì. Ăn điểm tâm xong về sau, một mọi người đi tới thao trường địa điểm tập hợp. Tuyết trắng mênh mang. La Quân cả đám đầu tiên nhìn thấy Lạc Ninh vẫn là một thân quân phục, tư thế hiên ngang. Phía sau nàng có mấy tên phục vụ nhân viên, còn có 2 khung quân cơ. Mọi người đi tới Lạc Ninh trước mặt. Lạc Ninh liếc nhìn liếc một chút sau nói. Toàn thể nghiêm, nghỉ, phía bên trái làm chuẩn, hướng về phía trước nhìn. Mọi người hiện tại đã sớm bị huấn luyện đến chịu phục,
cho nên toàn bộ đều theo tân binh đản tử giống như, nghe lời cực. Lạc Ninh đứng tại trước mặt mọi người, nàng liếc nhìn mọi người, sau đó nghiêm túc nói, ta nhất định phải hướng các ngươi tuyên bố một cái tin tức xấu, kia chính là ta tại tối hôm qua thu đến từ thần vực tổng bộ mệnh lệnh. Cái kia chính là lần này, chúng ta thần vực chiêu sinh danh ngạch chỉ có một cái. Được thuận lợi chúng tuyển người, sẽ bị chúng ta thần vực trọng điểm bồi dưỡng. Lạc Ninh cái này vừa nói, mọi người đều là thất sắc. La Quân càng là hãi nhiên, hắn không sợ bất cứ địch nhân nào. Nhưng là, nếu như danh ngạch chỉ có một cái, hắn cùng Tư Đồ Linh Nhi ở giữa lại nên như thế nào lấy hay bỏ. Vậy liền mỗi người dựa vào bản lĩnh thật sự đi. La Quân nói thầm, dù sao mặc kệ ta cùng Linh Nhi ở giữa, đến là ai chúng tuyển. Tương lai ta đều sẽ thủ hộ Tư Đồ ra, lấy báo lão gia tử ân tình. Hắn nghĩ như vậy, trong lòng lập tức đại định. Lạc Ninh sau đó nói tiếp, sau cùng đấu loại trực tiếp cũng là tàn khốc nhất, chúng ta hội đem bọn ngươi đưa lên đến Nam Dương một tòa xà đảo bên trên. Điều kiện thắng lợi cũng là giết sạch các ngươi bên người tất cả mọi người, sau cùng còn sống ra tới một người sẽ bị chúng ta trúng tuyển. La Quân tâm lập tức liền chìm vào cốc. Lý Chấn, Mạc Vũ, cùng Vương Gia Khánh những người này sắc mặt cũng thay đổi. Chỉ có Trầm Phong sắc mặt y nguyên lãnh đạm, không động dung chút nào. La Quân nhịn không được nhìn bên người Tư Đồ Linh Nhi liếc một chút, nàng theo Trầm Phong một dạng, lãnh đạm cùng cực. La Quân trong mắt lóe lên vẻ thống khổ. Hắn không nghĩ tới vận mệnh thế mà theo chính mình mở lớn như vậy một trò đùa. Chính mình cùng Tư Đồ Linh Nhi ở giữa, nếu như chỉ có thể sống một cái. Như vậy đây đối với La Quân tới nói cũng không phải là nhiều lựa chọn, hắn như có thể vì chính mình sinh tồn mà giết Tư Đồ Linh Nhi, vậy hắn cũng không phải là La Quân. La Quân tại một tích tắc này tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn nghĩ tới chính mình rời khỏi, hoặc là để Tư Đồ Linh Nhi rời khỏi. Thế nhưng là, La Quân không yên lòng Tư Đồ Linh Nhi. Nàng tâm tư đơn thuần, vạn nhất ở trên đảo bị người khác giết đâu. Vậy mình làm sao xứng đáng lão gia tử? Liền cũng tại lúc này, Lạc Ninh nói ra, ta chỗ này có 11 con kim tầm cổ, nếu như các người nguyện ý tham gia sau cùng khảo hạch, vậy liền ăn kim tầm cổ. Nếu như không nguyện ý, có thể hiện tại rời khỏi. Ta phải nhắc nhở chư vị là, kim tầm cổ một khi ăn, trong vòng 10 ngày nếu như không có trở lại về tới đây, tới gần cổ mẹ. Như vậy các ngươi liền sẽ bị kim tầm cổ giết chết. Chương 176, chém giết bắt đầu. Kim tầm cổ thuộc tính chính là muốn tới gần cổ mẹ, giống như tiểu hài tử, muốn tại bên người mẫu thân mới có thể an tĩnh lại. Trước mắt, kim tầm cổ ẩn núp kỳ là 10 ngày. 10 ngày sau, người thắng lợi nếu như không có trở lại cái này căn cứ quân sự, như vậy hắn cũng sẽ chết tại xà đảo bên trên. La Quân âm thầm kêu khổ là, lúc trước hắn từng ăn vô cực kim đan. Thể nội có thể nói bách độc bất xâm, nhưng là hết lần này tới lần khác, kim tầm cổ không thuộc về độc. Loại này cổ tại thể nội cắn, đó là linh đan rượu dược gì đều không được tác dụng. Dưới mắt, một khi ăn kim tầm cổ, cái kia chính là một đầu tránh thức tàn khốc không đường về. Cũng không lui lại đường có thể đi. Ăn hay không, toàn bằng tự nguyện. Lạc Ninh liếc nhìn mọi người, nói ra, nguyện ý tham gia, lên ăn kim tầm cổ. Không nguyện ý, chính thức đào thải. Về sau chúng ta sẽ an bài quân cơ đưa đào thải người về nhà. Nàng thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, không bao hàm bất luận cái gì tình cảm. Trầm Phong cái thứ nhất tiến lên đem kim tầm cổ ăn. Hắn nhất động, sau đó Tần Lâm cũng tới qua ăn. Cái thứ ba là Mạc Vũ. Cứ việc lần này là tránh thức sinh tử tuyệt sát, cửu tử nhất sinh. Nhưng chúng thí sinh chạy tới một bước này, rất nhiều người đều là gánh vác gia tộc vinh diệu. Nhưng nói là thiên quân vạn mã cầu độc mộc, bọn họ lại có thể nào ở cái này trong lúc mấu chốt rời khỏi. Cho nên, liền xem như Lý Chấn dạng này khéo đưa đẩy người cũng tới trước ăn kim tầm cổ. Có thể đi đến mắt hạ xuống bước đi này, đều là rồng trong loài người. Ai sẽ không có điểm ngạo khí, ngạo cốt đâu. Không đánh mà lui, đó là một loại sỉ nhục, là một chuyện cười. Đương nhiên, cái này 11 cái thí sinh bên trong, cũng không phải từng cái đều là không sợ chết. Chỉ ít, Vương Gia Khánh cùng Tống Thiên Minh hai người nhìn nhau về sau, cùng nhau tuyên bố rời khỏi trận này đấu loại trực tiếp. Lạc Ninh mặt không biểu tình, nói ra, các ngươi về túc xá nghỉ ngơi, về sau an bài các ngươi trở về. Vương Gia Khánh cùng Tống Thiên Minh hơi hơi thở phào, làm quyết định này rất khó, nhưng là một khi tránh thức buông xuống trên vai bộ kia nặng nề gánh, bọn họ từ tâm lý cảm thấy nhẹ nhõm. Hai người đối Lạc Ninh sâu khom người bái thật sâu, nhưng sau xoay người rời đi.
Cái này sau khi hai người đi, còn lại người rất nhanh đều toàn bộ ăn kim tầm cổ. Sau cùng liền chỉ còn lại có La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi hai cái. Giờ này khắc này, La Quân trong lòng vẫn là tại thiên nhân giao chiến. Hắn không phải không nghĩ tới rời khỏi, thế nhưng là trầm mặc nùng đối với mình cao như vậy hy vọng. Lão gia tử đối với mình cao như vậy hy vọng. Đủ loại hy vọng tựa như là vô hình gánh nặng cùng gông xiềng, để hắn thân bất do kỷ. Hắn cảm thấy mình hiện tại rời khỏi, này sẽ là một cái vô cùng cự chuyện cười lớn. Nhưng là tham gia sao? Chính mình chẳng lẽ muốn cùng Tư Đồ Linh Nhi tự giết lẫn nhau? Cái kia không có khả năng. Làm như thế, hắn đều sẽ xem thường chính mình. Mà lại, Tư Đồ Linh Nhi quá đơn thuần, nàng tham gia về sau, chỉ sợ khó mà tới những này âm hiểm xảo trá người. Chính mình cũng không thể trơ mắt nhìn lấy nàng đi chết. Như vậy dưới mắt, thực kết quả tốt nhất cũng là để Tư Đồ Linh Nhi rời khỏi. Nhưng La Quân không biết mình làm sao mở miệng. Cứ như vậy để Tư Đồ Linh Nhi lui ra ngoài, như vậy ra vẻ mình quá tự tư. Ngoại nhân xem ra, là mình sợ theo Tư Đồ Linh Nhi cạnh tranh, từ đó để Tư Đồ Linh Nhi lui ra ngoài. Đủ loại sầu lo để La Quân ngẩn ở tại chỗ. Tư Đồ Linh Nhi nghi hoặc nhìn về phía La Quân. Lạc Ninh cùng còn lại thí sinh cũng nhìn về phía La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi. Lạc Ninh lãnh đạm nói ra, hai người các ngươi không đến nhận lấy kim tầm cổ, là muốn thối lui ra không? La Quân nói không ra lời. Lạc Ninh gặp hai người không nói lời nào, nhân tiện nói, các ngươi về túc xá đi, về sau sẽ an bài người đưa các ngươi về nhà. Không, Tư Đồ Linh Nhi rốt cục có phản ứng, nàng không nhìn nữa La Quân, chủ động hướng đi Lạc Ninh. Nàng đi vào Lạc Ninh trước người, rất nhanh ăn kim tầm cổ. La Quân muốn ngăn cản, nhưng là hắn nói không nên lời. Một câu kia đơn giản lời nói, Linh Nhi, ngươi rời khỏi đi. Cái này sáu cái chữ, hắn liền xem như dùng hết lực khí toàn thân cùng dũng khí cũng nói không nên lời. Ngươi thì sao, Lạc Ninh nhìn về phía La Quân. Dưới mắt, Tư Đồ Linh Nhi đã ăn kim tầm cổ. La Quân giãy giụa cũng liền biến mất, hết thảy đều đã không thể vãn hồi. Hắn ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, thầm nghĩ, thôi, a. Lão gia tử, ta thì dùng cái mạng này đến bảo đảm Linh Nhi chu toàn, cũng coi là trả lại ngươi ân tình. Vừa nghĩ đến đây, La Quân không do dự nữa, đi đến Lạc Ninh trước mặt, cầm kim tầm cổ, một ngụm ăn đi vào. Cái kia kim tầm cổ một nhập thể nội, liền chăm chú bám vào tràng đạo bên trên. La Quân biết loại này cổ, liền xem như khai tràng phá bụng làm giải phẫu đều khó mà lấy ra. Bởi vì một khi bừng tỉnh cổ trùng, nó sẽ lập tức bốn phía du tẩu. Mà lại, lợi hại hơn nữa công pháp cũng không có cách nào áp chế loại này cổ trùng. Rất tốt, Lạc Ninh thấy mọi người ăn kim tầm cổ về sau, nhân tiện nói, lần này đấu loại trực tiếp tổng cộng là 10 ngày, ngày thứ 10 buổi sáng, chúng ta lại phái quân cơ đi đón các ngươi trở về. Đến lúc đó, người thắng lợi cần thu thập 9 người đầu. Nếu như thu thập không đến, coi là nhiệm vụ thất bại. Chúng ta quân cơ sẽ tự động trở về. Vô cùng tàn khốc quy tắc. Phải nói đã tàn khốc đến biến thái trình độ. Nhưng là, có chơi có chịu. Tất cả mọi người là tự nguyện tham gia, như vậy hiện tại liền muốn tuân thủ trò chơi quy tắc. Sau đó, chúng thí sinh chia ra ngồi hai khung quân cơ. Lạc Ninh cũng không có lên. Mọi người ngồi xuống về sau, quân cơ lập tức cất cánh. Khi quân cơ bay lên trời xanh lúc, La Quân nhìn không được mắt nhìn bên người Tư Đồ Linh Nhi. Nàng vẫn là lãnh đạm như vậy, không có cảm xúc. La Quân nhìn không được trong lòng chua chua, Linh Nhi a Linh Nhi, làm ngươi quyết định tham gia thời điểm, ngươi có nghĩ tới hay không cái này đến ý vị như thế nào? Bất quá cũng tốt, chắc hẳn liền xem như ta chết, ngươi cũng sẽ không có gây thương tích tâm. La Quân không phải đa sầu đa cảm tính cách, hắn phiền muộn một cái chớp mắt, lập tức liền để cho mình trấn tĩnh lại. Dưới mắt, thí sinh hết thảy có 9 tên. La Quân bên này hết thảy ngồi 4 người, chính là Lý Chấn, Mạc Vũ cùng La Quân phu phụ. Bầu không khí lúc này trở nên có chút quỷ dị. Lý Chấn cùng Mạc Vũ đều trầm mặc đến đáng sợ. Cái này cũng không kỳ quái, bởi vì lần này đến đấu loại trực tiếp thật sự là quá vượt quá người ngoài ý liệu. Vốn còn muốn 4 người một tiểu đội, đoàn kết quá quan. Nhưng bây giờ chúng tuyển danh ngạch chỉ có một cái. Liền xem như 4 người tiểu đoàn đội lại như thế nào. Còn không phải muốn giết hắn 3 người tài năng quá quan. Cho nên dưới mắt, liền xem như Lý Chấn cùng Mạc Vũ ở giữa, cũng trong lúc vô hình sinh ra hiềm khích cùng phòng bị. Liền cũng tại lúc này,
Lý Trấn đánh vỡ loại trầm mặc này bầu không khí. Hắn vội ho một tiếng, nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, ách, La Quân huynh đệ, Chớ Vũ huynh đệ, ta có mấy lời không nhả ra không thoải mái. La Quân tâm tính đã bình thản xuống dưới, hắn cười nhạt một tiếng, nói, Lý ca mời nói. Mạc Vũ cũng nhìn về phía Lý Trấn. Lý Trấn liền nói ra, dưới mắt, chúng ta địch nhân lớn nhất, không hề nghi ngờ là Trầm Phong. Mặc kệ về sau chúng ta bốn người có phải hay không muốn binh khí gặp nhau, nhưng là trước lúc này. Chúng ta đoàn kết nhất trí, trước đêm còn lại người giải quyết. Như vậy đối tại chúng ta mỗi người tới nói, phần thắng đều sẽ lớn hơn một chút. Các ngươi nói sao? Mạc Vũ nhìn về phía Lý Trấn, nói, ngươi ý là. Lý Trấn nói ra, vẫn là bằng vào ta vì đội trưởng, chúng ta bốn người cùng một chỗ trước liệp sát người khác. Chờ người khác giết về sau, chúng ta lại làm theo ý mình. Mạc Vũ trầm tư một cái chớp mắt về sau, nói ra, cũng được. La Quân nhàn nhạt liếc nhìn Lý Trấn liếc một chút, dưới mắt, mọi người khẳng định đều là từng người mang ý xấu riêng. Bất quá Lý Trấn ý nghĩ này cũng không tệ. Dù sao hắn cũng sẽ không tín nhiệm Lý Trấn cùng Mạc Vũ, tất cả mọi người là đi được tới đâu hay tới đó, phòng bị lẫn nhau lấy. Cho nên, La Quân liền nói ra, có thể. Vẫn là ta tới làm cái đội trưởng này, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Trấn nói ra, có thể, La Quân nói ra. Mạc Vũ cũng không ý kiến. Tư Đồ Linh Nhi lại càng không có ý kiến. Như thế thương lượng song song về sau, trong buồng phi cơ bốn người liền cũng bắt đầu yên lặng tu luyện dưỡng thần, không nói thêm gì nữa. Quân cơ tại trong tầng mây xuyên toa. La Quân tâm thần nhập định, hắn có thể cảm nhận được kim tầm cổ tồn tại. Cái này kim tầm cổ bám vào ruột đầu bên ngoài, không nhúc nhích tí nào. Nó là một loại trạng thái ngủ say. La Quân trong thân thể, khí huyết có thể tùy ý vận hành. Nhưng là hắn không có khả năng qua vận động bộ phận những này, cho nên, hắn là thật cầm cái này kim tầm cổ không có cách nào. La Quân không nhịn được nghĩ, thần vực a thần vực, người đến có cái gì mị lực. Có thể cho nhiều cao thủ như vậy vì ngươi mà chịu nhục. Nhiều cao thủ như vậy, từ bỏ tôn nghiêm, bốc lên sinh tử nguy hiểm, chỉ làm một cái danh ngạch. Đến đáng giá không? La Quân cảm thấy mình tham gia thần vực khảo thí, là bởi vì tình thế bức bách. Thần vực chính là hội tụ lớn nhất hơn cao thủ cùng phong vân nhân vật địa phương. Nơi này có quá nhiều vinh diệu, quá nhiều võ đạo bí mật để người luyện võ chạy theo như vịt muốn tham gia. Đám học sinh lấy Harvard, Cambridge làm vinh. Mà võ giả bên trong thần vực, đó là so những này đại học càng còn cao cấp hơn tồn tại. Điều kiện cũng càng tàn khốc hơn. Ước chừng 3 giờ phi hành về sau, phi cơ rốt cục tại ở gần Nam Dương một cái nhiệt đới tiểu đảo hạ xuống. Thời gian là 11 giờ trưa. Cái này xà đảo tứ phía toàn biển, nước biển mênh mông. Xà đảo thượng thanh thúy liên miên, Tòng Quân trên máy nhìn cái này xà đảo, thẳng tưởng rằng một tòa rừng rậm nguyên thủy. Ánh sáng mặt trời mãnh liệt mà độc ác chiếu rọi tại trên bờ cát. La Quân một đoàn người từ Yến Kinh trời đông giá rét đến tòa này xà đảo, giống như mặc vượt hai cái mùa vụ. Còn tốt tất cả mọi người có chuẩn bị, đã trước đem quần áo khoác lưu ở trên máy bay. Quần áo khoác là cái vướng víu phẩm. Mọi người tại xà đảo bên trên là đến chém giết, cho nên vẫn là đừng tới tốt. Lúc này gió biển thổi lướt nhẹ qua mà đến, lại có một tia mát mẻ. Mọi người hạ quân máy bay về sau, cái kia quân cơ cũng không ngừng lại, bay thẳng đi. Nói cách khác, từ giờ khắc này bắt đầu, trận này tàn khốc sinh tồn đấu loại trực tiếp đã bắt đầu. Mọi người có thể mở giết. Trầm Phong bên kia là 5 người, bọn họ xa xa tập hợp một chỗ, cũng không hướng La Quân bên này gần lại khép. Mọi người cách 30 mét khoảng cách xa nhìn nhau từ xa. Trong không khí tràn đầy dâm đãng vị đạo. Lý Trấn dò xét Trầm Phong bên kia liếc một chút, nói ra, Trầm Phong cái này cá nhân tính cách quái gở, không sẽ cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Đoán chừng bọn họ muốn trước chém giết, chúng ta lúc này trước không cùng bọn hắn xung đột, thì ở một bên ngồi thu ngư ông chi lợi đến tốt. La Quân đối cái này an bài không ý kiến, gật gật đầu. Mạc Vũ cũng nói tốt. Mọi người đang chuẩn bị rút lui, thế nào biết đúng lúc này, biến cố phát sinh. Trầm Phong người bên kia trong đám truyền ra hét thảm một tiếng. Ngay sau đó, một tiếng lệ hống vang lên, mọi người cùng nhau giết hắn. La Quân mắt sắc, nhìn ngay lập tức đến bên kia mặt đất đã nằm một cỗ thi thể. Còn lại 3 tên thí sinh toàn bộ ra tay với Trầm Phong. Là Trầm Phong giết người. Cái kia 3 tên thí sinh vừa ra tay, Trầm Phong liền quay người mở trốn, hướng trong rừng trốn qua.
hắn tốc độ cực nhanh, gần thành một đạo tàn ảnh, không ai có thể đuổi kịp hắn. Chỉ chốc lát, Trầm Phong liền vào trong rừng, ba tên thí sinh cũng đi theo truy vào qua. Rất lợi hại hiển nhiên, Trầm Phong là cái trực tiếp bá đạo người. Một chút quân cơ liền bắt đầu giết, cũng mặc kệ kế hoạch gì bất kể vẽ. Chương 177, độc nhất bất quá nhân tâm. Đi xem một chút đi, La Quân cất bước hướng đi bên kia. Trong lúc vô hình, hắn thực tựa hồ càng giống một cái lãnh tụ một số, cũng càng có lãnh tụ khí chất. Mọi người tự nhiên đi theo La Quân đằng sau, hướng cỗ thi thể kia đi đến. Đợi đến gần, La Quân liền cũng đã nhìn thấy cỗ thi thể kia là ai. Chính là Ninh Vô Khuyết. Ninh Vô Khuyết là người thế nào? Hắn cũng không phải là xuất chúng nhất, nhưng là hắn lại là còn lại bốn tên thí sinh chung đội trưởng. Là Ninh Vô Khuyết tổ chức tiểu đoàn thể đứng lên. La Quân sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Trầm Phong trước hết giết Ninh Vô Khuyết có thể cũng không phải không thối tha, hắn là muốn để còn lại ba tên thí sinh không có lãnh tụ. Trên bờ cát, Ninh Vô Khuyết hai mắt trực tiếp bị Trầm Phong xuyên thủng, trên hai mắt bảy biện ra lỗ máu tới. Đây là Trầm Phong chỉ lực trực tiếp xuyên qua đi vào. Nguyên bản thanh tú Ninh Vô Khuyết, cái này một bộ tử trạng lộ ra cực kỳ đáng sợ. Hắn chết để La Quân cả đám cảm thấy nặng nề, có lẽ người này hạ tràng tương lai chính là mình hạ tràng. Vật thương tổn loại, khó tránh khỏi thỏ tử hồ bi. La Quân rất nhanh khôi phục suy nghĩ, hắn rõ ràng biết, Lý Chấn một mực kiêng kỵ Trầm Phong, đây là đúng. Riêng là ở trong môi trường này, Trầm Phong làm người lãnh khốc vô tình, luật rừng càng thích hợp Trầm Phong. Ngươi làm gì, ngay vào lúc này, Mạc Vũ bỗng nhiên kinh hãi quát. Lại nguyên lai là Lý Chấn ngồi xổm người xuống, hai tay bưng lấy Ninh Vô Khuyết đầu, giống như là ước lượng dưa hấu một dạng. Bộ dạng này quỷ dị rất lợi hại. Lý Chấn nghe vậy, hắn ngẩng đầu nói ra, lần này đào thải pháp tắc là cần đem còn lại người viên đầu người toàn bộ tề tụ. Hắn như là đã chết, chúng ta tự nhiên muốn đem người khác đầu lấy xuống nấp kỹ. Vừa nói, Lý Chấn hai tay uốn éo, liền trực tiếp đem Ninh Vô Khuyết đầu người bẻ xuống. Tràng diện tàn nhẫn huyết tinh tới cực điểm. La Quân nhìn quen huyết tinh tràng diện, hắn cũng không có phản ứng gì. Chỉ là đối Lý Chấn càng nhiều một tầng kiêng kỵ. Người này nhìn như khéo đưa đẩy, thực chỉ sợ là so Trầm Phong đều muốn thủ đoạn độc ác. Tư Đồ Linh Nhi càng là lãnh đạm. Mạc Vũ lại là có chút thụ không, quay đầu nhìn không được bật hơi nước chua tới. Mà tại thời khắc này, mọi người cũng mới rốt cục thiết thiết thực thực cảm nhận được, cái khảo hạch này quy tắc đến có bao nhiêu mẹ hắn biến thái. Lý Chấn đem đầu người cầm trên tay, theo rồi nói ra, các ngươi đi trước tìm chút ăn đến đây đi, đầu người này có tác dụng lớn. Bởi vì Trầm Phong vừa rồi không có thời gian đoạt đầu người. Nhưng là hắn muốn quá quan, nhất định phải có đầu người này. Ta đi trước giấu đi, đây là chúng ta một sự giúp đỡ lớn. Đi thôi, La Quân cũng không nhiều lời, mang Tư Đồ Linh Nhi hướng trong rừng đi đến. Mạc Vũ nhìn về phía Lý Chấn, vừa nhìn về phía La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi. Hắn dưới mắt đối Lý Chấn cũng nhiều một tầng hoảng sợ. Trước đó hắn cảm thấy Lý Chấn là rất lợi hại che đậy đại ca hắn. Nhưng dưới mắt, cái này đại ca tàn nhẫn để hắn không rét mà run. Hắn ngược lại cảm thấy La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi có thể tín nhiệm một số. Mạc Vũ gặp Lý Chấn còn đang loay hoay đầu người, trong lòng của hắn rung động một chút, sau đó bước nhanh đuổi theo La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi. Vừa vào rừng cây, Mạc Vũ đuổi kịp La Quân, sắc mặt hắn trắng bệch, nói, La Quân, Lý Chấn nếu như đem đầu người giấu đi, chúng ta cũng là tìm không thấy nha. Vì cái gì ngươi để hắn giấu đi? La Quân nhìn về phía Mạc Vũ, hắn mỉm cười, nói ra, ngươi cảm thấy thần vực lần khảo hạch này quy tắc hợp lý sao? Không hợp lý, Mạc Vũ nói ra, hắn lại ngạc nhiên nói, thế nhưng là vậy thì thế nào, quy tắc cũng là như thế định, chúng ta nhất định phải tuân thủ. La Quân nói ra, thần vực hàng năm đều muốn chiêu một lần sinh, chiêu sinh mục đích là cái gì? Chiêu nạp nhân tài, Mạc Vũ không cần nghĩ ngợi nói ra, ngươi đến muốn nói cái gì? La Quân nói ra, đúng, là chiêu nạp nhân tài. Nhưng quy định này ngược lại có chút giống là đem toàn bộ nhân tài cho hủy diệt đi. Ta đang nghĩ, nếu như bọn hắn thật muốn chiêu nạp nhân tài, như vậy sau cùng chúng ta những người này bên trong, sau cùng sống được một người không có thu thập được 9 người đầu. Như vậy thần vực bên này là không phải liền sẽ không muốn cái này nhân tài. Hẳn là sẽ không a, Mạc Vũ nói ra, người nói là, thì coi như chúng ta không có thu thập được 9 người đầu cũng không có việc gì. La Quân nói ra, thực ta còn nghĩ qua một loại khả năng.
lần khảo hạch này có lẽ điều kiện không phải chỉ có thể một người còn sống. Mà chính là muốn chúng ta đều bằng bản sự, khôn sống mống chết. Sau cùng có thể sống sót, toàn bộ đều hợp cách. Tránh thức điều kiện thắng lợi có lẽ cũng là đánh vỡ quy tắc đâu. Mạc Vũ nói ra, nhưng đây đều là ngươi phỏng đoán. Vạn nhất ngươi đoán sai đâu. La Quân nói ra, cho nên, ta chỉ là không trách nhiệm phỏng đoán. Ta tư tưởng cũng không có khả năng thêm đến hắn trên thân người, mọi người vẫn là hội giết cái không chết không thôi. Dù sao, không có ai sẽ cầm sinh mệnh đến mạo hiểm, nói đùa. Trong rừng mặt đất ướt át, mang theo hủ nê khí tức. Thỉnh thoảng còn có một số độc trùng, độc hạt tử xâm nhập mà đến. Trên cây khắp nơi có thể thấy được quay quanh độc xà, những độc xà này phun tín tử. La Quân ba người đều là tuyệt đỉnh cao thủ, đối những vật này tất nhiên là không sợ. Một đường tiến đến, cũng là thuận lợi. Không bao lâu, La Quân ba người tìm tới đào mật quả thụ. Ba người ngắt lấy không ít đào mật. Sau đó, Mạc Phú hỏi, chúng ta hiện tại qua làm gì? La Quân nói ra, Lý Trấn không phải để chúng ta tìm ăn sao? Tìm tới ăn, tự nhiên muốn đi cùng hắn tập hợp. Mạc Phú nhìn nhiều La Quân liếc một chút, nói ra, La Quân, ta không hiểu. Ngươi không hiểu cái gì? La Quân nhàn nhạt hỏi. Ngươi là rất lợi hại người thông minh, Mạc Vũ nói ra, điểm này ta nhìn ra, nhưng ngươi tại sao muốn nghe Lý Trấn? Chúng ta hiện tại có thể ba người một đội, sau đó giết Lý Trấn. Cái này Lý Trấn, ta cũng nhìn ra, tự tư tàn nhẫn, tuyệt đối không thể lấy tín nhiệm. La Quân từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nói ra, thực càng dễ làm hơn phương pháp, ta hiện tại có thể giết ngươi. Sau đó lại đi giết Lý Trấn. Mạc Vũ bị kinh ngạc, hắn như chim sợ cành cong thối lui. Sợ hãi nhìn lấy La Quân. La Quân cười ha ha, nói ra, ngươi yên tâm đi. Ta thật muốn giết ngươi, như thế nào nói cho ngươi đi ra. Huống hồ vừa rồi ta chỉ ít có 10 lần cơ hội có thể giết ngươi. Ngươi vì cái gì không giết? Mạc Vũ dần dần buông xuống để phòng tâm. La Quân nói ra, rất đơn giản. Coi như Lý Trấn là tiểu nhân, nhưng ta không phải là. Ta ở trên máy bay đáp ứng Lý Trấn, như vậy ta liền muốn làm theo. Trừ phi hắn trước vi phạm ước định. Mạc Vũ sắc mặt cổ quái, nói, trên đời tại sao có thể có loại người như ngươi? La Quân cũng thì không nói thêm lời. Ba người rất nhanh tới trên bờ cát. Cái kia trên bờ cát, Lý Trấn đã đem Ninh Vô Khuyết thi thể ném đến hải lý. Hắn càng đã đem Ninh Vô Khuyết đầu người nấp kỹ, đoán chừng là ai cũng tìm không thấy. Mọi người đi ra lúc, Lý Trấn đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Hắn thấy mọi người. Lập tức mở to mắt, đứng lên. Thực vật tìm đến, La Quân đem đào mật đưa cho Lý Trấn. Tại cái này nhiệt đới trong rừng, thực là không cần lo lắng hội bị chết đói. La Quân có rất lợi hại phong phú rừng cây sinh hoạt kinh nghiệm, cho nên hắn rất bình tĩnh. Lý Trấn tiếp nhận đào mật, còn nói thêm, ánh sáng ăn trái cây cũng không lớn thành. Như vậy đi, chúng ta phân công hợp tác, ta cùng Chớ Vũ huynh đệ qua nhặt chút củi lửa. La Quân huynh đệ ngươi cùng thê tử ngươi nhìn có thể hay không ở trong biển bắt chút con cá đứng lên. Chúng ta ban đêm nướng ăn cũng không tệ. La Quân cũng không ý kiến, nói ra, có thể. Lý Trấn ngay sau đó cắn một cái đào mật, nói ra, Mạc Vũ, chúng ta đi thôi. Mạc Vũ nhìn La Quân liếc một chút, cũng không nhiều lời, còn là theo chân Lý Trấn qua. Hai người rất nhanh đi rừng cây. Trên bờ cát, rất nhanh cũng chỉ còn lại có La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi. Ánh sáng mặt trời diễm lệ. Cái kia ánh sáng mặt trời chiếu ở Tư Đồ Linh Nhi mỹ lệ gương mặt bên trên, nàng giống như băng sơn thần nữ. Tư Đồ Linh Nhi thủy chung là sắc mặt nhạt lạnh, không có bất kỳ cái gì tâm tình, biểu lộ. La Quân nhưng trong lòng có chút thương cảm. Hắn tự nhiên không có thật đi bắt cá, mà chính là ngồi xuống. Lại nói với Tư Đồ Linh Nhi, ngươi cũng ngồi. Tư Đồ Linh Nhi nghe lời ngồi tại La Quân bên người. La Quân vươn tay nắm chặt Tư Đồ Linh Nhi nhu di, nàng tay nhỏ vẫn là như thế rét lạnh. Tư Đồ Linh Nhi nghi hoặc nhìn về phía La Quân. La Quân cố nặn ra vẻ tươi cười, hắn trông thấy một cây sợi tóc mê nàng mắt. Thế là thì đưa tay giúp nàng đẩy đến sau tai. Ngươi thật giống như không vui, Tư Đồ Linh Nhi hỏi. La Quân nói, Linh Nhi, giả dụ có một ngày, ta chết. Trong lòng ngươi sẽ có hay không có một tia thương tâm? Tư Đồ Linh Nhi lắc đầu, nói ra. Ta không biết thương tâm tư vị. La Quân không khỏi cười khổ. Chính mình đối nàng lại có thể nào yêu cầu xa vời quá nhiều đâu. Đừng quên nàng là một cái tâm linh người tàn tật.
ta đi bắt cá, ngươi chờ ta ở đây. La Quân hít sâu một hơi, đứng lên nói ra. Sau một tiếng, Mạc Vũ cùng Lý Chấn đi ra. Hai người nhặt không ít củi khô hỏa. La Quân cũng nắm chắc mấy con cá. Chớ Vũ huynh đệ, ngươi tới nhúng lửa, ta để nướng cá. Lý Chấn vừa cười vừa nói, La Quân huynh đệ, ta cá nướng thế nhưng là có tuyệt chiêu, ngươi chờ nếm ta mỹ vị đi. La Quân mỉm cười, nói ra, cái kia tốt. Lý Chấn toàn bộ bắt đầu nướng. Sau một tiếng, bốn đầu cá đã nướng chín. Mùi thơm bốn phía. Lý Chấn trước cho Tư Đồ Linh Nhi một con cá lớn. Tư Đồ Linh Nhi nhàn nhạt tiếp nhận. Lý Chấn sau đó cho La Quân một đầu, sau cùng lại cùng Mạc Vũ một người phân một đầu. Mau thừa dịp ăn nóng đi, Lý Chấn nói, chính mình trước cắn một cái cá. La Quân đang định cũng đi theo ăn, bỗng nhiên, hắn phát hiện có điểm gì là lạ. Cái kia chính là Lý Chấn luôn luôn hữu ý vô ý đánh giá chính mình. Hắn giống như rất chờ đợi chính mình ăn cá. Tuy nhiên hắn che giấu rất tốt, nhưng La Quân là ai? La Quân là nhân tinh, hắn lập tức liền nhạy cảm giác được. Trong nháy mắt, La Quân thì minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nhưng La Quân y nguyên giả bộ như không biết, hắn cầm cá phóng tới bên miệng. Làm ra muốn ăn bộ dáng. Đồng thời, hắn lặng lẽ lôi kéo dưới Tư Đồ Linh Nhi, ra hiệu nàng chớ ăn. Tư Đồ Linh Nhi mặc dù không có tâm tình, nhưng cũng không phải là đần độn, lập tức liền hiểu La Quân ám chỉ. Liền cũng tại lúc này, Mạc Vũ bỗng nhiên mở miệng. Hắn hướng La Quân quát, chớ ăn, có độc. La Quân nhìn về phía Mạc Vũ, hắn mỉm cười, nói đùa cái gì, làm sao có thể có độc. Lý Chấn cũng là sắc mặt trắng bệch, hắn hung hăng trừng mắt Mạc Vũ, nói ra, chớ Vũ huynh đệ, ngươi đây là ý gì? Cá là ta nướng, ngươi nói có độc, chẳng lẽ ngươi là nói ta hạ độc hại La Quân huynh đệ hay sao? Con cá này, ta có thể là cái thứ nhất ăn. Mạc Vũ đứng lên, hắn cấp tốc đi vào La Quân bên người. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi cũng đứng lên. Lý Chấn tự nhiên cũng là đứng lên. Trong lúc vô hình, tất cả mọi người có đề phòng. Mạc Vũ nói, trong rừng, Lý Chấn bắt một con rắn độc, hấp thu độc xả tuyến độc. Hắn nói với ta, La Quân ngươi cùng thê tử ngươi là một lòng. Cái này đối ta cùng hắn tới nói sẽ rất ăn thiệt thòi. Chúng ta sao không hạ độc trước hết giết La Quân ngươi, sau đó lại bắt thê tử ngươi hảo hảo hưởng thụ một phen, sau cùng lại giết thê tử ngươi. Chương 178, tiểu nhân trường thích thích. Lý Chấn sắc mặt cấp biến, nói, chớ Vũ huynh đệ, người khác ngậm máu phun người. La Quân nhạt lạnh nhìn lấy Lý Chấn, nói, có phải hay không ngậm máu phun người, người đem con cá này ăn, hết thảy liền sẽ chân tướng rõ ràng. Hắn sau khi nói xong, liền cầm trong tay cá nướng ném cho Lý Chấn. Lý Chấn đưa tay tiếp được, sau đó lại hướng mặt đất ném một cái, một chân đạp trên qua. Sắc mặt hắn lạnh lẽo liếc nhìn La Quân, nói ra, ngươi là có ý gì, là đang chất vấn ta sao? La Quân nhàn nhạt cười lạnh, nói ra, ta nhìn ngươi là ngu bê đi, thật sự coi chính mình là đội trưởng, người khác liền không thể phản kháng ngươi. Ngươi là Như Lai Phật sao? Ngươi không thể bị nghi ngờ sao? Lý Chấn nhất thời ngây người, hắn không nghĩ tới tốt tính La Quân thế mà lại có như thế sắc bén một mặt. Hắn lập tức nói, tốt, tốt, đã như vậy, vậy ta cũng cùng các ngươi không có gì để nói nhiều. Hắn nói xong xoay người rời đi. Đứng lại, La Quân quát. Lý Chấn xoay người lại nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi muốn như thế nào? Ta cho phép ngươi đi sao? La Quân nói. Trò cười, Lý Chấn nói ra, ta muốn rời khỏi, cần ngươi đồng ý không? Cho ta nằm xuống đi. La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, hắn quyết định không hề theo Lý Chấn bút tích xuống dưới. Hắn vừa mới nói xong, đột nhiên khí thế phát động. Hung mãnh đại thánh đạo tràng triển khai, khí thế nồng đậm, tinh khí như khói báo động. Trong chớp nhoáng này, La Quân triển khai huyết hạch chi lực. Hắn lực lượng đạt tới kim đan đỉnh phong 4.000 cân. Chỉ gặp thân hình hắn lóe lên, di hình hoán ảnh tuyệt diệu thân pháp triển khai. Chỉ nháy mắt liền đến Lý Chấn trước mặt. Lý Chấn hãi nhiên thất sắc, hắn bị La Quân khủng bố đạo tràng xông tâm mạch, phản ứng chậm một nhịp. Lúc này, hắn vô ý thức muốn chạy trốn. Thế nhưng là vừa quay người lại, La Quân chính là một chiêu đại thành ấn oanh sát xuống tới. Nhất thời, Lý Chấn đỉnh đầu tối đen, như có vạn quân cự lực áp bách xuống, muốn tránh cũng không được. Trong nguy cơ, Lý Chấn hai mắt huyết hồng, hai tay hướng lên trên một đỉnh. La Quân đại thành ấn bên trong, cuồn cuộn võ đạo tinh thần trực tiếp đem Lý Chấn quyền lực vỡ nát.
Lý Trấn khí huyết bị La Quân trấn khai, cùng lúc đó, đại thánh ấn thế như trẻ tre, nhất trưởng oanh sát tại Lý Trấn đầu lâu lên. Lạch cạch một chút, mưa máu bay tán loạn. Lý Trấn chết thảm tại chỗ. Người này lại gian lại trượt, giờ khắc này cũng đã chết. La Quân thu tay lại. Khí thế của hắn đi theo nội liếm, cả người cũng khôi phục lại bình tĩnh. Tựa như là vừa rồi hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ giống như. Mạc Vũ ở một bên lại là nhìn ngốc, hắn cùng Lý Trấn trước đó đều coi là La Quân tu vi là yếu nhất, hiện tại xem ra, Mạc Vũ cảm thấy mình sai cỡ nào không hợp thói thường. Lý Trấn dạng này tu vi, thế mà liền La Quân một chiêu đều không tiếp nổi. Thực ngược lại cũng không phải La Quân nghịch thiên, mà là bởi vì Lý Trấn tâm lý tố chất không đủ mạnh hung hãn. Tại cái kia một cái chớp mắt, thế mà bị hù ngã, từ đó chỉ muốn trốn. Lý Trấn khí thế hoàn toàn không có. Chẳng khác nào thần tiên bị tước đoạt thần cách, tự nhiên là không chịu nổi một kích. La Quân giết Lý Trấn về sau, xoay người lại đến Tư Đồ Linh Nhi bên người. Tư Đồ Linh Nhi tự nhiên vẫn là không có biểu tình gì. La Quân kéo Tư Đồ Linh Nhi tay, nói, chúng ta đi. Tư Đồ Linh Nhi nhu thuận nói, ừm. Hai người liền hướng trong rừng đi đến. Mạc Vũ nhịn không được nói, các ngươi đi chỗ nào. La Quân nói ra, trên bờ cát mục tiêu rất rõ ràng lộ ra. Tránh trong rừng lợi cho ẩn tàng, sẽ an toàn rất nhiều. Mạc Vũ sắc mặt hơi hơi phức tạp, nói ra, hiện tại Lý Trấn đã chết, chúng ta trước đó ước định cũng đã không tính toán gì hết. Ngươi không giết ta sao? La Quân nói ra, ngươi mở miệng nhắc nhở, tại ta có ân. Ta như giết ngươi, chẳng phải là không bằng heo chó. Mạc Vũ nói ra, nhưng chúng ta cuối cùng vẫn muốn binh khí gặp nhau. Ngươi đừng quên, chúng ta lần này điều kiện thắng lợi. La Quân ánh mắt hơi hơi phức tạp, hắn trầm mặc một cái chớp mắt rồi nói ra, ta không có quên. Coi như ngươi nhất định phải chết, nhưng cũng không nên là ta động thủ. Hắn nói xong cũng muốn cùng Tư Đồ Linh Nhi đi. Mạc Vũ nhịn không được nói, ta có thể cùng các ngươi cùng một chỗ sao? La Quân nhìn Mạc Vũ liếc một chút, hắn từ Mạc Vũ trong mắt nhìn thấy chờ đợi tâm tình. Dưới mắt, Mạc Vũ tình huống không thể nghi ngờ rất tồi tệ. Hắn tu vi cùng Trầm Phong so ra kém xa. Mà còn lại các thí sinh ôm thành đoàn. La Quân cùng Tư Đồ Linh Nhi là một đôi, chỉ còn lại hắn một người một mình chiến thắng. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, nói ra, được. Hắn vô pháp cự tuyệt. Bởi vì Mạc Vũ vừa rồi mở miệng nhắc nhở, đây là một phần tình. Cứ việc La Quân không cần Mạc Vũ nhắc nhở, nhưng là Mạc Vũ tình hắn sẽ không quên. Mà lại, Mạc Vũ lúc đầu không có như thế thê lương tình trạng. Bởi vì hắn cùng Lý Trấn tốt xấu vẫn là một thể, nhưng hắn lại vì La Quân mà bán Lý Trấn. Mạc Vũ nghe được La Quân đáp ứng, không khỏi buông lỏng một hơi. Thế là ba người rất nhanh liền đi vào rừng cây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 10.